xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế chương 31, câu chuyện tình yêu mới mẻ bộ quần áo mà tịch thừa quân muốn mua cho bạch khởi đều là những kiểu anh đã chọn từ trước nhiệm vụ của bạch khởi đơn giản chỉ cần thử xem có hợp hay không là được thượng quảng giống như một ô xin chuyên nghiệp vừa thấy tịch thừa quân gật đầu liền chạy đi trả tiền sợ chậm một chút liền bị anh tịch gọi lại hỏi hắn sẽ muốn cái chết như thế nào sau khi nói chuyện nhảm nhí như vậy với Bạch Khởi. Bên này, Bạch Khởi bước ra từ phòng thử đồ, tịch thừa quân đưa điện thoại di động cho cậu, em có điện thoại. Bạch Khởi vội vàng cầm lên và nhìn vào màn hình, là ba Bạch gọi tới. Alo ba, Bạch Khởi nhanh chóng bắt máy, cái đó, ba Bạch ho nhẹ một tiếng, ờm, ừ, chương trình của con đã quay xong chưa? Trường học cũng nghỉ rồi đúng không? Bạch Khởi hơi kinh ngạc, dạ nhưng làm sao ba biết được năm ngoái con về nhà nghỉ hè ba còn hỏi con tại sao không lên lớp đó ba bạch ba bạch ba xin lỗi là lỗi của ba tự phạt ba chén được không quên đi mẹ con sẽ đánh ba ba bạch thôi không nói mấy chuyện vô bổ như vậy nữa ba gọi điện thoại chỉ hỏi khi nào con sẽ về nhà đương nhiên con không về cũng được dù sao cũng mới kết hôn năm đầu tiên cũng nên về nhà chồng con cũng không cần nghĩ nhiều về phía bên này trước tiên vẫn nên nghe ý kiến của chồng con như thế nào đã nhưng đúng là ba cũng muốn gặp con một chút gặp một chút thôi ba bạch bảo rằng sẽ không nói mấy câu vô bổ kết quả vẫn lại nhảy quanh co vòng quanh thế giới azinomoto bạch khởi nói thầm gia đình họ tưởng cũng không có gì thú vị để về xét từ những thông tin mà tịch thừa quân đã tiết lộ cho cậu trước đó gia đình họ tịch mẹ của anh cũng đã mất rồi bạch khởi ngây ra một lúc những năm trước tịch thừa quân đã ăn Tết ở đâu? Bạch Khởi định nói, con không trở về, nhưng gượng lại một chút, rồi nuốt lời này xuống. Bạch Khởi, cái này nói sao nha ba, ngày mai con còn phải ghi hình một chương trình nữa á? Bạch Khởi lờ mờ suy nghĩ, cậu có nên dẫn tịch thừa quân về nhà hay không ta? Vì vậy cậu theo bản năng mở miệng nói, chương trình này lại được hưởng sái ánh sáng của anh tịch nên con mới có tiền đó. Chính là muốn nhắc nhở ba Bạch trước, đừng đợi người thật sự về đến nhà, rồi tầm chảy cán bột đuổi người ta suốt hai con đường. Tuy rằng lấy sức mạnh thể chất của thầy tịch, có thể ba ba của cậu mệt mỏi mà ngã xuống trước. Bạch Khởi có rất nhiều suy nghĩ đang lung tung lẹt xẹt trong đầu. Cuối cùng cậu đè hết mấy ý nghĩ linh tinh kỳ quái này xuống, chỉ nói con cúp máy nha ba. Ba Bạch nắm điện thoại, không khỏi lầm bẩm con trai của ba thật giống như một tên tiểu tử chỉ biết lừa tiền của người khác. Bà nhà của ông vừa đưa cho ông 500 vạn, Nói rằng con trai đã chuyển khoản từ trước. Bạch Khởi làm sao có thể có nhiều tiền như vậy, khẳng định là của vị siêu sao kia. Bà Bạch cũng không làm ra vẻ sẽ không đụng vào nó. Có rất nhiều người vẫn đang chờ số tiền này để xoay sở. Bà Bạch cất điện thoại, vừa quay đầu thì gặp phải Giám đốc Bành. Giám đốc Bành mỉm cười nhìn ông, "Tôi đang tìm anh. Lão Vương nói với tôi, anh đã gửi tiền tháng này." "Sao anh tự gửi thế?" Bà Bạch cười nói vừa lúc cũng thuận tiện thôi, hơn nữa tôi cũng nghĩ, chuyện đã lâu như vậy, cứ thử xem thế nào, biết đâu bên kia cũng không còn ghét bỏ tôi. Nếu như vậy thì tôi cũng không cần làm phiền cậu nữa. 500 vạn, dù sao cũng là một số tiền rất lớn do con trai ông cho. Ông sợ có gì đó không ổn, khi chuyển tiền, ông đều muốn lôi từng con số trong tài khoản ra, đối chiếu 800 lần mới thỏa. Giám đốc bành, à, như vậy sao? Được rồi, anh bận gì thì cứ đi làm đi tôi chỉ thuận miệng hỏi mấy câu thôi. Ồ, cũng sắp hết năm rồi, khi nào tôi có thời gian, tôi cũng giúp anh đi thăm hỏi một chút. Vậy làm phiền cậu rồi, không sao, tôi và anh mà còn phải nói mấy lời này à? Bà Bạch lại mỉm cười, rồi đội thẳng chiếc mũ bảo hiểm trên đầu lại, quay người rời đi. Giám đốc Bành đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói, 500 vạn, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Bên này Bạch Khởi nói xong cúp điện thoại. Thượng Quảng đã yêu cầu nhân viên cửa hàng gói hết quần áo, tay sách nách mang cả một đống. Nhiều như vậy sao? Bạch Khởi ngạc nhiên nhìn tịch thừa quân. Tịch thừa quân gật đầu, sau này có một số dịp cần phải tham dự, em cũng không thể đều mặc chung một bộ, đúng không? Bạch Khởi gật gật đầu. Đúng vậy, Thượng Quảng sợ Bạch Khởi không chịu nhận. Lúc đó anh tịch chắc chắn sẽ hỏi, tại sao không nhận? Bạch Khởi chỉ có thể nói, bởi vì tôi không vui sau đó anh tịch hỏi tại sao cậu ấy lại không vui bạch khởi nói bởi vì thượng quảng nói nhiều quá thượng quảng hoảng sợ muốn chết trước hàng loạt phản ứng mà hắn tự nghĩ ra trong đầu thượng quảng vội vàng nói đến lúc đó những dịp này cậu sẽ cùng anh tịch tham dự tôi hiểu rồi tôi không thể làm mất mặt anh tịch được bạch khởi gật đầu cả người đều toát lên hương vị ngoan ngoãn tịch thừa quân nhẹ nhàng đưa một cái nhìn hờ hững về phía thượng quảng thượng quảng vừa tính mở miệng cả người liền cứng lại về nhà thôi bạch khởi lên tiếng cậu cũng không muốn để thượng quảng bị mắng thượng quảng là người đại diện của tịch thừa quân hắn đã ở bên cạnh anh trong rất nhiều năm tình bạn của hai người chắc chắn không chỉ giới hạn ở mối quan hệ công việc lạnh nhạt thượng quảng sẽ phải đề phòng cậu một chút bạch khởi cảm thấy rất bình thường không sao cả thượng quảng thở ra một hơi lại đưa ánh mắt nhìn về phía bạch khởi hắn có chút cảm kích về nhà Bạch Khởi nói chuyện điện thoại với Mục Đông bọn họ mấy câu. Mục Đông nói tụi này sẽ không đi dự tiệc đính hôn của tường Phương Thành. Bạch Khởi, đi, tại sao không đi chứ? Mục Đông sừng sốt, khởi khởi, ý của cậu là. Bạch Khởi, các cậu sách cái miệng đi, không cần mang theo tiền á. Tường Phương Thành rất có tiền nha, chỉ cần đến ăn cho đã là được rồi. Mục Đông nghĩ lại cũng thấy ý kiến này không tồi, tớ còn muốn cùng cô dâu nói chuyện một chút, cứ nói tưởng phương thành là một con chó hắn luôn thèm muốn cậu ây thôi quên đi cũng không được nếu cô dâu ghét cậu thì sao đây bạch khởi nhớ lại dáng vẻ vị hôn thê của tưởng phương thành sẽ không đâu ờ ừ, thôi được rồi tới đó gặp lại đi mục đông nói sau đó mới cúp máy bạch khởi cầm điện thoại nhìn nhìn thời gian trong lòng thoáng hiện lên một tia lo lắng tóc sâu khác với chương trình thực tế cậu cảm thấy cái này sẽ càng dễ dàng lộ đuôi mèo Bạch khởi quay đầu lại nhìn Tịch thừa quân. Tịch thừa quân đang lật xem kịch bản mới, nhận thấy ánh mắt của cậu, lập tức ngẩng đầu lên đón lấy ánh nhìn ấy. Ừm, có chuyện gì sao em? Bạch khởi, nếu ngày mai người dẫn chương trình hỏi, chúng ta đã gặp nhau như thế nào? Tôi nói tôi là fan trung thành của anh được không á? Tịch thừa quân đặt kịch bản xuống, cười khẽ mà nhìn cậu. Fan cuồng đeo bám rồi dùng vũ lực để uy hiếp kết hôn. Bạch khởi, thôi không được vậy thì fan của anh sẽ xé xác tôi thành trăm mảnh mất. Tịch thừa quân gật đầu, bạch khởi, cái này không được rồi, vậy chúng ta nói sao giờ đây, bịa sao cho hợp tình hợp lý nhỉ? Gặp nhau tại hiện trường hoạt động đi, vâng, anh nói đúng, bạch khởi dừng lại, nhưng sau đó thì sao? Anh yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên hả? Lúc đó tôi phải như thế nào để anh yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên chớ? Dáng vẻ này của tôi không thuyết phục cho lắm đâu. Tịch thừa quân im lặng không nói anh lặng lẽ mà nhìn chăm chú vào bạch khởi bạch khởi thở dài vẫn nên lâu ngày sinh tình đi tiếp xúc từ từ rồi mới yêu kịch bản tình yêu xét đánh khó viết quá mà tịch thừa quân lúc này mới lên tiếng ba năm qua em ở đâu từng đi qua nơi nào viết ra đưa tôi đi bạch khởi gật đầu lập tức cầm lấy dây bút trong vòng nửa giờ câu chuyện tình yêu mới được ra lò trực tiếp cứu lấy bộ não của bạch khởi thầy tịch thật đáng tin cậy mà bạch khởi từ trong lòng khen ngợi một câu ngày hôm sau bạch khởi và tịch thừa quân đến địa điểm ghi hình sớm hiện trường vẫn còn đang điều chỉnh vị trí của máy quay phát sóng trực tiếp mời các anh đi cùng tôi nhân viên cung kính dẫn bọn họ đi vào phía sau sân khấu bạch khởi ngồi trong phòng hóa trang còn tịch thừa quân đứng ngoài cửa đang nhỏ giọng nói chuyện với đạo diễn ồ túi sách của cậu là lv sao cỗ à xem ra bây giờ trên thị trường cũng không mua được chuyên gia trang điểm đột nhiên lên tiếng kéo suy nghĩ của bạch khởi quay về bạch khởi ngước lên nhìn hắn ý thứ chuyên gia trang điểm là đang chỉ về chiếc ba lô nhỏ của cậu tôi có dấu vết mày mòn nhẹ nhưng chữ lv trên đó vẫn rất rõ ràng bạch khởi thản nhiên cười không phải nha chuyên gia trang điểm quay đầu lại lẩm bẩm chẳng lẽ là đồ nhái sao cũng đúng trước khi cậu ta kết hôn với thầy tịch cậu ta chả là cái gì cả khi quay đầu lại Chuyên gia trang điểm đã đổi một khuôn mặt tươi cười khác, nhưng lời nói vẫn không được thân tiện lắm, sao không nói thầy Tịch mua cho cậu cái mới đi. Bạch Khởi nghiêng đầu, nhìn hắn với vẻ mặt ngây ngô, tôi muốn tự mình mua, tại sao phải làm phiền đến anh Tịch chứ? Sau khi chương trình này được ghi hình, phần thù lao đó cũng đủ để tôi đổi mấy cái rồi nha. Chuyên gia trang điểm nghẹn hỏng, thầm mắng người này vừa quê mùa vừa tham lam lại còn hồ ly tinh. Nhưng một mặt, thật sự nhịn không được ghen tị bạch khởi chắc chắn nhận được rất nhiều tiền bạch khởi vẫn cảm thấy như vậy chưa đủ cậu hận không thể để giọng của mình trở nên mềm mại như nước cậu nhỏ giọng nói nếu tôi nói chuyện này với anh tịch anh ấy chắc chắn sẽ muốn dọn toàn bộ paris cho tôi đó đủ mắc ỉa bạch khởi trong lòng thầm khen chính mình quá giỏi tặng một like chuyên gia trang điểm trong lòng lắp đầy mấy chữ con mẹ nhà nó ghen ăn tức ở đến mức suýt đau tim tại chỗ lúc này cửa được đẩy ra Tịch thừa quân đã trở lại, chuyên gia trang điểm cũng đứng thẳng dậy. Còn muốn kẻ mắt nữa sao? Bạch khởi nhìn nhìn chiếc cọ nhỏ trong tay chuyên gia trang điểm. Chuyên gia trang điểm có chút sợ hãi trước mặt Tịch thừa quân, chỉ có thể run rẩy đáp lại a. À, Bạch khởi nhắm mắt lại để hắn vẽ. Tịch thừa quân đứng bên cạnh chăm chú quan sát người trang điểm hiền nhiên dựa theo thẩm mỹ của chính mình mà làm. Đôi mắt kéo dài nhẹ nhàng, lông mi càng được làm cho cong hơn hốc mắt vốn đã hơi sâu nay càng được khắc họa rõ nét được rồi chuyên gia trang điểm nói dưới áp lực rất lớn bạch khởi mở mắt ra có chút khó chịu chớp chớp mắt hai cái đáy mắt nhanh chóng lấp lánh ánh nước trang điểm qua một chút liền đưa cậu trở thành thiếu niên hoàn toàn xinh đẹp và mềm mại ngồi ở đó giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo hoàn mỹ chỉ cần chớp mắt một cái liền có cảm giác như cùng người khác liếc mắt đưa tình hầu kết của tịch thừa quân nhẹ nhàng lên xuống, anh cởi chiếc ghim cải áo sao khắc đá quý trên ngực mình xuống, cúi người mang lên cho Bạch Khởi. Anh duỗi tay về phía Bạch Khởi, đi thôi em, Bạch Khởi móc lấy cánh tay anh, dán cả người vào, vô cùng thân mật. Nếu Bạch Khởi có học khiêu vũ, có khi bây giờ cũng phải vặn mông một cái. Tịch thừa quân gượng lại một chút, sau đó anh nhanh chóng phản ứng lại. Hôm nay diễn vai nào đó, thiếu niên xinh đẹp nhỏ yếu mỏng manh sao? tịch thừa quân trái tim khẽ nhúc nhích, anh rút cánh tay ra, ngược lại vòng tay ôm eo bạch khởi. Mặc dù không phải lần đầu tiên ôm eo bạch khởi, nhưng khoảnh khắc thật sự chạm vào, tịch thừa quân xuất hiện một tia ngạc nhiên. Vòng eo của bạch khởi rất nhỏ, không phải là loại gầy yếu không có sức sống, mà là thon chắc, đường cong vô cùng chọc người. Thậm chí làm người ta trào dâng một nỗi khát vọng, muốn ôm trọn lấy cậu, chặt chẽ mà giam giữ trong vòng tay của mình chuyên gia trang điểm ở phía sau hận không thể cắn nát răng hắn tức giận đến mức có thể bốc cháy tại chỗ talk show rất nhanh liền bắt đầu hai người không phải là khách mời duy nhất trong kỳ này nhưng rating chương trình này như thế nào tiền thưởng của nhân viên công tác nhiều hay ít phụ thuộc toàn bộ vào bọn họ vô số khán giả lần lượt chạy vào video phát sóng trực tiếp vừa bật lên chính là hình ảnh ngay giữa sân khấu người dẫn chương trình hỏi có thể cho chúng tôi được biết hai bạn như thế nào mà gặp nhau không? Có ai đã từng lấy nhầm vali chưa? Tịch thừa quân mặc áo sơ mi và quần tây, cổ tay áo sơ mi hơi sắn lên, lộ ra cánh tay cơ bắp tràn đầy mạnh mẽ. Giảm đi sự yêu nhã nhưng tăng thêm nét tùy tính quyến rũ. Xác suất này rất thấp, và khi bạn lấy nhầm chiếc vali giống hệt của mình, nó không có mật khẩu, bạn hoàn toàn dễ dàng mở nó. Điều này càng khó gặp hơn. Vali thường để tất cả những vật dụng cần thiết cho người khi đi du lịch có quần áo, đồ dùng vệ sinh, có thể liên quan đến công việc, học tập. Một chiếc vali, tựa như cuộc sống của một người được thu nhỏ, gói gọn trong đó. Anh nói, Bạch Khởi đã nhận được vali của tôi, tôi đã nhận được vali của Bạch Khởi. Sau đó, tôi mở vali ra, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn qua các loại đồ vật bên trong, tôi đã có thể hình dung gần như hoàn chỉnh về chủ nhân của nó. Một người có tính cách vô cùng sán lạn và lạc quan. Cảm giác này rất lạ, như thể bạn không chút dấu vết bước ra từ thế giới cứng nhắc ban đầu, đi về phía một cánh cửa khác, đặt chân bước vào một cuộc hành trình mới rất tuyệt vời. Đại loại như bước từ màu xám chật hẹp buồn tẻ sang màu xanh sống động rộng mở. Cái này so với tình yêu xét đánh, nhất là từ trong miệng của tịch thừa quân nói ra càng có sức thuyết phục, lại như có như không mà phủ thêm một tầng lãng mạn. Bạn sẽ biết rằng em ấy thích đi tất mềm, thích mặc quần áo ấm. Bạn sẽ biết rằng chữ viết của em ấy rất đẹp, và sẽ biết em ấy luôn mang theo một cuốn sách khi đi ra ngoài tịch thừa quân nói một cách từ tốn chậm rãi đôi mắt của anh chặt chẽ mà khóa ở trên người bạch khởi bạch khởi hơi hơi ngẩn ngơ tịch thừa quân không hề nói sai có như vậy trong nháy mắt cậu gần như nghĩ rằng đối phương thật sự bởi vì những điều đó mà thích cậu tịch thừa quân mới chỉ nhìn thấy vali của cậu một lần đó là lúc ghi hình kỳ thứ hai của chương trình tịch thừa quân đã lấy đồ từ vali của cậu thời gian tuy ngắn nhưng dường như trong khoảnh khắc đó tịch thừa quân đều ghi nhớ tất cả trong lòng dưới ống kính tịch thừa quân vẫn như cũ mà nói đâu ra đấy ngay cả khi nói đến một chỗ thích hợp anh cũng khẽ mỉm cười nhưng không ai biết anh hiện tại vô cùng căng thẳng trái tim như chìm xuống vực sâu càng phân tích anh càng phát hiện ra nhiều điều khi anh tình nguyện để một người vào mắt anh quả thật sẽ giống như con thú giữ hung ác đem từng chút từng chút vỏ bọc của đối phương mà xé ra dù cố ý hay không, vẫn đem tất cả những gì của người đó mà chặt chẽ hằn sâu trong đầu. Rồi đến một ngày, nó sẽ biến thành ham muốn không thể khống chế được. Có người sẽ cho rằng điều đó thật lãng mạn, nhưng cũng có người cho rằng thật đáng sợ. Chương 32: Muốn nhìn thấy một nụ hôn nồng nhiệt, không ngờ chuyện tình của thầy Tịch lại lãng mạn đến vậy. Thật sự là do trùng hợp mà ra, đúng là định nghĩa hoàn hảo cho hai chữ duyên phận. Những khách mời khác ở hậu trường không khỏi thở dài các người xem trong phòng phát sóng trực tiếp không thể không đặt dấu chấm hỏi. Mỹ choáng váng dầu, cứ như vậy mà quen biết sao? À à à, vì cái gì mà tôi xách theo mấy chiếc vali đi du lịch cũng không lấy nhầm được một cái vậy à à à tôi ế lắm rồi. Ngày mai tôi quăng vali ở đó, ai hốt được hốt dùm đi, khổ quá mà. Bạch Khởi thật sự may mắn á. Thầy tịch chỉ cần mở vali liền có thể biết được nhiều như vậy, nhưng biết là một chuyện, đến bây giờ thầy tịch vẫn còn nhớ rõ như thế khó trách thầy tịch có một trí nhớ siêu phàm không ai có bản lĩnh đọc lời thoại tốt hơn thầy được người dẫn chương trình trên sân khấu mỉm cười có lẽ thầy tịch chuyển sang hành nghề thám tử cũng không tệ nhỉ mọi người dưới sân khấu cũng nở nụ cười có người hét lên không được đâu thầy tịch phải làm diễn viên đùa thôi người chủ chỉ quay đầu cười nhìn bạch khởi hỏi sau đó thì sao ai chủ động liên lạc với bên kia tịch thừa quân là tôi tịch thừa quân cười khẽ khi điện thoại được kết nối giọng nói từ đầu bên kia nhanh chóng khớp với hình dáng mô phỏng trong đầu tôi sóng điện từ thật sự là một phát minh tuyệt vời hai người không ở trong cùng một không gian nhưng lại được kéo gần khoảng cách bỏ mẹ choan hóa đúng là thầy tịch nói chuyện điện thoại mà cũng có thể miêu tả lãng mợn như vậy anh tịch chắc thật sự thích bạch khởi lắm toàn bộ câu chuyện từ lời anh tịch đều chỉ hướng đến một điều vận mệnh an bài là của nhau lúc này chỉ có một thanh niên ở phía sau màn hình đặc biệt thả phẫn nộ thể hiện sự không đồng ý hắn nghiến răng trời đậu má toàn bộ đều sàm lót lúc ấy tôi đây theo đuổi bạch khởi đến gắt như vậy còn anh thì đang ở đâu hả người dẫn chương trình muốn nghe nhiều câu chuyện hơn vì vậy hắn lập tức hỏi sau đó thì sao sau cuộc điện thoại hai người sẽ gặp nhau sao lần đầu tiên xác định mối quan hệ sự kiện gì đã thúc đẩy nó vậy bạch khởi nghe xong để có diễn giống anh như đúc liền không khỏi có chút đau đầu bắt đầu một lời nói dối để có thể đảm bảo giữ vững logic câu chuyện cần phải tìm một lời nói dối khác để che đậy toàn bộ những lời này đều không được mâu thuẫn và phải thuyết phục người nghe nhưng tịch thừa quân dường như không có ý định làm cho cậu đau đầu tịch thừa quân uốn cong các ngón tay điều chỉnh một chút tư thế ngồi của mình nhiều người sẽ không để ý đến những chi tiết như vậy chỉ cảm thấy thầy tịch ở dưới máy quay càng tăng thêm sức hấp dẫn và cường đại. Tịch thừa quân đón nhận câu hỏi, trả lời, khi đó, tôi vừa trở về từ thành điện ảnh, đang chuẩn bị cho một kỳ nghỉ, đã báo với phòng làm việc của mình. Vì thế, sau khi nói chuyện với em ấy, cuối cùng tôi quyết định tự tay mang trả lại. Lỗi là do tôi gây ra, khi ấy tôi cũng không biết làm thế nào có thể bồi thường cho em ấy. Đây là phần bọn họ không hề thảo luận tối hôm qua ngay cả Bạch Khởi cũng không biết tịch thừa quân sẽ nói những gì. Bạch Khởi thầm nghĩ, quá kích thích, tịch thừa quân dừng lại, vì vậy, tôi đã chọn một cây bút từ bộ siêu tập của mình. Tôi đã mua cây bút này trong những năm còn ở nước ngoài. Người chủ chỉ nhiều chuyện hỏi thêm, loại bút nào, có hình sao? Tịch thừa quân, Karan đặt sao có một cây bút máy phiên bản giới hạn. Điều đặc biệt là có một chiếc đồng hồ trên thân bút, và đồng hồ sẽ luôn dừng ở 9 giờ 25 người dẫn chương trình mắt sáng lên, tôi biết cây bút này. Nó trị giá 2 vạn đô la. Đậu xanh rau má, đậu trắng, đậu bi. Lần đầu tiên gặp mặt bồi thường là bồi kiều này hả thầy tịch. Đổi thành nhân dân tệ chính là 13 vạn đó. À à bò mẹ choan hóa, quá là đỉnh cấp giàu sang phu quý ấm no đời đời. Mấy mó ghét trọng điểm nha, ngày 25 tháng 9 là ngày lấy nhầm vali đóa. Móa nó, quá là ảo tung chảo tường phương thành phía sau màn hình cũng đột nhiên khựng lại đúng là có một cây bút như vậy ở trong giới con nhà giàu từng nổi tiếng một thời vào lúc đó một số cư dân mạng cho rằng thiết kế của cây bút này vô cùng xấu đồng hồ cũng là vật trang trí mặt kim trên đồng hồ không hề di chuyển ai lại bỏ ra nhiều tiền để mua thứ này mà tịch thừa quân nói ra một đoạn câu chuyện như vậy chân thật đến nỗi như đã từng xảy ra có vẻ như rất lâu trước kia anh trai yêu dấu của hắn đã phải lòng bạch khởi ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ vì một chiếc vali. Điều này không phải là không thể, tưởng Phương Thành vừa rồi còn chế nhạo lẫn tức giận, giờ phút này đều bị hắn áp xuống. Hắn chuyển sang cảm giác ớn lạnh, bao trùm từ đầu đến chân. Trên màn ảnh, tịch thừa quân lộ ra vẻ đáng tiếc, anh nói, nhưng Bạch Khởi không nhận. Bạch Khởi nhìn anh, kèm theo một nụ cười ngọt ngào, thật sự đắt quá. Nếu là 13 vạn, có thể một nhân cách khác của cậu trong câu chuyện đó sẽ nhận lấy ó. Tưởng Phương Thành nắm các ngón tay thật chặt sau màn hình. Nếu câu chuyện là sự thật, thì Bạch Khởi chắc chắn không nhận quà của tịch thừa quân. Tích cách của Bạch Khởi là như vậy đấy. Trong quá trình theo đuổi Bạch Khởi, ban đầu tưởng Phương Thành không biết đường nào mà lần, chỉ tìm cách tặng iPod, iPad hay giày, túi sách. Nhưng Bạch Khởi đều không nhận. Ngay cả sau khi ở bên nhau, hắn đã cố ý nói với Bạch Khởi, hắn kiếm được một chiếc đồng hồ long jean sao từ công việc bán thời gian như thế nào, khó khăn ra làm sao trong khoảng thời gian đó, Bạch Khởi vẫn không nhận. Chính vì điều này mà tưởng Phương Thành luôn cảm thấy Bạch Khởi như xa như gần, hai người không có cảm giác là đang yêu nhau. Những gì tịch thừa quân kể quá thật, tưởng Phương Thành ảm đạm nhìn chăm chăm màn hình, mở ngăn kéo lấy ra một bao thuốc lá. Người dẫn chương trình bị thu hút, nỗ lực dẫn dắt, sau đó thì sao? Sau đó, tình cờ, tôi phát hiện ra chúng tôi cùng học một trường vì thế mang danh cựu sinh viên đại học bắc kinh tôi mới có cơ hội làm quen và nói chuyện nhiều hơn với em ấy đối với sự thay đổi trong mối quan hệ như vậy thật sự là một điều rất thú vị mọi người nghe đến đây đều cảm thấy vô cùng hứng thú bao gồm cả bạch khởi cậu cũng thấy thật vui cậu muốn nghe tịch thừa quân như thế nào để vẽ thêm nữa chỉ là không thể biểu hiện quá lộ liễu dưới ống kính cho nên cậu chỉ mình cười ngọt ngào ôm mặt nhìn tịch thừa quân không chấp mắt giống như khi nhắc đến câu chuyện này anh cũng nhớ đến kỷ niệm đó nên mình cười nhẹ nhàng trong mắt như thể có rất nhiều hồi ức thoáng qua tịch thừa quân trầm thấp mà cười khẽ thành tiếng ngước mắt lên thoạt nhìn không chút để ý mà lia mắt qua máy quay một cái khán giả như nghẹt thở trong phút chốc mấy đứa ơi tự dưng vừa rồi thấy được ánh mắt đó của anh tịch lia qua camera tôi cảm thấy hơi nguy hiểm liếc mắt một cái mà tôi con mẹ nó đứng hình luôn tưởng phương thành cũng cảm thấy như vậy thậm chí còn có một loại ảo giác tịch thừa quân thông qua máy quay mà liếc nhìn hắn nhưng điều này là không thể làm sao tịch thừa quân có thể biết hắn cũng đang xem chương trình phát sóng trực tiếp tưởng phương thành vừa mới bắt đầu suy nghĩ liền đốt bật lửa trên tay lên tịch thừa quân ôn hòa nói vừa rồi tôi cùng bạch khởi ôn bài cho kỳ thi cuối kỳ ở thư viện thật ra không phải là lần đầu tiên tôi đã đồng hành cùng em ấy từ rất lâu trước đây, với tư cách là một đàn anh đã từng có kinh nghiệm thi cử. Bạch Khởi có bao nhiêu nghiêm túc trong việc học sao? Em ấy chỉ có thể nhìn thấy đại số tuyến tính trong mắt mình thôi. Có một tiếng vang nhỏ, điếu thuốc trong tay tường phương thành bị bẻ gãy. Làn đạn lúc này đều cười ha ha vô cùng vui vẻ. Hu 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 tôi đang xem tóc sâu về tình yêu mà sao giống tóc sâu làm thế nào vực dậy tinh thần học tập quá giả. Dạ. Má nó, bạch khởi quá ác, không để anh tịch vào mắt nha ha ha ha. Tịch Thừa Quân nhàn nhạt, nhạt nói, ngày hôm đó thời tiết không tốt lắm, Bạch Khởi phiên dịch liên tục 10 trang giấy tiếng Anh, sau đó để quên ở một quán cơm địa phương. À, à, đừng nói nữa, tôi không làm được hu hu hu, 500 từ thôi tôi đã miệt mài dịch SML rồi đó, người với y người quá khác nhau. Tịch Thừa Quân nói, tôi đã giúp em ấy tìm được. Tưởng Phương thành run tay, bật lửa rơi xuống đất, tàn thuốc đập mạnh trên đầu ngón tay hắn nhưng sau đó, cảm giác đau đớn khi bị bỏng không thể thu hút bất kỳ sự chú ý của hắn được nữa. Đó rõ ràng là những gì hắn đã làm, chính hắn tìm về bài tập của Bạch Khởi, chính hắn chạy theo xe buýt hồi lâu, chính hắn vẻ mặt đáng thương mà nhìn Bạch Khởi rồi nói em có thể cùng anh thử một lần hay không. Tưởng Phương Thành cảm thấy trong cổ họng mình đáng ghét, hắn cầm gạt tàn lên đập vỡ màn hình trước mặt. Bóng dáng của hắn ánh trên màn hình run rẩy không kiểm soát được. Thật sự tàn nhẫn tịch thừa quân tàn nhẫn vô cùng một cái liếc mắt vừa rồi của tịch thừa quân chính là đang nhìn hắn trước ống kính trước mặt mọi người anh ta từng chút một xóa sạch cái tên tường phương thành trong quá khứ của bạch khởi sau đó được bao phủ bởi một câu chuyện hoàn toàn mới tàn nhẫn hơn xóa bỏ chính là thay đổi rồi biến nó thành của mình không cần biết sau này hắn sẽ nói gì với giới truyền thông hắn và bạch khởi yêu nhau tịch thừa quân cướp bạn trai của em trai mình liệu có mấy ai tin được nữa? Tưởng Phương Thành gần như phát điên, hắn suy sụp vò đầu bứt tóc, run rẩy mở máy lên, lại đăng nhập vào phòng phát sóng trực tiếp bằng điện thoại. Hắn không dám nhìn tịch thừa quân, bởi vì vị anh hai yêu dấu này luôn vô hình mà đè trên đầu hắn, cho dù nhẹ nhàng ngồi ở nơi đó, hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Vì vậy hắn chỉ nhìn chăm chăm vào Bạch Khởi, Bạch Khởi lúc này cũng có chút kinh ngạc, nhưng cậu kiềm chế tốt. Cậu Ngạc Nhiên vì Tịch Thừa Quân thật sự rất giỏi. Đoạn thời gian mà Tường Phương thành theo đuổi cậu, cậu chỉ tùy tiện mà nói một chút với Tịch Thừa Quân. Nhưng Tịch Thừa Quân không chỉ nhớ nó mà còn sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn. Nhưng cũng may, đây chỉ là một câu chuyện xưa. Giọng điệu mà Tịch Thừa Quân nói vừa rồi quá thật, thực sự không có gì ngạc nhiên khi anh nhận được rất nhiều giải thưởng ảnh đế. Bạch Khởi thậm chí còn nghi ngờ rằng, nếu một người như anh trở thành bác sĩ tâm lý, anh nhất định là một nhân vật phản diện điển hình trong phim với giọng điệu nhẹ nhàng trong lời nói của mình anh sẽ thay đổi trí nhớ của nhân vật chính xem người này như một công cụ để giúp mình thực hiện các vụ án làn đạn vô cùng phấn khích bà đây không còn gì có thể nói được nữa mị mà như bạch khởi khi ấy mị sẽ cảm động đến chết đi sống lại công sức làm liên tục cứ thế nghĩ rằng sẽ đổ sông đổ biển ấy vậy mà được người khác tìm được còn không quản đường xa ướt mưa để đưa đến cho mị cho dù mị cứng rắn cỡ nào cũng không thể chịu nổi loại cảnh tượng này. Bạch Khởi khởi qua đáng yêu âu âu áo, áo hai người cũng đều đáng yêu, bởi vì vali hành lý mà kết duyên, bởi vì sách bài tập mà yêu nhau, đây mới gọi là chuyện tình yêu kinh thiên động địa cảm động trời xanh tình yêu xã hội chủ nghĩa vĩ đại muôn đời không phai. Lúc này người chủ trì ho nhẹ một tiếng, hắn nói, "Chà chà chà, thầy Tịch luôn trả lời các câu hỏi." Bạch Khởi không nói thêm gì sao? Hứ cái hố này sao mà khiến cậu ngã được chứ? Bạch khởi nghiêng đầu mỉm cười, mặt mày sáng rỡ, tôi sẽ không nói đâu. Bởi vì tôi thật sự rất thích cách anh tịch kể chuyện của chúng tôi một cách chậm rãi từ tốn dưới ống kính. À, làn đạn lại điên cuồng again and again. Bạch khởi nói xong câu này, liền quay đầu bắt gặp ánh mắt của tịch thừa quân. Chỉ là hôm nay, anh trong tưởng tượng của cậu không quá giống nhau. Tịch thừa quân ánh mắt thâm thúy, có khoảnh khắc giống như rơi xuống vực sâu, ầy, cũng không đúng. Đôi mắt của tịch thừa quân rất đẹp, nếu phải thay đổi cách hình dung, có lẽ sẽ giống như rơi vào bầu trời đêm vô tận. Bạch khởi ngẩn ra một chút, sau đó theo bản năng hướng đến tịch thừa quân cười một cái. Tịch thừa quân ung dung mà nâng tay lên, cuối cùng dừng lại ở trước cổ bạch khởi. Bạch khởi, tịch thừa quân giúp cậu cởi cục áo trên cùng, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau qua hầu kết của bạch khởi. Tịch thừa quân, tai của em sao lại đỏ vậy? có phải hơi nóng rồi không? à, phải không? Bạch khởi đưa tay sờ sờ lỗ tai, hình như hơi hơi nóng. Máy sưởi có lẽ chỉnh quá cao. Tịch thừa quân mỉm cười, sau đó từ từ thu tay lại. Ừm, vậy cởi cúc áo đầu tiên sẽ dễ dàng hít thở hơn. Bạch khởi, dạ, người chủ chỉ có chút không mùi nổi nữa, cảm thấy đỏ bừng cả mặt. Có lẽ từ trường giữa hai vợ chồng mới cưới này thật sự ảnh hưởng đến con người quá nhiều. Người dẫn chương trình hít một hơi thật sâu. Nhìn xuống kịch bản, ngẩng đầu lên, cười nói, thầy Tịch trực tiếp xem tôi không tồn tại nữa sao? Thôi, kệ đi vậy, người dẫn chương trình nói, chúng tôi muốn nhìn anh Tịch hôn cậu ấy một cái thật nồng nhiệt, có quá đáng lắm không? Đây có phải mới là đoạn chính của chương trình không hả? Bạch Khởi vô cùng ngạc nhiên, cái quần què gì Bạch Khởi cũng làm được hết, nhưng cái này chắc chắn diễn không tốt, Tưởng Phương Thành hoàn toàn không kiềm chế được, đập vỡ điện thoại mà đầu bên này tịch thừa quân vẫn cười nói không được đâu bạn nhỏ rất dễ mắc cỡ anh nói với người dẫn chương trình nếu bây giờ cậu có thể để khởi khởi hôn tôi một cái tôi sẽ cho cậu một bao lì xì thật lớn làn đạn ý là lần trước chị hôn cầm là do bạch khởi thẹn quá thôi hả đậu mé bạch khởi khởi cậu ngọt quá đi để tôi khuyên mọi người tránh ra để tôi khuyên cho các chị em nhường một chút cho tôi một mao tiền tôi cũng khuyên cho bằng được người dẫn chương trình cũng choáng váng. Hắn nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, áo sơ mi quần tây chỉnh tề tỉ mỉ, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo nụ cười dịu dàng. Nhưng bằng cách nào đó, lại mang đến cho người khác cảm giác vô cùng cường đại, thậm chí còn thoáng qua một tia dục vọng được khắc chế hoàn hảo không tì vết. Có một sự khác biệt rất nhỏ so với thầy tịch trên màn ảnh, sự khác biệt này vô cùng kỳ diệu. Người dẫn chương trình nuốt nước miếng, quay đầu nhìn bạch khởi, cái này thù lao của thầy tịch thật sự rất hấp dẫn. Mọi người đều biết thầy tịch rất hào phóng. Vậy, hay là cậu thử xem, điều này hoàn toàn khác với những gì đã được lên kế hoạch. Bạch khởi vô thức liếm môi dưới, ánh đèn sân khấu trói mắt, như thể đang thiêu đốt cậu. Lúc này, cậu thật sự có hơi nóng. mươi 33, nhị thiếu ra nhà họ tưởng gục đầu xuống. Lúc này, hiện trường không thể không bắt đầu la ó. Bạch khởi bị tiếng giống làm cho kích động, nhanh chóng nhích khóe miệng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Thả đưa bao lì xì cho tôi, tôi tự thuyết phục chính mình nha. Không hổ là bạch khởi khởi, cũng cũng hợp lý, không thể lấy tiền cực khổ mà anh tịch kiếm ra cho người khác dễ dàng như vậy được. Sau khi nói xong, bạch khởi dịch cả người sang tịch thừa quân, nhanh chóng mà trồm qua, gần như dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy mà chui vào trong lòng anh. Chọn, chọn nơi nào để xuống, môi đây, cầm đã hôn qua miệng thì không thể hôn, chán thì tịch thừa quân đã hôn rồi. Bạch Khởi ôm lấy cổ tịch thừa quân, ngồi trên chân anh, cúi sát vào. Toàn bộ khán giả đều, a a a a a loạn thành một đoàn. Tịch thừa quân nâng tay lên đặt sau gáy cậu, thật ra cũng không dùng lực, nhưng trong nháy mắt đó, Bạch Khởi cảm thấy toàn thân mình đều đang bị hơi thở của anh xâm chiếm từng tấc một. Bạch Khởi ngẩn ngơ, nhưng rồi nhanh chóng và mãnh liệt hôn vào hầu kết của tịch thừa quân. Bởi vì hơi dùng sức, cho nên có cảm giác như cụm chúng vào. Bạch Khởi có chút muốn xin lỗi, theo bản năng liền hé miệng, mà hình như hầu kết của tịch thừa quân còn chuyển động. Động tác này từ ngoài nhìn vào, sẽ rất giống cậu đang liếm cắn hầu kết của tịch thừa quân. Sắc mặt tịch thừa quân không hề thay đổi, chỉ là ánh mắt anh rất nhanh mà thoáng qua một tia thâm trầm. Anh siết chặt vòng ôm, gắt gao mà khóa Bạch Khởi vào trong ngực mình, không để camera có thể quay được khuôn mặt của Bạch Khởi. Tịch thừa quân trầm giọng cười khẽ ừm, bao lì xì đều cho em, cái to cái nhỏ đều cho em. Toàn bộ đều là của em. Khán giả tại hiện trường lại ồn ào kịch liệt, người chủ chỉ thất vọng mà thở dài một hơi, thật đáng tiếc, bạch khởi quản nghiêm quá, không để anh tịch có cơ hội xài tiền ở ngoài mà. Mấy người thì biết cái gì cơ, cái này là cậu ấy chủ động đó. Nếu không tôi cho bạch khởi bao lì xì, bạch khởi cũng hôn tôi một chút đi. Có cảm giác anh tịch đang vui lắm nha. Bạch Khởi thật sự rất tuyệt đó, eo thon chân dài, biết đua xe trượt tuyết, biết chơi khúc côn cầu trên băng, mà còn biết đỏ mặt nữa. Khởi khởi quá tuyệt vời, so với việc hôn môi thầy tịch, cái này còn làm tôi nung hơn luôn á. Không biết lúc này có bao nhiêu fan anh tịch có cảm giác khủng hoảng vì thần tượng của mình bị cướp mất từ trong ra ngoài rồi. Nếu bây giờ tưởng Phương Thành cũng cầm di động ra xem, có lẽ sẽ lại đập vỡ cái gì đó nữa mất. Dù sao cũng công khai trước màn ảnh truyền hình trực tiếp thừa quân rất nhanh mà buông lỏng bạch khởi ra, bạch khởi ngoan ngoãn ngồi về chỗ, mọi người còn muốn hỏi gì nữa không? Người chủ chỉ vuốt ngực, hôm nay thức ăn cho cho có hơi nghèn nghẹn. Hay là chúng ta nói về chủ đề khác đi? Bạch khởi, thì cuối kỳ vừa rồi qua hết chứ? Bạch khởi, vâng, đã qua hết. Người dẫn chương trình, ha ha ha, đúng vậy, không qua thì cũng phải qua thôi. Thầy tịch dùng hết mọi thủ đoạn để ôn tập cùng cậu mà vậy Bạch Khởi có cân nhắc việc hưởng ứng lời kêu gọi của người hâm mộ, bắt đầu mở một lớp bồi dưỡng học bá không? Bạch Khởi lễ phép hỏi, người hâm mộ, là fan của thầy tịch sao? Người chủ trì, không chỉ thế, còn có cộng đồng fan CP nữa, đúng không nhỉ? Hiện tại cũng có tên fan đầm rồi. Làn đạn vô cùng kích động, hận không thể chạy đến trường quay để la lên. CP tên là Tề Tranh sao? Bản gốc là Chi Tranh, từng chữ đều đồng âm với hai người hết, Chữ chi ký tề, chỉ rốn yếm con cua, và chữ chi chi khởi, chỉ xinh đẹp đều đọc giống nhau chữ chen chén, ý chỉ cây chanh, và chữ chen chén, thừa, trong tịch thừa quân, ý chỉ cỗ xe, sách ghi chép, bằng dấu lớn nhưng các bạn biết đó, nếu là tề tranh tức y nói bạch khởi công và tịch thừa quân thụ nên mới có màn trạng thái của anh tịch bên dưới đây nha. Lầu trên không được nha, người dẫn chương trình CP tên là Mây Trắng, bản gốc là Bayun, cũng giống như trên, chữ bay bay cùng họ. Bạch, của bạch khởi, chữ yun yun, ý chỉ mây, đồng âm với yun yun, quân, trong tịch thừa quân, ý chỉ bình minh, bằng dấu lớn mây trắng, tịch thừa quân đứng trước là công, bạch khởi đứng sau là thụ. Lúc này, trên mặt tịch thừa quân mới hiện lên một tia ý cười. Bạch khởi, bạch khởi, nghe cũng thuận miệng đó, người dẫn chương trình, hay là cậu chọn một cái tên khác ngay tại đây luôn đi. Bạch khởi chép chép miệng, cũng không nghĩ quá nhiều, nói tề tranh đi. Có cảm giác ăn rất ngon. Tịch thừa quân, người chủ trì, làn đạn lúc này đánh ra một dấu chấm hỏi. Bạch khởi cũng xem fanfic trên mạng sao. Khởi khởi thiệt sàng khoái, mị thích. Thật xin lỗi thầy tịch, nhưng em cũng thích đề tranh hi hi hi. Người dẫn chương trình sắp bị đình chỉ làm việc khẩn cấp, vội vàng rút đề tài lại. Vậy cuối cùng cậu có mở lớp không nhỉ? Bạch khởi mỉm cười trước ống kính, như anh ấy đã nói vừa rồi. Thầy tịch chăm chỉ đi cùng tôi để đọc sách nên tôi mới thi tốt mở lớp có ích lợi gì đâu thầy tịch chỉ có thể dạy kèm một mình tôi thôi mẹ nó không để ý bị ụp nguyên bán cơm chó tóc sâu kỳ này quá ngon phỏng vấn cặp đôi đỉnh cao nhất mị từng xem người dẫn chương trình cũng không dám bám giết vào các câu hỏi cá nhân của hai người sợ hỏi quá nhiều chạm đến điểm mấu chốt của tịch thừa quân hôm nay hiệu ứng của chương trình bùng nổ người chủ trì bắt đầu nhắc đến cặp đôi hoàn mỹ một chút Bạch Khởi có thể mô tả mỗi khách mời của chương trình thực tế này trong một câu được không? Người dẫn chương trình đang thử thăm dò để đào hố, câu được bao nhiêu rating thì hay bấy nhiêu. Bạch Khởi, tổ tiết mục sẽ rất cảm ơn mọi người vì đã quảng cáo miễn phí cho bọn họ đấy. Người dẫn chương trình, ha ha, Bạch Khởi, Chu Ảnh Đế, anh đẹp trai, Phú Ảnh Hậu, chị đẹp gái, Dương Tiểu Thư, chị đẹp gái. Khóe miệng người chủ trì giật giật, trong miệng của Bạch Khởi đàn ông và phụ nữ có hai thuộc tính, một là rất đẹp trai, hai là rất đẹp gái. Đệt, vô lý nhưng lại rất thuyết phục, đúng là soái ca và mỹ nhân thôi. Bạch khởi truyền giọng, âm thanh trở nên ngọt ngào hơn, thầy tịch, rất đẹp trai. Chẳng qua lần này nhiều thêm vài chữ, cậu nói là của tôi. Tịch thừa quân Little Beauty bạch khởi, người chủ trì lại nghẹn lần nữa, hắn cả đời chắc cũng không ngờ đến, mẹ nó hắn đang đào hố thế mà lại đào chúng bát cơm chó đã vậy còn là bát cơm chó so với cái trước còn muốn chất lượng hơn người dẫn chương trình cười gượng ba cái thôi được rồi đổi câu hỏi khác đi à nếu sau này thầy tịch muốn đóng phim có tuyến tình cảm cậu có cho phép không bạch khởi biểu hiện bản thân vô cùng bao dung phóng khoáng đương nhiên được chứ người dẫn chương trình đóng cảnh thân mật có được không chợt câu này mới gọi là đào hố mình đây nói rằng tôi không ngại như vậy có cảm giác như không để tâm đến người yêu. Nếu nói rằng tôi sẽ để ý thì làm thế nào còn được xem là người vợ hoàn mỹ? Tức á, Tịch Thừa Quân thấp giọng trả lời câu hỏi này. Phim nghệ thuật có rất nhiều loại cũng không phải chỉ nói về tình yêu. Bộ não của Tịch Thừa Quân lúc này đang bị chia làm hai nửa, một nửa vẫn còn đang mê man trong cái hôn vừa rồi của Bạch Khởi, nửa còn lại biết rõ Bạch Khởi diễn rất giỏi nhưng lại không giỏi trả lời những câu hỏi như vậy tịch thừa quân nhìn thoáng qua người dẫn chương trình người chủ chỉ tiết mục hiểu ngay hôm nay dừng ở đây là được nhưng kết thúc cũng không thể vội vàng như vậy vì thế người dẫn chương trình hỏi một câu cuối cùng ok à vấn đề cuối cùng mọi người đều muốn biết sau khi cặp đôi hoàn mỹ kết thúc thầy tịch sẽ mang bạch khởi xuất hiện trong những tiết mục khác chứ sẽ có nếu nhận được chương trình phù hợp tịch thừa quân trả lời người chủ chỉ đứng dậy vỗ tay mở miệng nói phần kết thúc ok được rồi, mọi người đều đang đón chờ tập thứ tư của chương trình đấy. Hy vọng tổ tiết mục sẽ nhanh chóng phát sóng đáp ứng nhu cầu của chúng tôi nhé. Mong rằng những khán giả xem buổi tóc sâu hôm nay, nếu cảm thấy thú vị có thể ủng hộ bằng cách tặng một like, cảm ơn thầy tịch và bạch khởi. Sân khấu rất nhanh mà vang lên BGM sao? BGM có nghĩa background music, dịch sang tiếng Việt là nhạc nền. Khán giả dưới sân khấu bất đắc dĩ hét lên tạm biệt. Tịch thừa quân hướng bạch khởi mà vươn tay, bạch khởi nhìn tay anh một chút, sau đó nhanh chóng bắt lấy, đi theo tịch thừa quân từ từ rời khỏi sân khấu. Khán giả xem không đủ, làn đạn cũng liên tục a à a à à đừng đi. Buổi tóc sâu này vẫn chưa được biên tập thành phiên bản chính thức để phát trên TV, nhưng nó đã trở nên phổ biến trên Internet. Bạch khởi và tịch thừa quân lần nữa ngồi lên hot search, diễn đàn cũng liên tục mà xuất hiện topic liên quan đến buổi phỏng vấn này lần này fan cp đã thật sự tăng lên một cách chóng mặt thiệt là nếu tin được tôi chưa bao giờ nghĩ đến tôi sẽ chuyển thành fan cp nhanh đến như vậy ai ui, thuyền này bền chắc quá dài mặc kệ như thế nào cp chỉ phát đường không giải vụn thủy tinh quá tuyệt cảm ơn chương trình đã mời bạch khởi và thầy tịch tham gia nhóe nếu như trước đó cặp đôi hoàn mỹ chỉ để cho nhiều người biết bạch khởi là thiếu niên có mị lực như thế nào tịch thừa quân lại có một cậu vợ nhỏ nhắn xinh đẹp khiến mọi người ghen tị ra làm sao thì sau khi cuộc phỏng vấn này kết thúc mọi người thực sự ghét được sự ngọt ngào mà cặp đôi này mang đến bạch khởi trở về hậu trường để tiến hành tẩy trang đôi mắt của chuyên gia trang điểm lúc này chừng lớn đến mức muốn lồi ra xong rồi chứ tịch thừa quân quay đầu lại hỏi chuyên gia trang điểm vội vàng thay đổi sắc mặt xong xong rồi tịch thừa quân yêu cầu trợ lý a đặt mang khăn mặt dùng một lần đến ngâm vào nước ấm sau đó anh giơ tay lên cẩn thận tỉ mỉ lau mặt cho bạch khởi một lần nữa nụ cười giả tạo trên gương mặt của chuyên gia trang điểm sắp không giữ được hóa ra không chỉ trước ống kính mà ở bên ngoài hai người cũng thân mật và ân ái như vậy à ừm xong rồi chúng ta đi thôi tịch thừa quân ném khăn mặt vào thùng rác ôm lấy eo bạch khởi dìu cậu từ trên ghế đứng lên cả hai nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của chuyên gia trang điểm lúc này trời đã vào đêm bạch khởi hỏi chúng ta đi nơi nào vậy tịch thừa quân tiệc đính hôn của tưởng phương thành em đi nhé bạch khi quyết định gần như không cần suy nghĩ đi chớ tịch thừa quân nhìn cậu nói em không cần lo lắng cho hàn ti cô ấy rất thông minh biết rõ ràng bản thân mình muốn gì nói đúng hơn gia đình họ hàn càng muốn cùng liên hôn với anh bọn họ căn bản không quan tâm anh có thích hàn ti hay không bọn họ nhìn, là nhìn vào những gì anh đang nắm trong tay. Bạch Khởi hơi ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, tịch thừa quân nâng vách ngăn trong xe lên, khiến người ngồi trước không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Tịch thừa quân nhàn nhạt nói, tôi sẽ rất sớm đạt được thứ mình muốn, mà nhà họ tưởng cũng sẽ ý thức được, bọn họ không còn gì có thể kiểm soát được tôi. Có thể họ sẽ nghĩ ra mọi thủ đoạn, kể cả việc phát tán trên mạng, nói rằng em là bạn trai của em trai tôi. Bạch Khởi trả lời, vậy chúng ta sẽ tham dự tiệc đính hôn của họ trước. Để rồi tưởng Phương Thành không còn gì để nói, đúng không? Tịch thừa quân, ừm, trừ khi tưởng Phương Thành hôm nay có thể khiến tôi phải nể mặt hắn một chút, hành động như người đàn ông đích thực, trở mặt với tôi trong bữa tiệc đính hôn. Nếu không, lần này tưởng Phương Thành sẽ không còn cơ hội phản bác nào nữa. Bạch Khởi có hơi phục, thầy tịch thật sự rất biết cách dùng thủ đoạn đó. Bạch Khởi vừa mới cảm thán trong lòng xong, liền cảm thấy hai tay mình có hơi nặng xuống. Tịch thừa quân đặt vào tay cậu một chiếc hộp xinh đẹp. Đây là gì thế? Chiếc bút máy, bạch khởi mở hộp, thấy chiếc bút mà tịch thừa quân đã nói trong buổi tóc sâu vừa rồi đang nằm bên trong. Em phải nhận lấy, không sẽ lộ tẩy. Tịch thừa quân lấy bút đặt lên ngực áo bạch khởi, mỉm cười nhẹ nhàng rồi vuốt ve nếp gấp trên ngực cậu, như một quý ông nho nhỏ. Bạch khởi không biết tại sao, giọng điệu của tịch thừa quân không thay đổi nhiều, nhưng những gì anh nói hôm nay luôn khiến tai cậu theo bản năng nóng dần lên tịch thừa quân đưa xong bút máy cũng không lên tiếng nữa bạch khởi liếm môi cảm thấy bầu không khí dường như đông cứng lại cậu thấp giọng hỏi anh tịch định ăn tết ở đâu cậu không hỏi tịch thừa quân có người thân nào khác không nếu chọc chúng vết sẹo của anh lại càng không tốt tịch thừa quân những năm trước tôi đều ở trong đoàn làm phim bạch khởi đưa tay lên chạm vào cây bút chuyện đó dù sao ba mẹ cũng đã biết cậu kết hôn, hai người cũng đã lên tiếng mời anh. Bạch Khởi, anh muốn đến nhà tôi đón năm mới không? Tịch thừa quân sững người, anh đột nhiên quay đầu nhìn sang. Chiếc xe đang lao nhanh trên đường, những ngọn đèn đầy màu sắc từ sau lưng tịch thừa quân lóe lên, một vài ngọn đèn rơi vào mắt anh, hiện lên một chút sắc màu tráng lệ. Tịch thừa quân nhìn thật sâu vào đôi mắt Bạch Khởi. Bạch Khởi, tịch thừa quân đột nhiên cười một tiếng, trầm giọng nói, nếu như gặp được gia đình em, sau này khó có thể tách ra nữa. Bọn họ sẽ không biết mệt mỏi mà muốn hỏi em cho ra lẽ. Bạch khởi, ừm, cũng đúng nhợ, thật ra cậu cũng chưa có nghĩ qua. Nhưng cậu nên lấy cớ gì để nói với ba ba rằng tịch thừa quân sẽ không tới nhà mình ăn Tết? À, có thể nói anh mắc đi công tác. Tịch thừa quân, cảm ơn em đã mời tôi đến. Trong khoảnh khắc đó, đáy mắt tịch thừa quân dường như có chút biến hóa, sắc tối thâm trầm trong đó đang dần hiện rõ hơn. Anh nói, tôi sẽ đi. Bạch Khởi, điều này khác với những gì anh vừa nói luôn ó. Nhưng chính cậu đã mời anh, lúc này cậu cũng không dám nói, nếu anh không đến, tôi cũng chuẩn bị tốt cho anh lý do luôn rồi. Xe chạy hơn một giờ đồng hồ mới đến địa điểm tổ chức tiệc đính hôn. Đây là cổng của một trang viên nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh. Thảm đỏ đã được trải sẵn, có vòng bằng hoa tươi ở cửa, ở trên phủ một chiếc lụa mỏng màu trắng thắt thành hình chiếc nơ bạch khởi tạm thời lấy bút xuống để lại vào hộp sau đó tịch thừa quân giúp cậu mang một chiếc ghim cài áo đính hồng bảo thạch sao lên anh cứ lấy hết cái này đến cái khác ra cậu có cảm giác mấy cái ghim cài này như năm đồng một tá ý cửa xe mở ra hai người lần lượt bước xuống không ít khách khứa đã tới trước cho nên bên ngoài cũng không còn ai chỉ có vài người phục vụ sừng sốt khi nhìn thấy tịch thừa quân tịch, tịch tiên sinh tịch thừa quân cánh tay hơi cong bạch khởi liền khoác vào sau đó đưa ra thiệp mời người phục vụ nhìn qua vừa cung kính vừa khiếp sợ dẫn hai người bước vào tưởng phương thành đứng trong phòng trên lầu ba trang viên nhìn xuống hắn nghĩ rằng tịch thừa quân sẽ không đến nhưng hóa ra anh hai của hắn đáng ghét hơn những gì hắn tưởng tịch thừa quân đến cùng bạch khởi sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc trong chốc lát tưởng phương thành thậm chí còn nghĩ tới nếu như hắn từ chỗ này nhảy xuống liệu bạch khởi có thể nhận ra hắn thích cậu đến mức nào hay không có hiểu được toàn bộ cuộc hôn nhân này của hắn chỉ là bất đắc dĩ thôi không bạch khởi có hay không mà biết được người anh hai này của hắn đến tột cùng có lòng dạ nham hiểm như thế nào chỉ do dự một chút cha tưởng liền bước vào anh hai của con đến rồi chúng ta đi xuống đi tịch thừa quân đưa bạch khởi vào cửa rất nhiều khách mời lộ vẻ kinh ngạc đương nhiên bọn họ đều biết tịch thừa quân nhưng bọn họ không biết quan hệ giữa anh và nhà họ tưởng mà cha tưởng hôm nay khoác trang phục truyền thống Trung Quốc đang chậm rãi bước xuống từ cầu thang. Ông nhịn không được nở một nụ cười đắc thắng, con trai cả của ông dù sao cũng ở đây. Ông cảm thấy rất cao hứng, điều này cho thấy tịch thừa quân vẫn phải dựa vào nhà họ tưởng. Trong một góc, có người không nhịn được mà lên tiếng thảo luận. Còn mời siêu sao nổi tiếng đến tham dự hả? Người nổi tiếng nào? Ôi, lão Lý, chú không có nghe nói qua sao? Vị này là tịch ảnh đế, kỹ thuật diễn vô cùng xuất sắc, cũng giành kha khá giải thưởng rồi. Nhưng chú thật sự không nghĩ đến, tại sao sự nghiệp của siêu sao này cứ một đường thẳng tắp đi lên à? Không có một chút tai tiếng nào, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió mà ra khơi, cứ thể dễ như chờ bàn tay mà đạt đỉnh cao vinh quang. Người bên cạnh cười cười, người đó là con trai duy nhất thừa kế toàn bộ gia sản nhà họ tịch đấy. Cái gì chỗ ngồi sao cơ? Bản gốc chữ si tịch, trong, tịch thừa quân, ý chỉ chỗ ngồi, lão lý này nghe không kịp nên nghe thấy tịch nghĩ đến chỗ ngồi nên mới hỏi vậy chú ăn uống no say rồi choáng váng đầu óc luôn hả người kia thuộc gia tộc họ tịch có tiếng tăm lừng lẫy ở nước ngoài đấy đệt gốc gác lớn vãi giám đốc bành đi theo nghe hai người nhỏ giọng nói chuyện đáy lòng không khỏi cảm thấy chấn động thở dài một hơi hắn và gia đình họ tưởng có một số giao dịch kinh doanh bất động sản nên mới được bọn họ mời đến chưa kịp cảm thán vì độ giàu có của gia tộc họ tưởng, liền nghe được câu chuyện kinh hồn tán đảm khác. Giám đốc bành không khỏi thầm lầm bầm, người với người không giống nhau, có những người sinh ra đã ở ngay vạch đích. Đừng nhìn bọn họ luôn miệng được gọi là giám đốc ích, ông chủ y. Thật ra bọn họ chỉ dựa vào mấy công trình nhỏ lẻ để kiếm tiền, không biết một ngày bọn họ phải uống bao nhiêu lần ở trên bàn rượu. Không thể nào so sánh với tịch ảnh đế này được, từ ba đời tổ tiên của người này đã sớm làm ăn phát đạt, con cháu đời sau mẹ nó chỉ cần nằm đếm tiền cũng được rồi. Giám đốc bành cầm ly rượu trong tay, suy nghĩ một chút, nếu lát nữa hắn không thể kính rượu chủ tịch tưởng, thì cũng có thể lấy lòng tiểu thiếu ra nhà họ. Về phần cái gì tịch ảnh đế đó, hắn muốn chen vào cũng biết cửa rồi. Giám đốc bành vừa suy nghĩ vừa tiến lên trước vài bước. Liền thấy vị tiểu thiếu ra họ tưởng kia đã đến trước mặt tịch ảnh đế. Quai hàm hình như còn hơi co giật, không biết là tức giận hay vì gì khác anh thật đúng là anh trai tốt của tôi. Tưởng Phương Thành vẫn chưa nói xong. Bạch Khởi cười tùm tìm, mở miệng nói trước, công nhận nhà họ tưởng của anh hành nghề mổ heo cũng được phết nhỉ. Sắc mặt của tưởng Phương Thành tái mét, hắn lập tức nuốt hết lời vào bụng. Anh, khi đó, anh không muốn nói rồi em, anh. Giám đốc bành nhìn thấy tiểu thiếu ra họ tưởng gục đầu xuống. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cảnh tượng này thật giống phim truyền hình hào môn thế gia hay chiếu trên tivi thế tính tình của vị tiểu thiếu ra có hơi nóng nảy đấy. Giám đốc bành thở dài một hơi, ánh mắt chợt lướt qua gương mặt rất quen thuộc. Hắn làm sao lại cho rằng thiếu niên đứng bên cạnh hai vị tai to mặt lớn kia giống với con trai của lão Bạch thế nhỉ? Lần cuối cùng hắn nhìn thấy con trai của lão Bạch đã cách đây vài năm. Nhất thời không thể khẳng định có phải hay không. Khi đó, miệng của đứa nhỏ này rất ngọt ngào, khuôn mặt còn chưa nảy nở, cả người đều mang hương vị ngoan ngoãn mềm mại, vô cùng chọc người thích thú sau khi biết công ty của ba mình gặp nạn, đôi mắt đứa nhỏ đẫm lệ, bàng hoàng lại mờ mịt, chỉ biết nói liên tục mấy câu cảm ơn chú. Con mẹ nó thật sự đáng thương đến đáng yêu, tác giả có chuyện muốn nói. Anh tịch, tình yêu đã khiến anh não bổ làm hai. Thiên thần nhỏ tịch bên trái nói, cậu phải làm một quý ông lịch thiệp dịu dàng. Thằng quỷ nhỏ tịch bên phải nói, không, bây giờ mà không xuống tay thì mọi người sẽ nghi ngờ năng lực đàn ông của cậu đấy. chương 34 chị dâu như mẹ, khởi khởi, em không cảm thấy tịch thừa quân rất đáng sợ sao? Anh ta nói rất nhiều điều dối trá trước ống kính, cái gì gửi bài tập về nhà, đó rõ ràng là những gì anh đã làm. Ham muốn kiểm soát của anh ta quá mạnh, em thấy đó. Anh ta còn biết những chuyện này, còn đang muốn xáo trộn trí nhớ của em. Tưởng Phương Thành cố gắng hết sức kiềm chế vẻ mặt của mình. Tịch thừa quân mím môi không nói gì, anh mỉm cười nhìn tưởng Phương Thành mà không hề có ý định chen ngang. Càng như vậy, tường phương thành càng nghẹn họng. Điều mà tường phương thành ghét nhất cũng như sợ nhất là sự xuất hiện của tịch thừa quân, người nắm chắc phần thắng tất cả mọi thứ nhưng bộ dáng vẫn rất ung dung thoải mái. Bạch khởi thầm nghĩ, tôi cũng nói dối đó nha, không khá hơn là bao đâu. Tôi còn cầm tiền của tịch thừa quân nữa này, tịch thừa quân nói dối để sau khi ly hôn, tôi không bị dư luận lôi ra đánh cho chết ấy, bởi vì như vậy mới không thể không tạo ảo giác anh ấy yêu tôi nhiều lắm bạch khởi nhẹ giọng nói tôi nói cho anh ấy những chuyện đó tưởng phương thành sướng sờ cái gì máu của hắn dâng lên ngân xanh trên trán nhảy đùng đùng em đã nói cho anh ta biết tất cả mọi chuyện của hai đứa mình bạch khởi ừ tưởng phương thành nhìn chằm chằm bạch khởi trong chốc lát hắn thật sự nghĩ tới có nên đâm chết tịch thừa quân ở đây hay không tịch thừa quân có phải đã biết hắn thích bạch khởi đến nhường nào mà từ đầu đến cuối bạch khởi đối với hắn đều là không mặn không nhạt tưởng phương thành giờ phút này không thể tự lừa dối chính mình được nữa bạch khởi đã thật sự dứt khoát với hắn rồi anh thích đàn ông là bởi vì em không giống lần trước tưởng phương thành đè thấp tư thế khi nói ra những lời này bộ dáng hơi cúi đầu tựa như đã dùng hết sức lực để cho chính mình không có quá nhiều khổ sở tưởng phương thành khàn giọng nói bạch khởi em không thể cứ như vậy bỏ mặc anh mà không quay đầu lại bạch khởi cậu cảm thấy hơi khó hiểu không phải tưởng Phương Thành đã bẻ cong cậu hả? Này là sao? Bây giờ tôi diễn một cảnh quay đầu cho anh. Tôi quay lại một cái, mọi thứ liền dừng lại. Từ khi nào tôi có siêu năng lực cỡ đó thế? Bạch Khởi chưa kịp đáp lại, tịch thừa quân đã rút tay ra trước. Anh thay đổi tư thế, từ được cậu khoác tay thành chủ động ôm lấy đầu vai cậu. Tịch thừa quân chậm rãi nói, ừm, um, Khởi Khởi vốn dĩ chỉ thích con gái. Cảm ơn cậu, em trai tốt của tôi, đã cho em ấy nhận ra có nhiều sự lựa chọn cho người bạn đời của mình. Bằng không, làm sao tôi có cơ hội được đây? Tưởng Phương Thành mặt cắt không còn giọt máu. Tịch thừa quân, vì vậy, để cảm ơn cậu, tôi đã đặc biệt đưa khởi khởi đến tham dự tiệc đính hôn của cậu. Nhân tiện, tôi mang thêm cho cậu rất nhiều phóng viên, có lẽ ngày mai cậu cũng có thể được nổi tiếng đấy. Anh cười cười, hỏi cảm động không? Tưởng Phương Thành khẽ run, tức giận đến nỗi phổi cũng muốn nổ tung nhưng tịch thừa quân đã nhắc nhở hắn. Không sai, có phóng viên, nơi nơi đều có phóng viên, nhà họ tưởng và nhà họ hàn không thể mất thể diện ở đây. Mẹ nó hậu quả này không ai gánh được, tưởng Phương Thành đột nhiên bắt đầu hối hận, tại sao vừa rồi hắn không thật sự nhảy từ trên lầu xuống. Ừ, tốt nhất khi nhảy xuống đem tịch thừa quân cùng hắn chết chung cho rồi. Lão Bành, chú ở đây làm gì? Chúng ta đi chào hỏi tiếu thiếu ra đi, một người đàn ông cao như tháp sắt, Mặc bộ quần áo không chỉnh tề như sắp sụp đổ, đột nhiên chụp vai của giám đốc Bành. Điều này không chỉ khiến giám đốc Bành giật mình, mà còn thu hút ánh mắt của ba người Bạch Khởi. Người đàn ông như tháp sắt tựa hồ không hiểu ý tứ trong mắt người khác, thấy Tưởng Phương Thành nhìn sang, liền chuẩn bị tiến lên tính rượu. Bạch Khởi thoáng nhìn, thực sự có một vài người mang theo máy chụp ảnh núp trong góc, tùy thời đều có thể hành động. Bạch Khởi không chút suy nghĩ nắm lấy góc áo của anh dẫn đến một hướng khác, chúng ta chọn một chỗ ngồi đi. Tịch thừa quân cao lớn, cứ như vậy để cậu dẫn đi. Tiểu thiếu ra, tháp sắt sốt sáng chào hỏi, tưởng Phương Thành chỉ có thể đè lại suy nghĩ muốn đi theo bạch khởi. Anh là ai? Tưởng Phương Thành lạnh lùng hỏi, người đàn ông như tháp sắt cũng không tức giận, hắn cười nói, lần trước tôi đã nhìn thấy cậu trong buổi tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Hàn, tôi là Lưu Bân. Đây, đây là giám đốc bành vạn lý của công ty kiến trúc Hưng Thần bên này dần dần bị cuốn vào vòng xoáy quan hệ thương trường bên đây hai người bạch khởi đã ngồi vào chỗ của mình ngay sau đó những người có lá gan lớn cũng mon men đến nói chuyện với tịch thừa quân anh tịch còn có chị dâu nhỏ buổi tối tốt lành chị dâu nhỏ bạch khởi hơi ngạc nhiên lúc này mới nhận ra đối phương là gọi chính mình hai người tới nói chuyện với tịch thừa quân đều rất quen mắt hình như cậu từng thấy họ trên mấy tờ báo kinh tế tài chính lần đầu tiên gặp mặt chị dâu nhỏ tôi xin tự giới thiệu tôi họ phương tôi họ vương bọn ho lần lượt mở lời kêu đến tự nhiên thậm chí còn lộ ra sự thân thiết không hề cảm thấy khó xử đây đều là lúc tịch thừa quân kèm cậu đọc sách tất cả các cuộc điện thoại đều gọi đến thượng quảng thượng quảng vừa mở miệng đã một chàng chị dâu nhỏ cái tên chị dâu nhỏ lập tức được lan rộng trong vòng được mọi người sử dụng đến triệt đề bạch khởi nhanh chóng nở một nụ cười chỉ cần cậu không xấu hổ thì xấu hổ phải là những người khác. Nhóm người này đều có vợ, không có vợ thì cũng có tình nhân, nhưng điểm chung đều là đàn bà phụ nữ con gái. Nhưng chị dâu nhỏ, đây là nam nhân đính thực, một đám vắt hết óc để cố gắng mà tìm lời khen, chị dâu nhỏ thật trẻ tuổi. Nghe nói chị dâu nhỏ đang học tại Đại học Bắc Kinh. Thật giỏi mà. Chị dâu nhỏ có thích biệt thự suối nước nóng không? Tôi cũng có một cái riêng, nếu chị dâu nhỏ rảnh tôi mời hai người đến chơi nha. Bọn họ nghĩ thông suốt hết rồi, anh tịch có rảnh hay không, không quan trọng, nếu chị dâu nhỏ rảnh thì tự nhiên sẽ có thời gian rảnh. Cha tưởng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này tức đến mức khó thở, nghiến răng nghiến lợi nói ông đây là bố của nó. Nhưng mấy người kia lại không tới chào hỏi ông đây, mà một người tiếp một người đều lần lượt mang vẻ mặt nịnh nọt đến gặp nam nhân của nó. Cha tưởng không tìm lòng được, muốn đi đến bên cạnh tịch thừa quân, nhưng Hàn Ti đã bước đến gần, cười nói, bác à, bố cháu đang tìm bác đấy. Hàn Ti rất thông minh, cô cảm thấy tịch thừa quân sẽ không lưu lại thể diện cho cha tưởng, mà cha tưởng hiển nhiên không hiểu rõ chuyện này. Trong chốc lát thế nào cũng phát sinh mâu thuẫn, đem tiệp đính hôn quậy đến long trời lở đất, rồi mặt mũi này của cô ai sẽ lấy lại đây. Hàn Ti phải bóp chết tình huống này từ trong trứng nước, cô ngăn cha tưởng lại. Mà bên này bạch khởi mỉm cười, trả lời, vâng. Đợi rảnh rỗi thì tính sau. Chị dâu nhỏ năm sau có thi nữa không?" Có người lại hỏi. Bạch Khởi bối rối chớp chớp mắt, nói, "Vẫn còn nhiều lắm." Bên kia vẻ mặt chua xót, "Vậy thì lần sau, có thể để anh Tịch trong lúc cùng chị dâu nhỏ đọc sách, đừng tắt điện thoại, có được không?" Bạch Khởi kinh ngạc quay đầu nhìn sang Tịch Thừa Quân. Khi anh đọc sách với cậu, đã tắt luôn điện thoại hả? Thật sự rất khó để tìm được anh Tịch, nhưng nếu anh Tịch có thể trích một chút thời gian nói chuyện với tôi, chỉ cần hai câu là được rồi vẻ mặt của người bên kia càng thêm chua xót bạch khởi thầm nghĩ có khi năm sau chúng tôi ly hôn rồi ấy nhưng nói thế cũng không đúng hợp đồng ban đầu không ghi rõ thời hạn chỉ là sau khi bên a đạt được mục đích thì sẽ chọn ngày để chấm dứt quan hệ với bên b người bên cạnh bật cười trước vỗ vỗ vai người đó nói giám đốc lý anh thật là anh đang cổ vũ chị dâu nhỏ thổi gió bên gối sao sao bạch khởi lắc đầu cười vô dụng thôi không có ngọn gió nào có thể lay động Thầy Tịch. Từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa lên tiếng, Tịch Thừa Quân đột nhiên mở miệng nói, "Em thử một lần xem." Ê, Bạch Khởi ngẩn người, tay cầm tách trà cũng chợt dừng lại. Lúc này, người chủ trì đứng trên sân khấu, micro trước mặt vang lên, lập tức thu hút mọi sự chú ý. Mọi người đang nói chuyện tự nhiên cũng ngừng nói. Dưới sự chủ trì của người dẫn chương trình, quá trình đính hôn diễn ra một cách có trật tự tưởng phương thành cùng hàn ti đứng chung một chỗ nhiếp ảnh ra dưới sân khấu liên tục chụp ảnh bầu không khí ôn hòa đẹp đẽ cha tưởng cầm lấy micro cười nói cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc đính hôn cho con trai út của tôi và hàn tiểu thư hôm nay là một ngày hiếm hoi con trai lớn của tôi cũng vội vã chạy về cho dù bận rộn lịch trình ồ có nhiều người vẫn chưa biết thừa quân sinh trước mang họ mẹ đứa út sinh sau mới mang họ tôi nhiều người biết chuyện bên trong thì không cảm thấy kinh ngạc nữa, nhưng đại đa số vẫn là không biết, nhất thời đều có âm thanh lào xào vang lên. Cha tưởng vươn tay, nào, một nhà chúng ta cùng lên sân khấu đứng chung chụp tấm hình. Bạch Khởi cảm thấy cha tưởng thật can đảm, cụm từ, một nhà, căn bản là đang dẫm liên tục vào giới hạn của tịch thừa quân. Bạch Khởi nhìn tịch thừa quân, nhưng vẻ mặt anh không có gì thay đổi. Vài giây sau, tịch thừa quân đột nhiên cử động, ngón tay dùng sức chen vào giữa các ngón tay bạch khởi mười ngón đan vào nhau sau đó đứng dậy kéo bạch khởi lên anh muốn đi sao bạch khởi nhỏ giọng hỏi ừm đi thôi em xem một số người muốn làm vua nhưng lại không bước nổi lên đài đăng quang tịch thừa quân nhẹ giọng nói bạch khởi vừa rời mắt đã nhìn thấy người phụ nữ trung niên xinh đẹp mà cậu từng gặp trong nhà họ tường đó là mẹ ruột của tường phương thành bà đứng dưới sân khấu trong bữa tiệc đính hôn này không có vị trí của bà. Bà nhìn chằm chằm vào sân khấu không cao không thấp đàng kia, cắn môi trực khóc. Chừng nào cha tưởng còn muốn dựa vào sức của Tịch Thừa Quân thì sẽ không bao giờ có chỗ của bà trước mặt mọi người. Bạch Khởi ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi theo Tịch Thừa Quân lên sân khấu. Cha tưởng quay đầu nhìn, sắc mặt gần như thay đổi ngay tại chỗ vì tức giận. Cha tưởng nhìn chằm chằm Bạch Khởi, người này mà cũng xứng để ở đây à? Bạch Khởi không cảm nhận được sự phẫn nộ của ông. Mẹ của Tường Phương Thành cũng rất tức giận. Người con trai như vậy cũng có thể bước lên sân khấu, tại sao bà lại không? Tịch thừa quân, không phải muốn kính trả sao? Anh đột nhiên mở miệng, giọng điệu không hề gần gũi, thậm chí còn có chút không khách khí. Mọi người dưới sân khấu nhìn nhau, nhất thời mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất thường. Tường phương thành sắc mặt co quắp, tôi muốn kính trả cho bố. Tịch thừa quân nhẹ nhàng nói, à anh cả như cha đi nào đừng quên kính trà chị dâu chị dâu như mẹ gân xanh trên cổ tường phương thành hừng hực nổi lên cha tưởng ở phía sau sắc mặt cũng xanh mét còn người phụ nữ dưới sân khấu thì véo chặt hai lòng bàn tay móng tay vừa làm xong gần như gãy rời hàn ti nhanh chóng phản ứng lại bưng trà lên vậy kính trà chị dâu trước ai đã xem tiết mục đều biết việc gì anh cả cũng nghe chị dâu hết trong nhà khẳng định chị dâu là lớn nhất bạch khởi đứng bên cạnh tịch thừa quân không chút ngượng ngùng hay đỏ mặt, bình tĩnh cầm lấy tách trà. Hàn ti còn chưa quên chọc khuỷu tay của tưởng phương thành một cái, mau lên, kính trà chị dâu. Vui đến quên trời quên đất rồi sao? Tưởng phương thành, tôi mẹ nó chỉ muốn giết chết người đàn ông trước mặt này. Tưởng phương thành siết chặt tách trà, như thể sắp bóp nát nó. Hắn nhìn chầm chầm bạch khởi, vẫn là lấy tách trà đưa qua, nhưng người tiếp nhận lại là tịch thừa quân. Tịch thừa quân một tay cầm tách trà, sau khi Bạch Khởi uống cạn tách trà của Hàn Ti, anh đưa trà từ trong tay đến bên môi Bạch Khởi. Bạch Khởi ngoan ngoãn cúi đầu, nhấp một ngụm, tịch thừa quân, được rồi. Sau đó lưu loát nhét trở về lòng bàn tay tưởng phương thành. Chờ màn kính trà kết thúc, trà tưởng mặt đã trắng xanh, tức giận đến sắp lên cơn đột quỵ. nhiếp ảnh ra phía dưới vẫn giữ tốt nghiệp vụ, liên tục chụp ảnh gia đình hòa thuận, từng màn kính trà đều được ghi lại đầy đủ. Vừa uống trà xong, tịch thừa quân liền nắm tay bạch khởi rời đi. Cha tưởng cũng không muốn giữ người, sợ ở lại lâu hơn một chút, ông liền thật sự phải đi cấp cứu. Cha tưởng miễn cưỡng nở nụ cười, cùng gia đình họ hàn ngồi ở trên sân khấu, tiếp nhận chén trà của con dâu con rể, cố gắng hết sức kiềm chế để không đi xem tịch thừa quân bọn họ. Chúng ta có thể về nhà rồi, tịch thừa quân nói, ảnh phóng viên đều chụp đủ, bạch khởi đoán được mục đích đã thành công, gật gật đầu đi theo tịch thừa quân ra ngoài ngay khi đi ngang qua nhiếp ảnh gia tịch thừa quân đột nhiên dừng lại xin chào nhiếp ảnh gia vội vàng quay đầu lại tịch tiên sinh tịch thừa quân phiền cậu gửi một phần ảnh chụp cho tôi nhiếp ảnh gia được được sau khi rửa xong tôi sẽ đưa cho anh hắn lấy một tấm danh thiếp từ tịch thừa quân đưa sang đặt nó vào túi mình một cách nghiêm túc tịch thừa quân gật đầu sau đó đưa bạch khởi ra khỏi sành tiệc chậm rãi đi về phía cửa trang viên cổng vòm làm bằng hoa vẫn còn đó bây giờ trời đã hoàn toàn tối xung quanh vô cùng yên tĩnh tịch thừa quân vẫn nắm chặt tay bạch khởi khi đi qua cổng vòm có cảm giác giống như buổi lễ kết hôn bạch khởi chớp mắt nhẹ nhàng rút tay khỏi lòng bàn tay của tịch thừa quân thượng quảng ngồi trên ghế lái hạ cửa sổ xuống ra hiệu cho bọn họ anh tịch ở đây ngay khi hai người lên xe thượng quảng lập tức bật định vị điều hướng đánh tay lái chạy ra ngoài Bạch Khởi nhìn vào màn hình định vị, hỏi, trên đường trở về, có phải đi qua đường vành đai số 3 phía nam không anh Thượng? Thượng Quảng không quen đường lắm, hình như là vậy. Bạch Khởi, một lát nữa cho tôi xuống ở đường vành đai số 3 phía nam nha. Thượng Quảng buột miệng hỏi, cậu đi đâu vậy? Bạch Khởi, tôi về nhà đó, cũng không còn việc gì nữa đúng không? Thượng Quảng, ừm, trong xe nhất thời cực kỳ yên tĩnh, không ai nói chuyện. Bạch Khởi hôm nay cũng rất mệt, Cậu ngáp một cái, uể oải trượt xuống, vững vàng dựa vào lưng ghế. Không biết đã qua bao lâu, nghe thấy thượng quảng thấp giọng hỏi là chỗ này sao? Bạch khởi ngồi dậy, nhìn ra ngoài. Đúng rồi á, à. tịch thừa quân mở cửa bước xuống. Bạch khởi xê dịch ra ngoài, thuận lợi xuống xe. Chỉ là không đợi cậu đi xa, tịch thừa quân liền chờ tay đóng cửa xe lại. Ê, bạch khởi quay đầu nhìn anh. Tịch thừa quân đứng dưới ánh đèn đường trong bộ vest được cắt đo tỉ mỉ, anh khẽ cười, em không phải muốn đưa tôi về nhà ăn Tết sao? Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau đi. Thượng Quảng đợi một lúc ở bên trong, sao hắn vẫn chưa nghe thấy tiếng kéo cửa xe nữa? Thượng Quảng quay đầu lại, Anh Tịch, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Anh Tịch, Anh Tịch một cái bóng cũng không thấy. Anh Tịch, ngày mai anh còn một sớ lịch trình đang chờ đó. Chương 35, Tô Mỹ Nhàn, Bạch Khởi đi về phía trước hai bước, sau đó chợt nhớ ra, không được. Hay là về xe để anh thượng đưa chúng ta cùng nhau đến nơi đi. Nếu không, một lát nữa fan sẽ nhận ra anh hết đó. Vừa nói, cậu vừa quay đầu lại, thấy Tịch Thừa Quân lấy ra một chiếc khẩu trang đeo vào. Ban đêm ánh đèn mờ ảo, khi lên xe, anh đã thay một chiếc áo khoác khác, miễn cưỡng mà mang anh cùng Tịch Thừa Quân trên màn ảnh kéo ra một chút xíu khoảng cách. Chỉ là chiều cao ấy của anh vẫn rất bắt mắt, còn có gương mặt xuất chúng này cũng không thể bị khẩu trang che đi kín kẽ chỉ cần nhìn lướt qua cũng sẽ lộ ra vẻ đẹp đặc trưng của nó. Như vậy được rồi chứ, ok rồi nha, Bạch Khởi quay đầu lại, vậy, chúng ta đi tiếp thôi. Ba con phố nữa là đến nơi rồi, tịch thừa quân đáp, ừm, anh xài đôi chân dài, nhanh chóng theo sát. Bạch Khởi chỉ cảm thấy phía lưng mình hình như có gì đó dán vào, tiếp đến cánh tay của tịch thừa quân từ phía sau vòng qua, một tay nắm chặt cầm cậu, tay kia thì dùng một khẩu trang mới mang lên giúp cậu. Bạch Khởi bước chân dừng lại, "Ấy, tôi cũng phải mang nữa à?" Tịch Thừa Quân, "Đương nhiên rồi, hiện tại em cũng rất nổi tiếng." Bạch Khởi suy nghĩ một chút, hình như lần trước Tiểu Lâm cũng nói fan Weibo của cậu tăng lên rất nhiều. Vì vậy, cậu ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, để Tịch Thừa Quân tùy ý làm. Tịch Thừa Quân động tác rất nhanh, "Được rồi." Vừa nói vừa buông Bạch Khởi ra. Sau đó hai người tiếp tục đi về phía trước, lúc này vẫn chưa tính là quá muộn nhưng các con đường xung quanh không còn nhộn nhịp lắm, trên đường có vài người đi bộ, tới tới lui lui rất vội vàng. Hai người đi một quãng đường xa, ánh sáng và bóng tối xen kẽ cứ ánh lên khuôn mặt bọn họ, để lại đằng sau những bóng đen thật dài, nhìn thì thật khác biệt nhưng lại có cảm giác hòa hợp kỳ diệu. Đây cũng là một trải nghiệm cực kỳ hiếm có đối với tịch thừa quân. Gió đông đang rít gào, có thể nghe thấy tiếng thở của anh và bạch khởi hòa trong đó dường như trên thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ cùng nhau tiến về phía trước không biết đã đi bao lâu bạch khởi đột nhiên nói chúng ta hình như chưa ăn tối tịch thừa quân sửng sốt ừm đúng vậy bạch khởi để tôi nhìn xem siêu thị nhỏ đã đóng cửa chưa nha ấy anh đi bên này này cẩn thận xíu coi chừng vấp té đó giọng nói của bạch khởi bị gió đông thổi qua làm nhẹ đi rất nhiều nghe vào như tiếng kêu rầm gì lầm bầm của loài động vật nhỏ có một chút đáng yêu, chờ đến khi bọn họ đứng dưới lầu, đã là chuyện của nửa tiếng sau. Bạch Khởi vẫn đang ngó giáo giác tìm siêu thị nhỏ, nhưng tịch thừa quân lại không chút dấu vết mà nhíu nhíu mày. Nếu anh không theo kịp, Bạch Khởi sẽ đi bộ một mình mất nửa giờ. Thôi quên đi, hình như đóng cửa hết rồi, có thể Tết sắp đến, nên muốn đóng cửa sớm. Bạch Khởi lấy chìa khóa, mở cửa chung cư. Cậu cố ý đợi một lúc, nhưng không đợi được tiếng bước chân theo kịp. Anh tịch, mau vào đi bạch khởi quay đầu nhìn tịch thừa quân đứng đó cả người có chút không được tự nhiên anh thấp giọng nói tôi không chuẩn bị quà chúng ta tìm một trung tâm mua sắm ở gần đây nhé bạch khởi không có trung tâm mua sắm lớn ở xung quanh đây đâu chỉ có chợ đầu mối thôi tịch thừa quân trong nhất thời hai người mắt to nhìn mắt nhỏ tịch thừa quân lấy điện thoại ra giọng điệu vẫn đâu vào đấy vậy tôi sẽ gọi điện cho thượng quảng bảo hắn đến trung tâm thương mại mua rồi mang qua vốn dĩ chính là giả, làm sao cậu không biết xấu hổ còn để tịch thừa quân mua này mua nọ mua lọ mua chai chớ. Nếu người này làm giàu bất nhân bất nghĩa thì thôi không tính. Nhưng đây là thầy tịch á, là người tốt đích thực á, không tìm được một điểm sai sót nào hết. Bạch khởi không chút nghĩ ngợi liền bước lên, kéo lấy cánh tay tịch thừa quân, cưỡng chế lôi người vào trong chung cư, không cần đâu, đi lên trước đi mà. Cậu cho mày quay lại nhìn tịch thừa quân, tôi đói muốn chết luôn rồi. Tịch thừa quân ánh mắt chuyển động, liền đi theo cậu vào cửa. Gia đình bạch khởi sống trên tầng 6, vẫn sử dụng thang bộ. Khi leo hết quãng đường, cả hai người đều toát một tầng mồ hôi mỏng. Để tôi tìm chìa khóa trước nha. Ừm, tôi chờ em. Bạch khởi tìm cả nửa ngày, mới lấy ra được chìa khóa. Cửa được mở, bạch khởi vừa quay đầu, liền thấy tịch thừa quân dường như bị mắc kẹt ở đó. Bóng người cao thẳng phẳng phất hòa làm một với sàn nhà, ánh đèn không mấy sáng sủa ở hành lang khiến sắc mặt anh có chút cứng ngắc. Tịch thừa quân chỉnh lại cổ tay áo, thấp giọng nói có chút không chỉnh tề. Bạch khởi, bạch khởi, không đâu. Thầy tịch à, anh có hiểu lầm về mình sao? Bây giờ nhìn anh giống như vừa mới bước từ lâu đài quý tộc ra đó. Tịch thừa quân cuối cùng chịu cử động, vẻ cứng ngắc trên mặt anh dường như cũng biến mất. Anh nhìn chằm chằm bạch khởi cười một cái, sau đó nói, ừm, vào thôi em. Bạch khởi quay đầu lại, kéo cửa dáng đứng tịch thừa quân càng lúc càng thẳng mà hoan nghênh bọn họ chính là căn nhà tối thôi tịch thừa quân tịch thừa quân ba mẹ em đâu rồi ba ba tôi thường ở công trường ông ấy chỉ về nhà trong những ngày nghỉ mẹ tôi có thể lại tăng ca bạch khởi vừa nói vừa đưa tay lên mò tìm công tác có một tiếng cách nhỏ đèn được bật sáng khung cảnh bên trong hiện lên trong mắt tịch thừa quân khả năng trong tủ lạnh có đồ ăn anh ngồi trên sofa chờ tôi một lát nha, tôi đi nấu cơm đây. Bạch Khởi thay giày, nhân tiện đưa cho tịch thừa quân một đôi dép trong nhà. Nhà của Bạch Khởi không lớn, khoảng 80 mét vuông, có hai phòng ngủ và một phòng dùng làm nhà kho. Phòng khách và phòng ăn cũng đều được chia ra. Tịch thừa quân bước tới ghế sofa ngồi xuống, không chút dấu vết mà đánh giá toàn bộ bài trí trong nhà, chỉ có như vậy anh mới có cảm giác chân chính bước vào cuộc sống sinh hoạt của Bạch Khởi. Anh tịch tự mở tivi xem nha." Bạch Khởi nói xong liền đi vào phòng bếp. Tịch Thừa Quân đáp một tiếng, sau đó gửi tin nhắn cho Thượng Quảng. Bạch Khởi nói không cần, nhưng không thể xem như thật sự không cần. Thượng Quảng nhận được tin nhắn cả người đều ngẩn ra. Anh đi gặp ba mẹ Bạch Khởi, không gặp, không có nhà. Thượng Quảng trong lòng thầm nghĩ, giọng điệu của anh còn cảm thấy vô cùng tiếc nuối là sao đây hả? Hắn khẽ thở dài, quay đầu xe, thôi được rồi mua đi mua đi vậy. Dù sao những gì cần nói hắn đều nói, còn phải cảm ơn Bạch Khởi không mép với anh tịch nữa. Thượng Quảng không giao việc này cho trợ lý, tuổi còn non với xanh, e rằng không đủ chu đáo. Chuyện này chỉ có mỗi hắn mới làm được thôi. Bên này, Bạch Khởi và tịch thừa quân đã ăn tối, còn Thượng Quảng vẫn đang đi dạo trong trung tâm thương mại. Chọn một chiếc khăn lụa LV bên trái, một chiếc túi sa sao bên phải bởi vì không chắc chắn sở thích của ba mẹ Bạch Khởi là gì, Thượng Quảng cũng chạy đi mua một số món quà, đơn giản, chẳng hạn như một bộ trang sức bằng vàng và một hộp trà phiên bản giới hạn. Sau đó, lại lấy ra hai bình mao đài sao từ nhà riêng của mình tới. Mỗi món thì nhỏ nhỏ, linh tinh vụn vặt, nhưng hai tay Thượng Quảng đều đã sách đầy, vẫn cảm thấy có chút nặng. Sau đó hắn mới yêu cầu tài xế lái xe đến nhà Bạch Khởi. Tô Mỹ nhàn hôm nay tan ca đặc biệt muộn, bà là một kế toán viên, cuối năm đến đầu năm sau là thời điểm bận rộn nhất của bọn họ. Bà từ từ đi lên lầu, sau đó đứng cạnh cửa, bắt đầu tìm chìa khóa. Tiếng bước chân phía sau trở nên lớn hơn bao giờ hết. Chắc là người hàng xóm kế bên cũng về muộn, lối đi trong hành lang rất hẹp. Tô Mỹ Nhàn thậm chí không quay đầu sang, bà theo thói quen trước tiên nghiêng người để nhường chỗ. Kết quả ngay sau đó bước chân liền dừng lại. Tô Mỹ Nhàn cau mày, trong lòng thầm nói, không phải gặp một kẻ say xỉn nào đó chứ. Bà thật cẩn thận mà ngừng đầu lên, một người đàn ông có mái tóc hơi hói kinh ngạc nhìn bà, cô sống ở căn này sao? Tô Mỹ nhàn mím môi không nói gì, bà nhìn vào chiếc túi đầy ắp của người đàn ông với nhiều logo tên tuổi nổi tiếng khác nhau được in trên đó. Tô Mỹ nhàn lên tiếng hỏi, cậu định đi lên tầng mấy? Muốn thăm họ hàng sao? Người đàn ông, 601, chắc là cậu nhầm rồi. Bên kia vẫn chưa kịp trả lời. Cánh cửa mở ra, thượng quảng, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên sau cửa. Tiếp theo là dáng người cao giáo, khuôn mặt đẹp trai, ăn mặc cực kỳ chỉnh tề, như bước ra từ phim truyền hình, ánh vào mắt của Tô Mỹ Nhàn. Tô Mỹ Nhàn thầm nghĩ, có phải mình làm việc quá nhiều đến nỗi đầu óc không còn nhanh nhạy nữa sao? Mình đã đi nhầm cửa, nhưng ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, đã bị đè xuống. Không phải từ phim truyền hình đi ra sao? Tô Mỹ Nhàn chợt nhớ đến, Tịch Thừa Quân, Tịch Tiên Sinh, cả hai bên đều tạm dừng ở đó, chắc không có gì xấu hổ hơn khi đi thăm ba mẹ vợ, kết quả lại đào khách thành chủ sao? Người đến thăm từ trong nhà mở cửa ra, người được đến thăm thì đứng bên ngoài. Thượng Quảng vẻ mặt chua xót thầm nói, đừng có đứng yên như thế chứ, tay của tôi đang rất nặng đây này, thương cho người có tuổi một chút đi. Anh Tịch, mọi khi anh luôn giải quyết mọi việc một cách dễ dàng mà, đúng không? chính là tịch thừa quân vẫn hồi thần trước, anh nghiêng người nhường đường, gì mau vào đi. Tô Mỹ nhàn đáp một tiếng, vẫn còn hơi hốt hoảng trong giây lát. Biết là một chuyện, nhưng cho đến khi người thật sự đứng trước mặt, lại là một chuyện khác. Tô Mỹ nhàn bước vào, chỉ thấy tịch thừa quân đang đeo một đôi găng tay cao su. Đó là đôi găng mà Bạch Khởi thường dùng để rửa bát. Mấy cái chén đó có được rửa sạch không thế? Có cái nào bị bể không? Tô Mỹ nhàn đầu óc càng thêm mụ mị. Thượng Quảng theo sau, hắn phải nhanh chóng đi vào trong, tìm cách thả đống đồ này xuống trước. Kết quả, anh tịch nhà hắn quay đầu lại ra lệnh, "Thay giày đi." Thượng Quảng dừng lại bước chân ngay lập tức, đành bất đắc dĩ để đồ đặt xuống đất trước, sau đó nhanh chóng đi lấy một đôi dép trong nhà. Tô Mỹ Nhàn càng cảm thấy choáng váng, "Còn, còn giúp duy trì vệ sinh sàn nhà của bọn họ." Bạch khởi ở đâu? Tô Mỹ Nhàn tìm lại giọng nói sau một mớ hoảng hốt và hốt hoảng em ấy đang ở trong phòng tắm. Tịch thừa quân không ngờ mẹ của Bạch Khởi lại đột ngột trở về, bây giờ chỉ có một mình anh ở đây để đối mặt với tình huống này. Nhưng khi thật sự nhìn thấy người, lại trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều so với việc không được thấy ai cả. Gì là vừa tan tầm về sao? Tịch thừa quân ôn hòa hỏi. Tô Mỹ Nhàn, đúng vậy, hôm nay tăng ca. Này, hai người các con vừa ăn cơm xong à? Tịch thừa quân đáp, vâng. Dì chưa ăn sao? dì uống chút nước nóng trước đi để cháu rót cho dì một ly lúc bạch khởi nấu cơm đã chia sẵn một phần riêng cho dì cháu bây giờ đi hâm nóng là có thể dùng được ngay tô mỹ nhàn nhìn anh mang nước nóng cho mình rồi quay vào bếp tinh tế chu đáo nhã nhặn người còn ưa nhìn hơn trong màn ảnh khí chất rất tốt hoàn toàn không một chút sai lầm nhưng chính là sao có cảm giác rất kỳ lạ nhỉ thượng quàng tay chân như robot mà bước đến sofa đặt đồ xuống lại liếc nhìn bóng dáng tịch thừa quân không hồ là anh tịch đảo khách thành chủ thật sự chỉ có anh làm được thượng quảng hắng giọng vươn tay xin chào cô là mẹ của bạch khởi đúng không cháu là người đại diện của anh tịch cháu tên thượng quảng tô mỹ nhàn à xin chào tô mỹ nhàn cũng vươn tay ra mẹ của bạch khởi cũng rất xinh đẹp tuy khoe mắt đã hình thành những nếp nhăn nhưng bà ấy ngồi ở đó trong bộ quần áo công sở mái tóc uốn nhẹ trên người toát lên sự thanh lịch và tri thức thượng quảng đưa tay ra được nửa chừng ngược lại trở nên căng thẳng bối rối thu tay lại đẩy món quà về phía trước đây là đây là quà mà anh tịch chuẩn bị cho cô và ba ba bạch khởi tô mỹ nhàn không lên tiếng bà nhìn chằm chằm vào thượng quảng thượng quảng bị nhìn một hồi càng thêm căng thẳng đến muốn đứt dây thần kinh làm làm sao vậy cô cháu nói sai gì cô nói cháu biết đi cô nhìn như vậy cháu rén cái đầu hói của mình ảnh hưởng đến thể diện của anh tịch hả? Nhưng này là định mệnh, cháu cũng đâu có muốn đâu. Tô Mỹ nhàn lòng nói, quà như vậy là quá nhiều. Nhìn tới nhìn lui, cũng có một chút giống với con rể lần đầu tiên đến ra mắt. Tác giả có chuyện muốn nói. Anh Tịch, Bạch Khởi, chương 36, Hạ Dương chân thật dài. Khi Bạch Khởi ra khỏi phòng tắm, Tô Mỹ Nhàn đã ăn gần hết một nửa phần cơm. Anh Tịch, phòng tắm bây giờ rất ấm, anh vào là vừa phải. Bạch Khởi đi về phía trước vài bước, mang dép lê, sau đó mới nhìn thấy Thượng Quảng và Tô Mỹ Nhàn. Cậu đột một đứng hình, Thượng Quảng đang lúng túng không biết làm sao, thấy trên đầu cậu vẫn còn nước nhỏ giọt, vội vàng đứng dậy xoa xoa tay, máy sấy tóc đâu? Tôi sấy cho cậu nhé. Bạch Khởi nắm lấy khăn tiếp tục xoa tóc, không cần đâu. Tô Mỹ Nhàn nhét hết nửa phần cơm còn lại trong một nốt nhạc. Nửa giờ sau, Bạch Khởi và tịch thừa quân cùng nhau ngồi trên sofa. Tay áo của tịch thừa quân đã được sắn đến khuỷu tay, chúng vừa được cuộn lại khi anh hâm nóng thức ăn cho tô mỹ nhàn. Dù vậy, điều đó không hề làm tổn hại đến khí chất yêu nhã và xuất chúng của anh. Ngược lại là Bạch Khởi, cậu vừa về nhà đã thay đồ ngủ, chiếc áo ngủ rộng thùng thình lập tức khiến cậu dường như nhỏ đi rất nhiều. Cậu ngoan ngoãn ngồi đó, trên dép lê còn in hình hai chú chim cánh cụt đang vỗ cánh. Bạch Khởi có chút chột dạ, cậu gục đầu xuống như thể đã làm sai điều gì đó. Cậu có thể biểu diễn đến xuất thần nhập hóa ở bên ngoài, nhưng khi về đến nhà, cậu thật sự cái gì cũng diễn không ra. Cậu sợ chỉ cần cậu mở miệng thôi cũng đủ để lòi hết đuôi ra rồi. Thượng Quảng hít một hơi, lòng nói, cảnh tượng này thật sự quá nghẹt thở đó. Gặp phụ huynh chưa bao giờ là chuyện dễ dàng mà, ngay cả khi chỉ là giả. Thượng Quảng nhanh chóng quay đầu lại nói, cô đừng động vào, để cháu giúp cô rửa chén để cháu để cháu làm cô đừng đi vội cô chưa cùng bạch khởi nói chuyện câu nào hết đấy tô mỹ nhàn nhìn hắn không nói nên lời thật là ân cần thôi được rồi tô mỹ nhàn cởi găng tay chậm rãi đi đến phòng khách bà nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt ngay khi bạch khởi càng lúc càng căng thẳng tô mỹ nhàn cũng không nhịn được bật cười hay lắm con trai cưng vậy mới có chút giống bộ dáng lần đầu tiên dẫn bạn trai về ra mắt chứ được rồi, tóc con đã khô chưa? Tô Mỹ nhàn hỏi, bạch khởi lý nhí trong cổ họng nói, dạ, đã khô. Ừ, mẹ thay ga trải giường cho con, muộn lắm rồi, có chuyện gì thì chờ ba con về rồi nói tiếp, sáng mai mẹ phải đến công ty sớm. Tô Mỹ nhàn ngắp một cái, quay đầu vào phòng ngủ. Bạch khởi, hết rồi á, à? tịch thừa quân cũng sững sờ một lúc, anh không nghĩ mẹ của bạch khởi không hề tức giận la hét hay một khóc hai nháo ba thắt cổ. Bạch Khởi nhỏ giọng nói, có lẽ do tôi đã sớm cơ mau với gia đình nhỉ. Tịch thừa quân vẫn như cố tùy tiện hỏi một câu, bởi vì tưởng phương thành sao. Bạch Khởi, đúng vậy, tôi muốn nói với ba mẹ về sau chỉ phát triển quan hệ với con trai, không phải thuộc thể loại con trai không được rồi quay lại yêu con gái. Tịch thừa quân thấp giọng đáp lại, ừm, xong rồi, giường có thể hơi nhỏ, tô Mỹ nhàn bước ra khỏi phòng ngủ. Bạch Khởi ôm lấy cổ tịch thừa quân, dù gì vào tai anh, òm chắc hẳn ba mẹ tôi không thể chấp nhận bất kỳ cuộc hôn nhân thỏa thuận nào vì vậy vất vả cho thầy tịch rồi tịch thừa quân giọng điệu trầm thấp hỏi lại ý em là tiếp tục diễn phải không bạch khởi đúng vậy đúng vậy tịch thừa quân nói không thành vấn đề kim chủ ba ba thật dễ nói chuyện mà ý tưởng này vừa lóe lên trong đầu bạch khởi tịch thừa quân ôm cậu lên bạch khởi ngạc nhiên tô mỹ nhàn cũng bị sốc một chút hôm nay em ấy quá mệt tịch thừa quân giải thích tô mỹ nhàn à có phải đang ghi chương trình mới nào không tịch thừa quân vâng tô mỹ nhàn bước tới xoa xoa đầu bạch khởi một cách chiều mến được rồi hai con nghỉ ngơi sớm đi những chuyện đối đáp qua lại như vậy anh vẫn có thể xử lý thỏa đáng tịch thừa quân vừa ôm bạch khởi vào phòng cửa ở phía sau liền đóng lại rồi bị chặn bạch khởi ngẩn ra còn còn phải làm ra hành động gì đó để giống thật hơn hở Bây giờ trong đầu cậu đều là cái gì mà đặt em trên ván cửa rồi làm đến nỗi vang lên tiếng ken két, kỳ kỳ quái quái. Tịch Thừa Quân cúi đầu nhìn cậu, vô thức giơ tay lên, học theo động tác của Tô Mỹ Nhàn, vuốt ve trên đầu Bạch Khởi. Sau đó anh ôm người lên đặt trên giường, không cần làm gì cả. Ưm, um, vậy được rồi, anh đi tắm đi, đừng lo lắng cho tôi. Bạch Khởi lăn một vòng, cuộn mình vào trong chăn, lẩm bẩm nói nhỏ, thật đúng là hương vị quen thuộc mà sau đó liền chui cả đầu vào trong chăn ấp trong đó đến thiếp đi tịch thừa quân đợi cho đến khi tô mỹ nhàn tắm rửa xong nghỉ ngơi sau đó đợi đến khi thượng quảng rời đi mới một mình đi tắm rồi anh chợt nhớ ra anh đã quên dặn thượng quảng mang một bộ quần áo mới lại đây tịch thừa quân chỉ có thể trước tiên dùng khăn tắm của bạch khởi để choàng lấy sau đó quay trở lại phòng ngủ bạch khởi anh thấp giọng gọi trên giường không có động tĩnh gì hiển nhiên là đang ngủ chấm khởi khởi tịch thừa quân thử gọi xương hô này người trên giường dường như đặc biệt mẫn cảm với cách gọi này nên mơ mơ màng màng trả lời ưng tịch thừa quân khởi khởi à tôi không mang quần áo để thay bạch khởi trong tủ quần áo cái nào cũng được sau đó không còn âm thanh nào nữa tịch thừa quân đứng dậy đi đến tủ mở nó ra có áo sơ mi áo phông bên trong đều có dấu vết từng mặc qua tịch thừa quân lấy ngẫu nhiên một cái trên đó in thương hiệu của một hãng thời trang lớn. Anh mặc thử, mặc không vừa, Tịch Thừa Quân đã phải thử liên tiếp vài cái, mỗi một áo như vậy đều có logo của các nhãn thời trang nổi tiếng khác nhau. Nhưng, đều mặc không vừa, Tịch Thừa Quân đem quần áo đặt trở về, ánh mắt khẽ lay động. Trước đây khi nghe Bạch Khởi kể về chuyện từng học qua rất nhiều thứ, anh đã có suy đoán. Suy đoán lúc đó cùng tủ quần áo chứa đầy các logo thời trang xa xỉ trùng khớp với nhau bạch khởi từng có gia cảnh rất tốt chẳng qua chỉ gặp một số chuyện ngoài ý muốn dẫn đến tình huống như hiện nay đã từng trải qua khoảng thời gian như vậy nhưng tâm tính vẫn không thay đổi sán lạn và lạc quan rất hiếm có nhưng câu hỏi bây giờ là anh mặc cái gì đây đã quá muộn cũng không thích hợp báo trợ lý mang đồ đến đây tịch thừa quân xoa xoa mi tâm anh không thể cứ thế nằm bên cạnh bạch khởi anh không sợ bạch khởi có chuyện gì chỉ sợ người có chuyện mới là anh Thôi quên đi, Bạch Khởi ngủ ở nhà rất thoải mái, khi mặt trời chiếu vào, theo bản năng cậu liền nheo mắt, sau đó xoay người giãn chân một cái. Cái gì bên cạnh thế? Có lông xù xù. Bạch Khởi nhanh chóng mở mắt ra, người đàn ông bên cạnh, mặc bộ đồ ngủ khủng long mà cậu cất trong tủ. Bạch Khởi, ha 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 ha, quay bùa của Bạch Khởi đã lâu không thay đổi trạng thái, cuối cùng cũng được cập nhật mới. Nuôi một anh khủng long trong nhà ảnh rất có hơi thở cuộc sống khi cậu nhìn lại tấm ảnh này đều cảm thấy mọi thứ đặc biệt chân thật bạch khởi nhìn nó thêm một chút sau đó cậu ném điện thoại sang một bên từ bên cạnh mà bước qua người của tịch thừa quân đi rửa mặt đánh răng di động liên tục vang lên tiếng tít 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 cậu cũng không quan tâm tịch thừa quân thật sự là một người đàn ông rất xuất chúng cho dù anh mặc bộ quần áo nào rơi vào hoàn cảnh nào anh chỉ cần ngồi đó khí chất của anh vẫn không thay đổi cho đến ngày hôm nay, anh đứng ở trong cửa, giơ tay gõ nhẹ, bạch khởi, gì đi rồi sao? Gánh nặng của thần tượng bỗng nặng hơn 30 cân. Bạch khởi kéo dài giọng điệu, đi rồi nha. Sau đó tịch thừa quân mới bước ra khỏi cửa. Anh nhìn thoáng qua tờ tiền 100 tệ được chặn dưới ly nước trên bàn. Bạch khởi sờ sờ tờ tiền giấy, bỏ vào trong túi, nói, đây là mẹ cho tôi, à không, cho chúng ta tiền ăn sáng. Tịch thừa quân ngẩn ra. Bạch Khởi quay đầu nhìn anh, rồi nói, khi được nghỉ hè tôi ở nhà lười như heo ý, không chịu tự nấu ăn, mẹ sẽ để lại tiền cho tôi. Nhưng lần này đặc biệt nhiều hơn mọi khi. Đi thôi, đưa anh đi ăn bữa sáng sang chảnh nha. Loại cảnh tượng sinh hoạt như thế này, Tịch Thừa Quân đã từng diễn qua rất nhiều. Nhưng suy cho cùng, tất cả vẫn chỉ là diễn. Tịch Thừa Quân đáp, "Được." Lúc này chuông cửa vang lên, "Bạch Khởi, ai thế nhỉ? Để tôi đi xem." cậu bước nhanh đến mở cửa đứng bên ngoài cửa là trợ lý a đạt của tịch thừa quân a đạt đang cầm đồ trên tay anh tịch em mang quần áo đến cho anh a đạt vừa nhìn vào bên trong ạc à, tịch thừa quân người vẫn đang mặc đồ ngủ khủng long a đạt nhanh chóng giữ nguyên vẻ mặt thận trọng bước vào cửa đưa quần áo cho tịch thừa quân trước chờ tịch thừa quân thay xong bước ra ngoài a đạt đưa tay kia qua bữa sáng ở nhà hàng mỹ hoa của anh, em cũng chuẩn bị một phần cho Bạch Tiên Sinh. Tịch Thừa Quân không nhận lấy, anh chỉ nói, không cần, cậu ăn đi. A à Đạt, vâng, Tịch Thừa Quân quay sang nhìn Bạch Khởi, chúng ta đi ăn bữa sáng sang chảnh, đúng không em? Bạch Khởi vui vẻ mà nói, chính xác, cậu vỗ vỗ túi tiền của mình, bên trong có rất nhiều tiền nha. A à Đạt nghĩ lại, thấy cũng đúng, đối với anh Tịch, nhà hàng mỹ hoa tên tuổi khá nhỏ, không ăn cũng không vấn đề gì nhưng hắn thì số lần ăn qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. A à đạt liếm liếm môi, rất mãn nguyện mà xách túi đồ ăn. Bạch khởi và tịch thừa quân đi xuống lầu ăn sáng. A à đạt cũng đi theo, thầm nghĩ có thể một lát nữa hai người bọn họ sẽ cần đến hắn. Sau đó hắn nhìn thấy bạch khởi đi vào một cửa hàng nhỏ bên đường, hô một câu hai cái bánh rán giò cháo quẩy loại có trứng ạ A à đạt đây là phần ăn sáng sang chảnh. A à đạt do so dự hay là vẫn đưa bữa ăn sáng mỹ hoa trong tay cho anh tịch nhỉ? Kết quả anh tịch đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái. Cuối cùng vẫn là A đặt mắt sưng dưng, ăn hết hai phần. Ăn sáng xong, tịch thừa quân muốn đi tham gia ghi hình chương trình. Bạch khởi, vậy anh đi đi, em ở nhà chơi game. Tịch thừa quân không nhúc nhích, bạch khởi ngước mắt lên nhìn anh, sao á? À, hình như mình nói như vậy không được đúng lắm giống như thầy tịch ở bên ngoài thì làm lụng vất vả kiếm tiền cực khổ mà mình thì ở nhà ăn không ngồi rồi sung sướng phá của nhỉ bạch khởi sửa miệng anh đi đi em ở nhà chờ anh về tịch thừa quân chúng ta cùng nhau đi đi a à đạt nhìn trái nhìn phải rồi nói à vâng phải rồi bạch tiên sinh cậu cùng đi đi anh tịch nói rằng sang năm lịch trình tương đối dày nên anh ấy đã đẩy sâu lên trước tạm thời đổi thành chương trình này nhưng cái này đặc biệt nhàm chán Chính là phải xem một loạt các diễn viên nhỏ kỹ năng không tốt trình diễn trên sân khấu. Nếu cậu đi, không phải sẽ thú vị hơn sao? Nghe một hồi, Bạch Khởi cũng cảm thấy thú vị. Có phải những diễn viên đó sẽ thay thế những người nổi tiếng mà sắm vai nhân vật đặc biệt đúng không? Chương trình này hình như gọi là vua diễn xuất, ngoặc kép. Sao đại loại giống như sâu, diễn viên mời vào chỗ của bên chung, nghệ sĩ A nổi tiếng với vai diễn A1 những diễn viên này sẽ thay thế nghệ sĩ A mà sắm vai A một để biểu diễn. A đạt, đúng, đúng, đúng. Bạch khởi uống xong ngụm sữa đậu nành cuối cùng, vậy chúng ta đi nhanh lên. Tịch thừa quân khóe miệng cong cong, lấy ra hai tờ giấy, đi tới, đem giấy ăn để trên miệng bạch khởi. Bạch khởi rất tự nhiên mà tiếp nhận, lau lau miệng. Bên này cả hai người hướng đến trường quay, lên xe rời đi. Mà ở nửa bên kia bầu trời, Cư dân mạng vẫn còn nhiệt liệt tương bừng mà thảo luận về chuyện đính hôn gia đình họ tưởng Thầy Tịch cũng có quan hệ với Tường Thị Hà. Thầy Tịch là Phú Nhị Đại á. Nghe nói giống như không chỉ là Phú Nhị Đại, rất phức tạp luôn. Có ai xem màn kính trà chưa? Linh nè, mau qua xem nhanh đi. Mỹ mới xem xong rồi quay về nè. Mé, sao Mỹ có cảm giác lúc anh Tịch đứng trên sân khấu đặc biệt có lực công kích cực mạnh dạ? Em trai ảnh, đúng không? Sắc mặt bao khó coi luôn đừng nhìn cái này, tôi mới là tước cái kia kìa. Fan của Hạ Dương sao tự dưng hôm nay rảnh rỗi sinh nông nỗi dạ. Lấy mặt của thầy tịch đi Photoshop là sao? Chỗ nào đâu, chế nhìn với. Giống như không phải Photoshop đâu nha. A à, còng chân dài của Hạ Dương là của tôi, nuôi một anh khủng long trong nhà ảnh. Chỉ thấy dưới Weibo này xuất hiện rất nhiều bình luận, càng ngày càng tăng dần. Thím ơi đang nhầm dòi kìa cậu lấy nhầm ơ clone nào đó đăng nhầm cái gì đó rồi kìa, không tốt lắm đâu. Tấm ảnh này đâu ra, rất có hơi thở sinh hoạt, nhưng Duma rất giống ngủ chung với tịch thừa quân, rồi sáng dậy thấy được, liền bục bục chụp một tấm rồi áp lên á. Không có khả năng là tịch thừa quân đâu, tịch thừa quân làm sao sẽ mặc áo ngủ khủng long. Quay lại nửa bầu trời bên kia, tịch thừa quân dẫn theo bạch khởi xuống xe. Những người trong nhóm chương trình háo hức bước ra chào đón, khi nhìn thấy bạch khởi, họ không khỏi âm thầm nói thật sự là tình cảm thật sao không phải tất cả các chương trình cặp đôi đều có kịch bản hả xin chào đây là bạch tiên sinh đúng không tổ tiết mục tươi cười chào hỏi sau đó cung kính dẫn hai người tiến vào hậu trường trong hậu trường lúc này có rất nhiều người những diễn viên thần tượng lưu lượng tiểu sinh diễn viên gạo cội gắn bó nhiều năm trên màn ảnh đều tụ họp tại đây khi nghe nói tịch thừa quân sẽ đến tất cả mọi người đều đứng dậy xin chào thầy tịch a a a anh tịch thật sự không ngờ có thể gặp anh ở đây đội ngũ chương trình đang thấp giọng nói chuyện với tịch thừa quân có một số thí sinh được phía trên chỉ đích danh phải chiếu cố chờ lát nữa cần chấm điểm và nhận xét nhờ thầy tịch dơ cao đánh khẽ một chút được không hoặc là thầy cứ trực tiếp giao hẳn cho khách mời khác nhận xét cũng được cũng không nhiều thí sinh lắm đâu khoảng khoảng bốn người thầy tịch xem thử người bên kia chân đặc biệt dài đấy tên hạ dương người này được tổng sản xuất chương trình dặn dò. Tịch thừa quân không đồng ý cũng không từ chối, anh chỉ nhìn về phía những người đó, khẽ gật đầu, sau đó giơ tay nhẹ nhàng đặt trên vai Bạch Khởi, anh nói, đây là Bạch Khởi. Tất cả mọi người đều sừng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, chào Bạch Tiên Sinh. Có vài người thông minh hơn, liền hô to, chào chị dâu. Bạch Khởi khẽ cười, nhưng ánh nhìn lại dần dần rời đi. Trong góc, một người thanh niên trẻ tuổi mặc áo len đeo tai nghe trên cổ, một chân co lại, một chân tùy ý đưa về phía trước. Khi những người khác mở miệng háo hức chào hắn, trên mặt hắn đều không có biểu tình gì cả, đôi lông mày thậm chí hơi hơi nhăn lại. Đó là Hạ Dương, là idol mà cậu đang đô đó. Hắn có khuôn mặt điển trai, nhưng vì chưa tốt nghiệp cấp 3 nên luôn bị những người khác mắng là idol nửa mùa. Bạch Khởi quay mặt lại, nở nụ cười ngọt sớt, anh tịch đi trang điểm và ghi hình chương trình nha em ở đây đợi anh mọi người nhìn nụ cười này cả đám đều nhịn không được nghĩ đệt thật sự là ngọt đến muốn chết ngọt hơn cả trong cặp đôi hoàn mỹ nữa tịch thừa quân trầm giọng trả lời một câu đưa tay lên xoa xoa đầu bạch khởi đầu ngón tay còn lơ đãng mà lướt qua gáy cậu sau đó mới quay người cùng nhân viên công tác rời đi em chơi một mình nhé có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi tâm trạng của những người xung quanh rất phức tạp thầy tịch giống như đóa hoa cao lãnh không vướng bụi trần mặc dù ôn nhu lại yêu nhã nhưng đó không phải là điều mà bất kỳ ai có thể mơ ước nhưng vào lúc này đóa hoa cao lãnh ấy lại khom lưng trước một người mọi người miễn cưỡng thu lại ánh mắt khỏi tịch thừa quân sau đó quay lại nhìn người vợ nhỏ của thầy tịch quái người đâu rồi bạch khởi đến gần hạ dương hạ dương rất nhạy cảm lập tức ngẩng đầu bạch khởi chưa từng tiếp xúc khoảng cách gần với ai đồ há mồm nên nói cái gì giờ ta? Cậu chắc chắn không thể nói rằng, tôi thích anh. Hiện tại cậu phải làm tốt vai trò là duy nhất của thầy tịch cơ. Bạch Khởi dặn tới dặn lui nửa ngày, nói một câu, anh muốn học bổ túc không? mươi 37, Phen Hạ Dương, QAQ. Hạ Dương, antifan của hắn đã có thể lẻn vào bên trong tổ chương trình rồi hả? Lúc này có người đi ngang qua bọn họ, nhìn thấy Bạch Khởi, lập tức dừng bước, mới vừa rồi còn thấy cậu, Bạch Tiên Sinh đi đâu vậy, chán rồi sao, cậu có muốn đi cùng tôi không? Cậu biết Hạ Dương à? Bạch Khởi, tôi vừa mới biết tức thì. Đối phương, người nói chuyện với Bạch Khởi là một nam diễn viên 30 tuổi, từng đóng một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng vài năm trước. Tên là, Bạch Khởi không nhớ rõ. Dường như họ Phùng, Phùng Tiên Sinh cười cười, nói, Bạch Tiên Sinh tính tình thật tốt, rất dễ gần. Hạ Dương lúc này cũng nghe thấy thiếu niên có vẻ ngoài dịu dàng như học sinh cấp 3 trước mặt hoàn toàn không phải dáng vẻ của một nhân viên công tác. Hạ Dương quay đầu nhìn Phùng tiên sinh, thầy Phùng, chúng ta đối lời thoại một chút đi. Có vẻ như bọn họ sẽ biểu diễn cùng nhau. Phùng tiên sinh cười cười, xua tay, không được đâu, tôi đã quen với việc tự học thuộc thoại và nghiền ngẫm nhân vật một mình rồi. Hạ Dương nhíu mày, nhưng không còn thời gian. Phùng tiên sinh, vậy thì cậu tìm cảm giác để thích nghi nhân vật hơn đi phùng tiên sinh nhìn bạch khởi bạch tiên sinh cậu có muốn qua đó ngồi không ở đằng kia rộng rãi hơn có cả trà và bánh ngọt bạch khởi cảm ơn không cần đâu phùng tiên sinh cũng không hiểu được tính cách và sở thích của bạch khởi chỉ có thể gật đầu rồi rời đi hạ dương nhíu mày càng chặt thấp giọng nói tôi không cần học bổ túc hắn đứng dậy muốn đi theo phùng tiên sinh bạch khởi cũng xem như đã nhìn rõ rõ ràng là phùng tiên sinh không thèm nói chuyện với hạ dương chút nào Đúng như Bạch Khởi dự đoán, Hạ Dương đuổi kịp nhưng vẫn bị chặn ngoài cửa, cuối cùng, hắn chỉ có thể mang khuôn mặt đen như đít nồi trở về, ngồi đó, bắt đầu đọc lời thoại trong kịch bản. Là thật sự đọc, không cao không thấp, vừa vặn là đọc. Huynh sẽ không chết, đệ cũng sẽ không chết, hãy tin Huynh, Huynh sẽ tìm cách cứu đệ. Một đoạn đối thoại trong tình cảnh tuyệt vọng, do Hạ Dương nói, đều mang cảm giác khô khan cứng ngắc, như thể trong một buổi học tiếng Anh, Sinh viên hết sức nỗ lực để giọng nói và cảm xúc được thể hiện phong phú qua màn đọc diễn cảm, nhưng kết quả bởi vì có quá nhiều từ vựng không biết nên vô cùng gian nan chật vật. Bạch Khởi, còn không bằng tôi đọc đó nha. Bạch Khởi nhịn không được ra tiếng, nhấn trọng âm không đúng chỗ. Hạ Dương không đọc nữa, hắn đột nhiên ngừng đầu lên. Chúng ta đối lời thoại đi. Bạch Khởi, dù sao cũng chính mình đu idol này. Bạch Khởi nhận mệnh, tiếp lấy kịch bản mà hắn đưa sang. Hạ Dương đã học thuộc lời thoại nên cũng không cần phần kịch bản này nữa. Hắn bắt đầu đọc câu đầu tiên, là thật sự nghiêm túc muốn đối lời thoại. "Hạ Dương, đến cậu." Bạch Khởi hắng giọng, "Sư huynh, đừng đi. Huynh đừng đi." Vẻ mặt sợ hãi, hai mắt nổi lên từng tầng hơi nước, giọng nói nghẹn ngào, lại có phần yếu ớt tựa như cánh bướm mỏng manh bị xé rách, chỉ cần chạm nhẹ một cái, có thể theo gió mà tan đi. "Hạ Dương, Bạch Khởi, Bạch Khởi, không nhớ rõ lời thoại sao?" hạ dương tôi muốn học bổ túc cậu cho tôi học bổ túc đi bây giờ làm liền cảm xúc tôi phải có là gì tại sao khi tôi đọc lời thoại cảm xúc lại không đúng bạch khởi bạch khởi tôi cho anh học bổ túc kiến thức cấp 3 nha hạ dương hơi nhíu mày cái đó không quan trọng cái này mới bạch khởi khẽ cao mày suy nghĩ nhắc nhở hắn một cách uyển chuyển nhưng mà dù bây giờ anh có tạm thời tiến nhập cảm xúc lên sân khấu giành được điểm cao cũng sẽ vô dụng thôi kỹ năng diễn xuất của anh thật sự không tốt lắm. Còn không bằng nhân lúc tuổi còn trẻ mà bổ túc chương trình học cấp 3. Mỗi lần anh đóng phim, fan liền có cảm giác ngồi tên tàu lượn siêu tốc chạy 800 km h trái tim cứ như đồ thị hình xin chạy lên chạy xuống. Sau đó phải vì anh khống chế bình luận, còn dưng dưng nước mắt mà giúp anh xây dựng hình tượng tốt cho người qua đường. Hạ Dương, cậu nói thẳng đi, cậu thật sự là anti-fan đúng không? Hạ Dương cẩn thận nhìn bạch khởi. Lúc này mới phát hiện thiếu niên trước mặt rất ưa nhìn, cả người đều toát lên ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Hạ Dương hỏi cậu, cậu tới nơi này dự thi hay làm gì? Bạch Khởi, tôi chỉ là người nhà thôi. Hạ Dương cúi đầu, giống như thật sự hoài nghi chính mình, hoài nghi nhân sinh. Người nhà, người nhà mà so với hắn còn diễn tốt hơn sao? Anh thật sự không muốn suy nghĩ một chút về việc học bổ túc chương trình cấp 3 sao? Bạch Khởi nhỏ giọng hỏi, không anh Dương có ý định mua bằng đúng không? Làm sao cậu biết, Hạ Dương kinh ngạc nhìn bạch khởi, đồng thời nhíu chặt mày. Phòng làm việc quá ẩu, để lộ tiếng gió hết rồi. Bạch khởi với trái tim người mẹ cất lời nói sâu xa, đừng suy nghĩ đến nữa, tháng trước có một nghệ sĩ bị lật tẩy, bây giờ vấn đề làm giả trình độ học vấn đang bị lên án gay gắt. Nếu cậu dám mua, fan sẽ rất đau lòng, cậu không biết fan của cậu khống chế dư luận vất vả cỡ nào đâu. Thật sự là vậy đó trời ạ à, đặc biệt là cậu có n cái ức luôn theo đuổi idol mỗi người đều cần phải hỗ trợ khống chế hướng đi dư luận rồi tạo cảm tình với người qua đường cậu quá mệt mỏi và bận rộn mà bạch tiên sinh bên kia có nhân viên công tác đi tới bạch khởi sao thế cậu vẫy vẫy tay tôi ở chỗ này này nhân viên vội vàng đi tới gật đầu với hạ dương lễ phép kêu một tiếng anh hạ đừng nhìn người này hiện tại có bao nhiêu anti fan đông như kiến fan của người này cũng không kém cạnh đâu Thật sự là đỉnh lưu đó." Hạ Dương gật đầu, kết quả liền nhìn thấy nhân viên công tác nhẹ nhàng mời Bạch Tiên Sinh trẻ tuổi đi mất. Nhân viên công tác đưa Bạch khởi đến sân khấu rồi rời đi. Trước đó, tổ chương trình đặc biệt sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ngay hàng ghế đầu tiên ở khán đài gần sân khấu nhất. "Chương trình sẽ lập tức bắt đầu." Nhân viên công tác nói, "Nếu có vấn đề gì thắc mắc, cậu cứ liên hệ chúng tôi, cho cậu một cái bộ đàm đây." có đói có khát muốn ăn muốn uống gì chúng tôi sẽ mua cho cậu nhân viên công tác sợ làm phiền đến cậu chỉ nhanh chóng nói hai câu rồi bỏ đi khán giả đã sớm ổn định vị trí lúc này bọn họ mới nhìn thấy nhân viên chương trình dẫn ai đến cả khán đài lập tức vang lên từng tiếng thét chói tai a a a a a a a a a thầy tịch cũng tới đúng không bạch khởi khởi a a a a a a a a hạ dương đứng ở cánh gà sân khấu lại nhíu nhíu mày diễn tốt hơn hắn, cũng có rất nhiều fan. Cứ như vậy mà nhìn một hồi, Hạ Dương có chút cảm thấy chính mình giống như thần tượng hàng pha kè. Bạch khởi mỉm cười, thản niên cùng mọi người vẫy tay chào hỏi, sau đó mới ngồi xuống, không nói thêm gì nữa để mọi người hướng sự chú ý vào sân khấu. Hạ Dương, hắn nếu có thể cười tự nhiên như vậy khi đối mặt với rất nhiều tiếng thét chói tai, thì người đại diện của hắn có thể ăn mừng cả năm cũng không tiếc. Anh Hạ, anh đang nhìn cái gì vậy? Trợ lý vỗ vỗ vai hắn, "Chúng ta phải thay quần áo." Hạ Dương nhìn Bạch Khởi, trợ lý sừng sốt, "Anh Hạ, anh làm sao vậy? Người này không phải ai cũng có thể nhìn bậy nhìn bạ được đâu." "Là sao? Đó là vợ của thầy Tịch đó. Thầy Tịch còn có thể ở trường quay." Hạ Dương ngây ra một lúc, "Tịch thừa quân, anh ta kết hôn rồi sao?" "Trợ lý, đúng vậy, đúng vậy." Anh thu âm, thu nhiều đến mức không thèm để ý đến thế giới này thay đổi như thế nào rồi. Đi thôi, đi thôi, thay quần áo trước đã. Trợ lý vừa kéo Hạ Dương đi, sau đó quay đầu liền nhận được điện thoại của người đại diện. Giọng điệu của người đại diện ở đầu dây bên kia rất lạ, vừa mừng vừa sợ, hắn run run nói, "Tôi nghe nói hôm nay ở trường quay, ekip bên đó muốn mời thầy Tịch làm khách mời à." Rốt cuộc người có đến hay không? "Trợ lý, chắc ở đây." Em ở trường quay nhìn thấy Bạch Khởi. Người đại diện hít một hơi thật sâu, "Chuyện kia, xong rồi." sao hai chữ, xong rồi, này còn mang cảm giác hưng phấn nữa nhỉ. Trợ lý gãi gãi đầu, cảm thấy mình không ghét được cái gì đó. Sau đó liền thật sự nghe thấy giọng nói hưng phấn của người đại diện vang lên, cậu biết không? Vừa rồi trên mạng xuất hiện một cái hot search, vừa mới xuất hiện thôi, cậu có biết chuyện này chấn động như thế nào không? Chính là bạch khởi, cậu ta có một ấp nhỏ Weibo khác để đu idol, mà cậu biết idol cậu ta đu là ai không? là hạ dương chúng ta đó, cậu biết không? Là hạ dương của chúng ta, cậu ta đang ảnh chụp của thầy tịch nhưng đang nhầm tài khoản. Trợ lý bị một loạt thông tin này gây khiếp sợ đứng ngốc tại chỗ. Người đại diện kích động đến nói không ra hơi, chuyện này nếu có thể mượn ngọn gió đông. Hạ Dương không phải bữa giờ lo thu âm cho album mới nên không có tin tức gì sao. Vừa lúc tin này xuất hiện, mà còn lên hot search, nếu có thể nhờ bạch khởi ở trường quay khen Hạ Dương vài câu, vậy chẳng phải ngọn gió đông này liền thổi mị lực của Hạ Dương chúng ta lên trời luôn sao? Trợ lý cả kinh, vội vàng chạy đi tìm Hạ Dương. Hắn thuật lại toàn bộ câu chuyện, không sót một chữ từ người đại diện. Hạ Dương cũng không nói có muốn hay không mượn dịp này tăng độ hot. Hắn chỉ hỏi với vẻ mặt phức tạp, tôi còn có mị lực à? Đó là điều chắc chắn, người kia là vợ của thầy tịch đó, mà người kia còn là fan của anh. Như vậy mà cũng không đủ chứng minh rằng anh có mị lực sao? Hạ Dương, nếu cậu ấy mà tiếp nhận phỏng vấn, khẳng định cậu ấy chỉ muốn tôi đừng lấn sân làm diễn viên nữa. Trợ lý, buổi ghi hình của chương trình chính thức bắt đầu. Bạch Khởi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Thượng Quảng. Nhưng vì ngải camera đã bật, trước tiên cậu cúp máy, rồi gửi lại một dấu chấm hỏi kèm theo một tin nhắn ngắn. Không có chuyện gì, Thượng Quảng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn trả lời như vậy. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, ai mà không theo đuổi idol. Hot search, hot search cũng bình thường thôi. Ai mà chưa từng lên hot search. Hai chủ đề, bạch khởi du idol hạ dương cùng với nuôi khủng long trong nhà đều lần lượt ngồi lên top hot search. Vốn dĩ chiến trận đang mắng hạ dương cọ nhiệt fan của thầy tịch, bây giờ lại không thể không sửa miệng, khéo léo mà đưa đầy, nhẫn nại mà chống chế. Có sao nói dậy, nuôi khủng long trong nhà là thật sự rất ngọt. Chị dâu đu idol như bao người thôi, có gì đâu, tan họp đi đương nhiên cũng có người bất mãn tôi nói chứ bạch khởi bày tỏ yêu tịch thừa quân đến mê muội tất cả đều là giả cậu ta thích hạ dương tôi quỳ thích người nào có tiêu chuẩn làm idol một tí đi cậu ấy căn bản không xứng đáng với tịch thừa quân một hy vọng tịch thừa quân sớm ngày thấy rõ gương mặt thật của cậu ta cạn lời làm cái gì mà không biết tinh tế khéo léo vậy chồng mình là đàn ông mà còn chạy đi thích người đàn ông khác hiện tại có rất nhiều thảo luận trên internet theo đó nhiệt độ của vua diễn xuất cùng dần dần tăng lên thầy tịch hình như đang ghi hình chương trình vua diễn xuất hạ dương cũng có ở đó chị em mau đi xem nói nhiều quá đọc mệt chết đi được nhiều cư dân mạng thích ăn dưa đã tràn vào phòng phát sóng trực tiếp tổ đạo diễn của cặp đôi hoàn mỹ đều nhịn không được cảm thấy may mắn hai người này đi đến đâu cũng mang theo nhiệt độ đến đó chương trình nào có hai người này cũng kéo rating lên một đường thẳng tắp màn ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp vừa truyền, liền xuất hiện khuôn mặt của Bạch Khởi. Bạch Khởi cũng ở đây, xem anh tịch ghi hình hả, vẫn là tình như cái bình, không thể bởi vì cậu ấy đu idol mà phủ định tình cảm hai người nha. Khi tịch thừa quân xuất hiện trên sân khấu, sau đó ngồi vào ghế của ban giám khảo, bầu không khí đột nhiên lên đến đỉnh điểm. Làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp cũng lập tức trở nên dày đặc. Trong màn ảnh, Bạch Khởi đã cất điện thoại, cậu bắt đầu xem chương trình một cách nghiêm túc. Mặc dù cậu đã được phổ cập rất nhiều tác phẩm của Tịch Thừa Quân, cũng cùng Tịch Thừa Quân tham gia chương trình thực tế và ghi hình cho buổi talk show, nhưng những điều này khác với hiện tại. Đây là lần đầu tiên cậu xem cận cảnh mọi thứ đến thế, Tịch Thừa Quân nhẹ nhàng bâng quơ nhận xét về kỹ năng diễn xuất của từng diễn viên, sau đó anh ấy lại dễ dàng nói cho đối phương biết có điểm nào diễn chưa đúng. Tịch Thừa Quân cũng sẽ lặp lại lời thoại một lần nữa. Giọng anh trầm thấp, khi nói có sức quyến rũ khó tả đây chính là sân khấu của anh ánh sáng trên người anh nở rộ đến cực điểm hầu như ánh đèn sân khấu chiếu xuống mọi người đều dễ dàng bị anh làm cho lu mờ đây chính là sức hút mang tên tịch thừa quân so sánh qua lại đoạn đối lời thoại của bạch khởi và hạ dương chẳng khác gì trò chơi trẻ con không bao lâu rốt cuộc hạ dương cũng trình diễn lúc này bạch khởi cũng biết được tên đầy đủ của phùng tiên sinh cũng chính là người tham gia tiết mục cùng hạ dương gọi là Phùng Lâm. Phùng Lâm biểu hiện ổn định, mà Hạ Dương gần như là bị xử tử công khai. Kỹ thuật diễn của à Hạ Dương thật là trước sau như một trời ả nát thật sự. Chuẩn bị lại có fan của ai đó đến tẩy trắng cho idol, mọi người chuẩn bị xem nè. Tịch Thừa Quân không chút thương tiếc mà cho điểm B. Khi giao lưu với tổ chương trình, anh chỉ nhàn nhạt nói một câu, không sao cả, kẻ ác cứ để tôi làm. Những khách mời khác muốn cho điểm S, cứ để bọn họ tùy ý cuối cùng Phùng Lâm chỉ đạt điểm A. Thầy tịch từ hồi bước chân vào vòng giải trí, không bao giờ quên bản tâm. Thầy tịch ngầu nhất trần đời, Trang Thiến thiến có phải đầu óc có bệnh hay không? Thế mà cho ét hi hi ngồi chờ tu la chàng nha, chờ fan của Hạ Dương lên tiếng xé, đừng đùa với fan của thầy tịch nha, bên đó lực chiến đấu mắc cây hi hi. Đây là những người chờ xem cuộc vui, cũng không biết anti-fan của Hạ Dương hay anti-fan của tịch thừa quân đã trà trộn vào. Làn đạn nhanh chóng xẹt qua rất nhiều comment, cảm ơn sự hướng dẫn của thầy tịch, fan của Hạ Dương xin cảm ơn thầy. Thật sự cảm ơn thầy tịch, thầy tịch đã vất vả, hy vọng Hạ Dương không mang lại phiền phức cho thầy. Thật xin lỗi thầy tịch, nhất thời một loạt dấu chấm hỏi vùng lên. Fan Hạ Dương hôm nay chơi hệ văn minh, ạc, à, có thể là mấy người đó nghĩ đến, buổi tối thầy tịch về nhà, khả năng sẽ quỷ ván giặt đồ. Vì thế không chỉ không chửi mắng, mà còn cảm thấy hổ thẹn với thầy tịch. Cộng một, Mỹ cũng nghĩ dậy á. Hạ Dương đã trở thành thần tượng nổi tiếng đầu tiên trong lịch sử giới giải trí bị mắng vì kỹ năng diễn xuất kém cỏi, nhưng fan còn điên cuồng mà gật đầu liên liệng, nói thầy nói đúng, và thật xin lỗi. Bên này vừa kết thúc ghi hình chương trình, diễn đàn bên kia đã mấy ngàn bình luận. Đăng sai tài khoản Weibo, một chuyện lớn xấu hổ không nói nên lời, tất cả đều biến thành ha ha ha. Vãi cả lost, thiệt luôn á, tôi chưa từng thấy qua chuyện vui như vậy. Phen Hạ Dương vô cùng chân thành mà xin lỗi thầy tịch. Phen Hạ Dương, không có việc gì, không có việc gì, thầy cho điểm B là việc của thầy, nhưng vợ thầy vẫn thích Hạ Dương chúng ta, cảm ơn cảm ơn. Ngoá nó ha ha ha, Mỹ có cảm giác hình như thầy tịch còn chưa biết vụ hot shot này đó. Tịch thừa quân thật sự không biết, ghi hình chương trình xong, anh ở hậu trường tẩy trang rửa mặt, sau đó mới lấy điện thoại xử lý một chút việc riêng. Vừa mở, liền thấy được những cái cần thấy. Bạch Khởi, Đu Ai Hạ Dương, tịch thừa quân từ nội dung này mà tìm đến, tìm một hồi liền tìm thấy tài khoản khác của Bạch Khởi. Nhìn thấy bức ảnh cuối cùng, là hình chụp anh, tịch thừa quân khóe miệng hơi cong, trong mắt thoáng qua một chút y cười. Sau đó, anh trượt xuống, hôm nay tạo hình Hạ Dương đặc biệt đẹp trai, mau mau đứng trên sân khấu nhiều hơn nha. Ý cười trên gương mặt tịch thừa quân đông lạnh rồi. Anh siết chặt điện thoại, sải bước dài mà đi nhanh ra ngoài, bạch khởi ở đâu? Tịch tiên sinh, bạch tiên sinh hình như đang ở đằng kia. Nhân viên công tác chỉ ra phương hướng, tịch thừa quân gật đầu, ngay khi anh đến gần, liền nhìn thấy người thanh niên tên Hạ Dương đang nói với bạch khởi tôi muốn học bổ túc. Cậu dạy tôi sao? Bổ cái gì túc? Bạch khởi hỏi lại, anh muốn học bổ túc cái gì? Hạ Dương nói, cái gì cũng được, kiến thức cấp 3, kỹ năng đọc lời thoại. Đều được, cậu dạy không? tịch thừa quân mím môi dưới, sau đó sắc mặt bình tĩnh mà xoay người, nhanh chóng gọi điện thoại cho chủ tịch công ty của Hạ Dương, mời cho Hạ Dương mười giáo sư dạy bổ túc, tiền tôi ra. Tác giả có chuyện muốn nói, anh tịch, trong một tháng nữa, tôi muốn nhìn thấy hắn bị hói vì chuyện học hành. Bu si, fan của Hạ Dương lần lượt bịch bịch quỳ xuống, tôi thật sự xin lỗi, thầy tịch. Âm thanh rung chuyển trời đất, chương 38, dỗ dành bà xã. Thầy Tịch, trợ lý của Hạ Dương kinh ngạc hét lên. Tịch Thừa Quân bình tĩnh gật đầu, sau đó cất điện thoại. Bạch Khởi và Hạ Dương nghe thấy, không khỏi cùng nhau quay đầu nhìn lại. Hạ Dương đúng thật là đỉnh lưu, nhưng để có cơ hội tiếp xúc với Tịch Thừa Quân vẫn là chuyện không dễ dàng. Người đàn ông bước xuống từ ghế cố vấn, đứng trước mặt hắn trong bộ đồ vest và đôi giày da còn khiến người khác có cảm giác một ngạt hơn trước. Hạ Dương mím môi dưới, thấp giọng kêu một tiếng, "Thầy Tịch, Tịch thừa quân cũng đáp lời, ừ. Một giây tiếp theo, Bạch Khởi chủ động ôm lấy anh, vất vả cho anh rồi. Ôm một chút liền buông ra. Đây là phương thức phổ biến nhất để thể hiện sự thân mật. Nhưng ngay khi Bạch Khởi ôm lấy anh, tịch thừa quân đã đưa tay lên đỡ lấy eo cậu, tay còn lại thì xoa xoa mái tóc của Bạch Khởi. Tư thế này còn ra điều thân mật hơn so với một cái ôm đơn thuần. Trợ lý của Hạ Dương đứng bên cạnh nhìn cảnh này liền đỏ mặt, thầm nói, không biết thầy tịch đã xem hot search chưa? nhìn dáng vẻ như vậy lát nữa mà biết chắc càng tức giận khủng bố tịch thừa quân không buông bạch khởi ra anh trầm giọng nói chúng ta đi thôi hả nhanh như vậy sao bạch khởi ngẩng đầu ngơ ngác hỏi đây thật ra là một câu hỏi hết sức bình thường nhưng rơi vào tay tịch thừa quân như thể không nỡ ra về luyến tiếc hạ dương tịch thừa quân liếc nhìn hạ dương một cái hạ dương không biết tại sao nhất thời cảm thấy vì tiền bối khiến người người ngưỡng mộ trong ngành này có chút đáng sợ nhưng trên mặt tịch thừa quân xuất hiện một chút tươi cười anh nhẹ giọng nói nếu không đi trước sẽ rất dễ bị phóng viên chặn lại bạch khởi gật gật đầu hợp lý bạch khởi vậy chúng ta đi trước đi ngược lại phản ứng như vậy khiến tịch thừa quân ngẩn ra một lát dễ dàng như thế mà đồng ý rời đi rồi không còn luyến tiếc hạ dương nữa tịch thừa quân em còn điều gì muốn nói với hạ dương không anh lấy ra toàn bộ sự rộng lượng mà mình có để nói một câu Bạch Khởi, em không có, cũng không có gì quan trọng. Tịch thừa quân khóe miệng hơi cong lên, ừm, Bạch Khởi, dù sao thì cũng kết bạn uy rồi á. Tịch thừa quân, Hạ Dương thì không sao, nhưng trợ lý của Hạ Dương bên cạnh không khỏi dùng mình một cái. Hắn vẫn cảm thấy, ý tưởng cọ nhiệt độ với vợ thầy tịch của người đại diện là suy nghĩ dẫn đến cái chết nhanh nhất, không còn con đường nào chết nhanh hơn bằng con đường này. Vợ của thầy tịch là người muốn cọ nhiệt liền cọ được sao? Bạch Khởi, đi thôi, đi thôi anh, cậu là người quay đi trước hết. Tịch Thừa Quân cũng không quan tâm là Hạ Dương hay Hạ Âm, cứ như vậy mà ôm Bạch Khởi, cùng nhau rời khỏi hậu trường. Các diễn viên khác muốn nói thêm vài lời với Tịch Thừa Quân, tổ chương trình cũng có ý định như thế. Kết quả vào lúc này, cả đám chỉ có thể nhìn hai người đi xa. Không biết qua bao lâu, có người nhịn không được thốt lên, Hạ Dương rốt cuộc được thần may mắn nào độ thế. Bạch Khởi cứ như vậy là fan của hắn Người nói cũng không kiêng kỵ ai hết, Hạ Dương và trợ lý đều nghe thấy. Trước kia cũng có rất nhiều người nói về Hạ Dương như vậy, cho rằng hắn thật may mắn, sau 3 tháng luyện tập, hắn debut thành công với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc ngay khi tham gia một chương trình tuyển tú, không ra mắt thì thôi, mà ra mắt liền nổi tiếng. Lúc ấy hắn khịt mũi xem thường, dựa vào cái gì nói hắn may mắn, những gì mà hắn có được đều bằng thực lực của chính mình. Hắn xem thường mấy lời nói đó đến nỗi không muốn mở miệng phản bác. Nhưng hôm nay, hắn nổi tiếng, có thể bằng mặt đi. Hạ Dương chết lặng nhìn vào gương, nghĩ thầm, bên này Bạch Khởi theo Tịch Thừa Quân lên xe, hoàn toàn tránh được phóng viên. Khi xe của họ đi ngang qua cửa trường quay, Bạch Khởi không khỏi suýt xoa, sao hôm nay lại có nhiều phóng viên như vậy? Ồ, còn rất nhiều fan nữa kìa. À, có phải là do anh ở đó không? Quên nữa, còn có Hạ Dương fan của hắn cũng đông lắm, dù sao cũng là đỉnh lưu mà. Khẳng định sẽ có nhóm fan đến tiếp ứng sao? Tịch thừa quân có chút tức giận còn có chút buồn cười. Anh thấp giọng nói, em xem điện thoại đi. Bạch khởi gật đầu, sau đó cậu phát hiện di động mình được điều chỉnh thành chế độ dung lúc nào không hay. Được lắm, bây giờ thì nhiều đến nỗi không biết xem cái nào trước luôn. Khi cậu trượt thanh thông báo xuống, điện thoại vẫn bị lác 3 giây mới hiển thị nội dung. Mục đông, khởi khởi mục đông có chuyện lớn rồi kìa sao cậu cùng em gái của tớ đu idol cái gì hạ dương thế trên đầu bạch khởi hiện lên một dấu chấm hỏi sau đó cậu lại trượt xuống nhìn thấy bản tin cậu ấy thật sự là fan của hạ dương ảnh là hình ảnh cậu quay đầu cười với tịch thừa quân trong cặp đôi hoàn mỹ sau đó có người cắt bức ảnh này lấy hình cậu ghép cùng với hạ dương bạch khởi đây có lẽ là phương thức để fan đến gần với idol nhất bạch khởi thật cẩn thận nhẹ nhàng mà mở Weibo lên. Bởi vì tịch thừa quân yêu cầu cậu ít đọc tin nhắn riêng lại, cậu cũng đã lâu không đăng nhập vào tài khoản sâu ân ái. Nhưng ngày hôm qua, cậu vừa giúp Hạ Dương lấy lại hình tượng, sau đó cũng quên thoát tài khoản phụ này ra. Ừ, bây giờ thì toang rồi. Ảnh của tịch thừa quân cứ thế mà chiếm chạy ngay tin đầu tiên trên trang Weibo của cậu. Nhìn xuống một chút, bình luận vượt 3 v kép, truyền tiếp vượt 7 v kép. V là viết tắt của Hoàn Hoan, Tức là vạn, nhìn kỹ hơn, đều thấy fan của Hạ Dương đồng loạt trình tề mà khom lưng cảm ơn. Fan của tịch thừa quân trắng trợn chống chế, ai mà không có sở thích chứ. Mà truyền tiếp tin thì rất nhiều, ha ha ha. Muốn biết bạch khởi thấy thầy tịch cho Hạ Dương điểm B sẽ có cảm giác như thế nào. Có phóng viên nào chạy đi hỏi hơm ha ha ha. Để tụi này mua cho anh tịch một cái trường đầu gối nha, để nếu quỷ sầu riêng sẽ không bị đau ha ha ha. Hâm mộ Hạ Dương quá nhà Mỹ có nhiên nhiên, nếu cũng được Bạch Khởi khởi đu nhiên nhiên thì tốt quá giàu kêu a kêu. Bạch Khởi nhìn một hồi, nhìn đến gương mặt cũng nóng lên, vành tai thì đỏ bừng. Đây thật sự là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân sinh của cậu. Bạch Khởi không còn mặt mũi nào nữa, cậu vội vàng đóng điện thoại, khô khốc nói thật xin lỗi. Tịch thừa quân điều chỉnh vách ngăn phía sau xe, nhưng anh không lên tiếng ngay lập tức. Bạch Khởi đột nhiên gục đầu xuống, yếu ớt nói phải làm sao bây giờ đây có phải đã mang đến cho anh rất nhiều phiền phức hay anh trừ lại tiền của tôi đi đầu ngón tay của tịch thừa quân giật giật anh phải dùng hết sức bình sinh mới miễn cưỡng đè xuống ý định muốn xoa đầu bạch khởi khi anh nhìn thấy bạch khởi chia sẻ tin của hạ dương còn viết một câu khen hắn ta đẹp trai như thế nào muốn hắn ta đứng trên sân khấu nhiều bao nhiêu cứ như vậy trong nháy mắt trong lòng anh đã xuất hiện một tia ghen tị giống như một hơi mà nhồi ba quả chanh vào miệng nhưng lúc này, trạng thái của Tịch Thừa Quân đột nhiên thả lỏng. Bạch Khởi bây giờ mới trông giống như một đứa trẻ chưa tốt nghiệp đại học, mà không phải một Bạch Khởi cầm tiền rồi nghiêm túc sắm vai trở thành một người toàn diện. Nếu cậu ấy vẫn luôn không có bất kỳ sai lầm nào, vậy Đại Khai Anh sẽ nghĩ cậu chỉ là một người thuê đóng giả đầy đủ tư cách. Nhưng sau khi cậu lộ ra một ít sơ sót, anh mới cảm thấy bản thân mình thoát vai được một chút. Tịch Thừa Quân từ mũi phát ra tiếng cười khẽ anh trầm thấp bảo rằng chứ cái gì chứ tiền của tôi đều là của em bạch khởi nghe thấy anh vẫn đang nói lời thoại trước ống kính bầu không khí đột nhiên thoải mái trở lại khoe miệng bạch khởi không khỏi cong lên sau đó cẩn thận ngẩng đầu nhìn tịch thừa quân tịch thừa quân ngồi đó vẫn dáng vẻ của một quý ông lịch thiệp anh hỏi bạch khởi em không nhìn thấy sao so với việc em theo đuổi idol bọn họ càng lo lắng khi tôi về nhà sẽ bị em phạt quỳ bàn phím như thế nào bạch khởi hoàn toàn thả lỏng khóe miệng nhếch lên cao cười một cái trong mắt hiện đầy ánh sáng lấp lánh tôi làm sao mà có thể bỏ qua được tịch thừa quân nhướng mắt hỏi em thật sự muốn diễn tiếp sao tịch thừa quân chưa bao giờ sẽ nói như vậy bạch khởi ngần ra một chút nhưng nhanh chóng nhận ra có thể tịch thừa quân chỉ đang nói đùa dù gì thì bọn họ cũng đã ở bên nhau lâu như vậy không còn xa lạ như khi mới tiếp xúc nữa bạch khởi gật đầu thật mạnh một cái là thật sự nha Nói xong, cậu lại nói thêm một câu, cảm ơn anh tịch. Tịch thừa quân hỏi cậu, em biết tiếp theo nên diễn như thế nào sao? Bạch khởi chớp chớp mắt, tịch thừa quân, em không phải rất thích hạ dương à? Vậy thì, có lẽ em nên đối với việc tôi cho điểm B, thể hiện một chút bất mãn. Nói một cách logic, việc cậu có bao nhiêu tài khoản phụ, theo đuổi idol nào là chuyện riêng của cậu, cậu cũng có thể không cần cảm thấy áy náy về việc này. Nhưng đối mặt với sự khoan dung và rộng lượng như vậy, lại còn chủ động tiếp quản xử lý mọi việc với giọng điệu thoải mái của tịch thừa quân. Bạch Khởi vẫn cảm thấy bản thân có chút không ngoan, cậu ỉu xìu nói tôi cũng không phải là rất thích. Chấm chấm chấm, rốt của cậu vẫn còn nhiều idol khác nữa, á à, kỳ quá, không, không phải đâu nha thầy tịch. Tâm trạng của tịch thừa quân hiện tại, so với thời điểm còn ở trong trường quay, dường như là một trời một vực. Anh thấp giọng đáp lời, ừm, hỏi, vậy em muốn mua sầu riêng hay bàn phím? Bạch Khởi siết chặt ngón tay, muốn diễn như vậy sao? Trong giờ khắc này, cậu giống như hoàn toàn, thật lòng mà cảm nhận được sự dịu dàng của tịch thừa quân. Bạch Khởi ngừng đầu, sầu riêng được không thầy tịch, còn, còn có thể ăn. Hai người cũng nhau vào siêu thị mua sầu riêng, rồi mang về nhà. Khi Tô Mỹ nhàn đi làm về, Bạch Khởi đang cúi người trước lò nướng để nướng sầu riêng sao? Khởi khởi, con đang nấu phân à? Khuôn mặt Tô Mỹ nhàn đầy dấu chấm hỏi bạch khởi con đang nướng sầu riêng mẹ ăn nha tô mỹ nhàn giờ khóc giờ cười thôi quên đi bà và ba ba bạch đều không ưng món này nhưng bạch khởi lại vô cùng thích tô mỹ nhàn vội vàng quay đầu lại nhìn quanh tịch tiên sinh về rồi hà cháu chưa tịch thừa quân đáp lời bước ra khỏi phòng bếp anh vừa mới rửa tay trên tay vẫn còn ướt nước tô mỹ nhàn nhìn xuống không khỏi thở dài những diễn viên có thể chịu được sự thử thách của ống kính quả thật khác biệt rất nhiều so với người bình thường. Ngay cả bàn tay cũng đẹp đến nhức nách, sau đó, đôi tay đẹp đến nhức nách kia dùng giấy lau sạch nước, rồi cùng Bạch Khởi ngồi xuống bàn, gọt vỏ sầu riêng. Anh đưa cho Bạch Khởi, em ăn trước, cả hai cùng nhau ăn sầu riêng, bầu không khí hai người hòa thuận vui vẻ. Tô Mỹ Nhàn cũng rất không tệ, còn có thể cùng Bạch Khởi ăn món này. Lúc này, có người đem ảnh chụp phóng lên mạng là bạch khởi cùng anh tịch hả hình như mị vừa ở siêu thị gặp được hai người bọn họ đích thực là mua sầu riêng anh tịch hy vọng anh sớm ngày bình phục phen hạ dương thấy được những tấm ảnh này liền đồng loạt cúi đầu xin lỗi mà hạ dương đã theo người đại diện trở về công ty người đại diện thấy hắn vẫn đang nghịch điện thoại không khỏi nói cậu làm gì vậy đừng đùa nha lát nữa gặp chủ tịch đó còn chơi nữa hả hạ dương người tin nhắn cho bạch khởi Người đại diện sừng sốt, không khỏi nói, cậu thật sự là dũng sĩ không tiếc mạng. Hắn muốn để Hạ Dương có chút nhiệt độ, kéo thêm một đợt lưu lượng. Nhưng thật sự trong lòng đều biết đây là chuyện không thể. Sợ rằng thầy Tịch sẽ đem bọn họ một kích diệt gọn. "Hạ Dương, hả?" Người đại diện, "Không có gì." Hạ Dương cúi đầu, vẫn đang suy nghĩ, tại sao Bạch Khởi không trả lời tin nhắn của hắn. Hắn ghi xong chương trình, mới biết được thân phận của Bạch Khởi rốt cuộc là gì. Mà như vậy mới không ngờ đến Người này còn là fan của hắn Hắn là một đỉnh cấp học cha Nhưng người này lại là đỉnh cấp học bá Cửa mở rồi Đi mau đi mau Người đại diện đẩy mạnh hắn vào phòng Bên trong Chủ tịch xoay chiếc ghế ra đang ngồi lại Đối mặt với Hạ Dương Hắn nhìn Hạ Dương với vẻ mặt phức tạp Sau đó lên tiếng Hạ Dương Tịch tiên sinh gọi một cuộc điện thoại Nói chị dâu nhỏ của chúng ta Rất thích cậu Vì thế Tiệc tiên sinh đầu tư toàn bộ khoản phí cho việc học tập của cậu, không nhiều, khoảng 10 giáo sư, cho nên thời gian gần đây cậu giảm bớt tiếp nhận hoạt động đi. Ngày mai sẽ bắt đầu, cậu, học cho tốt đi. Lượng thông tin quá lớn, người đại diện lốt không kịp. Hạ Dương cũng chết máy, người đại diện run rẩy hỏi, "10? Học bổ túc cũng không nhất thiết mời 10 giáo sư như vậy chứ?" Chủ tịch nhún vai một cái, "Ai biết đâu." Khi hai người rời khỏi văn phòng, người này so với người kia mặt đen y như dẫm phải cứt. Nhưng chủ tịch đã lên tiếng, từ ngày hôm sau, fan Hạ Dương bất ngờ vì idol nhà mình lịch trình thay đổi, mà thay đổi còn không, hề, nhỏ. Fan đương nhiên sẽ hỏi đến, chuyện gì đã xảy ra trong lúc tụi tôi đang ngủ, chẳng lẽ tài nguyên của idol nhà tụi tôi đã bị hạng cảnh nhiên cướp sạch. Trong fan đầm có người thường xuyên cùng trao đổi với đoàn đội Hạ Dương hốt hoảng trả lời, hình như là học bổ túc đó tin tức này rất nhanh mà lan truyền trên mạng, cũng đã được xác nhận. Diễn đàn chém gió cũng nhanh chóng mà xuất hiện hàng loạt comment. Cô của chế làm ở công ty, là trợ lý của chủ tịch. Cô bảo với chế, hồi hôm chương trình vừa ghi hình xong, chủ tịch liền triệu hồi hạ dương về gấp, an bài cho 10 giáo sư dạy bổ túc. Còn nghe nói, nghe nói là tịch thừa quân tài trợ hết. Thiệt hay giả, thiệt đó, hạ dương bây giờ trừ việc luyện vũ đạo ra chỉ có đi học thôi mấy má thấy chua hong, diễn đàn càng ngày càng hot, sau đó cả đám lũ lượt kéo nhau qua Weibo chém gió tiếp. Thầy tịch điểm B cho Hạ Dương, bạch khởi cho thầy tịch quỳ sầu riêng, thầy tịch quay lại tặng mười giáo sư dạy bổ túc cho Hạ Dương, mẹ nó mì cười ầm lên như sấm ha ha ha. Đến gần Tết âm lịch, mọi người cứ thấy trôi qua trong tiếng chém gió phập phập vô cùng vui vẻ. Tịch thừa quân đã đầy rất nhiều hoạt động đi, sau đó nhận được một. Đêm 29 âm lịch, ghi hình xuân vãn sao của đài địa phương. Đài truyền hình này chi rất nhiều tiền, không biết họ đã nghe tin đồn từ đâu, vì để thành công mời được tịch thừa quân, họ cũng đã trả cho Bạch Khởi một khoản phí không nhỏ. Đây thật sự là minh chứng sáng rõ cho việc nằm không cũng hưởng tiền. Bạch Khởi chật lưỡi một cái, không khỏi cảm thán, chẳng trách ai cũng muốn chạy đến gia nhập vào giới giải trí đầy vẻ hào nhoáng này. Sau khi Tô Mỹ Nhàn biết, bà gật đầu, nói, được rồi, các con đi ghi hình đi vừa lúc hôm nay ba con về, để mẹ đón ông ấy. Hai đứa con không cần lo lắng. Tịch thừa quân đặt một bộ vest mới cho Bạch Khởi. Sau đó, anh chỉ đến diễn tập hai lần, rồi không tới nữa. Nháy mắt một cái, rất nhanh đã đến ngày 29 âm lịch. Thượng Quảng Đích thân lái xe đưa hai người đến đài truyền hình, trong tòa nhà, người dẫn chương trình đã bắt đầu phát sóng trực tiếp để làm sôi động bầu không khí. Nghe nói thầy tịch đã đến dưới lầu, hả? các bạn đang hỏi Bạch Khởi sao, cậu ấy chắc cũng đến. Hạ Dương hả, Hạ Dương hôm nay cũng tham gia. Vào lúc này, màn hình tràn ngập, đánh mạnh vào, xé mạnh vào, tu la chàng tới. Mỹ nghe nói, đoàn đội Hạ Dương bảo rằng, gần đây mỗi lần Hạ Dương trước khi ngủ đều tụng một mớ công thức toán học, thật sự còn muốn bổ túc một trận để thi đại học đó. Tôi chỉ muốn biết anh tịch còn quỳ sầu riêng hem, chị dâu đã dỗ dành chưa? Thầy tịch, chế cũng muốn học bổ túc, thầy làm từ thiện cho chế luôn đi. Chờ một chút, tôi sẽ giúp mọi người tìm thầy Tịch. Người dẫn chương trình nhìn số lượng người tham gia phòng phát sóng, hai mắt đều sáng rỡ. Bên này cô vẫn còn đang nói chuyện với phòng phát sóng, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên kia, quay đầu nhìn lại, theo đó camera cũng chĩa vào. Bạch Khởi và Tịch Thừa Quân cứ thế lọt vào tầm ngắm của công chúng. Bọn họ đều mặc tây trang màu trắng, thắt nơ đỏ một người mang ghim cài khắc đá quý bên ngực trái, mà người còn lại thì mang bên ngực phải. Hai người chậm rãi đi tới, thật sự là bùng nổ giá trị nhan sắc tại hiện trường. Vô cùng xứng đôi, người dẫn chương trình nhịn không được thầm nghĩ. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội tăng lượng truy cập nên vội vàng tiến lên, thầy tịch, bạch khởi, nếu có thời gian, chúng ta nói chuyện và chơi trò chơi một chút được không? Tịch thừa quân cười hỏi, có phần thưởng không? Có, tặng sổ tay, điện thoại di động, tai nghe, iPad, máy chơi game. Người thắng có thể chọn. Bạch Khởi cũng cười, chơi trò gì vậy? Đoán số hoặc poker, cậu đều có thể nắm chắc phần thắng. Đoán tác phẩm nổi tiếng của một số nghệ sĩ. Nếu thua, ở đây có một thùng phiếu thăm, chính cậu tự tay rút lấy. Thế nào, có thể chơi một chút không? Người dẫn chương trình hào hứng nói. Nếu mà đoán tác phẩm của Hạ Dương, anh thì có khi thật sự biến Cai xuân vãn thành hồng môn yến đúng không? Tịch thừa quân, có thể. Người dẫn chương trình mở miệng liền nói, "Xin hãy nói một số ca khúc mà Hạng Cảnh Nhiên từng biểu diễn trên sân khấu." Bạch Khởi, làn đạn cũng, MC ở đây vãi thật, mỹ cứ tưởng là hỏi Hạ Dương Cơ, ai dè xuất hiện một hạng cảnh nhiên nữa chứ. Hạng Cảnh Nhiên là đối thủ sống còn của Hạ Dương đó, đậu mé, Bạch Khởi biết không? Hạng Cảnh Nhiên, thầy tịch is watching you. Bạch Khởi, Bạch Khởi đúng thật là biết đó, đây cũng là một idol khác mà cậu đu, à nhưng rõ ràng, một hạ dương đã đủ oanh thiên động địa, rớt thêm một cái cậu sợ trời sẽ sập mất. Vì vậy, Bạch Khởi đành phải lắc lắc đầu, có thể thấy được rằng, làm người lâu lâu cần phải ngu ngốc một chút. Thầy tịch có biết không, người dẫn chương trình hỏi. Tịch thừa quân, tôi không biết, người chủ trì lúc này càng hưng phấn, vội vàng đưa thùng phiếu thăm về phía trước, nào nào nào, bốc thăm bốc thăm đi, ai rút đây. Bạch Khởi vừa duỗi tay ra, Tịch thừa quân đã đè lại cánh tay của cậu để tôi. Tịch thừa quân rút một phiếu thăm, từ từ mở ra. Anh đọc nội dung trên giấy, hãy chọn ngẫu nhiên một người ngồi trên lưng bản, sau đó hoàn thành 10 lần hít đất bằng một tay. Người chủ trì, cậu là một chiến sĩ hy sinh vì nghĩa. Này mẹ nó là ai viết thế? Viết hay quá, cậu một like. Tịch thừa quân đứng dậy, giơ tay lưu loát cởi từng nút áo vest, thao xuống áo khoác ngoài, lại mở thêm hai cúc áo sơ mi đã được tỉ mỉ cài lên. Anh nói, đến đây đi, người dẫn chương trình chớp mắt, thầy tịch là đang mời tôi sao? Tôi cũng khá nhẹ, chỉ khoảng hơn 40 ký. Tịch thừa quân mỉm cười, như vậy cũng không được. Anh nhìn bạch khởi, nói, em lại đây. Tịch thừa quân muốn dỗ dành vợ mình bằng cách đoạt lấy phần thưởng, đây là một việc vô cùng thuyết phục và hợp lý. Nhưng Bạch Khởi không ngờ, hai người còn chưa kịp nói gì, Tịch Thừa Quân đã muốn cõng cậu trên lưng để hít đất. Khi Bạch Khởi trả giá cho việc diễn kịch, không hề cảm thấy đặc biệt khó xử hay như thế nào khác. Nhưng đến lượt Tịch Thừa Quân sắm vai dỗ dành cậu, Bạch Khởi có chút xấu hổ. Ánh mắt Bạch Khởi bất giác lộ ra một tia háo hức, cậu nhìn Tịch Thừa Quân, anh được không? Tịch Thừa Quân, em thử sẽ biết. Bạch Khởi thật sự cảm thấy chọn người dẫn chương trình vẫn tương đối ổn áp hơn, nhưng cậu mím mím môi một cái, vẫn là bước qua. Tịch Thừa Quân nhanh chóng cúi xuống, bày ra động tác hít đất đúng chuẩn. Bạch Khởi nghĩ, trong chốc lát cậu sẽ cố gắng ngồi yên bất động để không ảnh hưởng đến Tịch Thừa Quân, vì vậy cậu đơn giản mà ngồi khóa trên người anh. Cơ bắp phần lưng của Tịch Thừa Quân căng chặt, từ dưới lớp áo sơ mi trắng lộ ra một cách mơ mơ hồ hồ. Anh nhanh chóng giơ một tay lên, giữ lấy eo Bạch Khởi trên lưng mình, như để tránh cậu bị ngã xuống. Sau đó, Tịch Thừa Quân thực hiện động tác hít đất đầu tiên nền tảng phát sóng trực tiếp sôi trào lên ngay lập tức. Móa sao sao móa, anh tịch vì vợ mình mà tìm mọi cách dỗ dành luôn đó. Phen hạ dương rơm rớm nước mắt, thầy tịch à, thật xin lỗi. chương 39, tiết mục, mẹ chồng nàng dâu, nhận không? Khi tịch thừa quân thực hiện lần hít đất thứ năm, làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp đã đầy dòng chữ, ngầu quá. Người dẫn chương trình có chút đứng ngồi không yên, nhưng cũng không dám kêu dừng lại, liền đếm từng cái từng cái, 6, 7. Bạch Khởi Hận không thể thu mình lại thành một quả bóng nhỏ để giảm trọng lượng cho Tịch Thừa Quân. Nhưng hiển nhiên điều này là không thể, cậu mím môi dưới, rũ mắt xuống một cách vô thức. Cậu không thể nhìn thấy biểu hiện của Tịch Thừa Quân, chỉ có thể nhìn thấy bờ vai rộng, mái tóc đen và chiếc cổ trắng của anh. Vì vậy, ánh mắt của cậu chỉ có thể tập trung ở những vùng đó. Bất cứ khi nào cơ bắp của Tịch Thừa Quân phát lực, cậu đều giống như có thể cảm nhận rõ ràng từng đường cong săn chắc mà hữu lực ấy hô hấp của bạch khởi phút chốc đều nhẹ đi mười người chủ chỉ đột nhiên hét lên được được mười cái rồi nói xong cô vội vàng đi về phía trước muốn đỡ tịch thừa quân đứng dậy bạch khởi di chuyển càng nhanh hơn cậu trượt khỏi người tịch thừa quân sau đó vươn tay về phía anh tịch thừa quân thay đổi tư thế nắm lấy tay bạch khởi nhẹ nhàng mượn lực mà đứng lên một chút mồ hôi chảy ra từ trên trán làm chiếc áo sơ mi trắng có phần ẩm ướt anh mang vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại sâu thăm thẳm cả người tựa hồ trông như một loài thú dữ theo bản năng mà phóng xuất hóc môn công kích và tán tỉnh đến bạn tình trong đó còn mang theo cả dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ nhưng lại pha lẫn sự dịu dàng như có như không người dẫn chương trình nhìn anh giọng nói không tự chủ mà ngừng lại a à, a à, à, chồng của khởi khởi ngầu quá vợ của anh tịch cũng ngầu quá mặc dù thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ a a a có phải giày da của thầy tịch bị nếp gấp rồi cô Mị chỉ muốn biết đôi giày đó có đắt lắm hem phải. Người dẫn chương trình đột ngột hoàn hồn, thở ra một hơi, sau đó nhanh chóng rút hai mảnh giấy đưa cho tịch thừa quân. Tịch thừa quân không tiếp nhận, anh nhìn sang Bạch Khởi, hơi nâng cằm em lấy. Bạch Khởi ngoan ngoãn nhanh chóng nhận lấy, lại đưa về phía tịch thừa quân. Tịch thừa quân cầm trong tay, đơn giản lau chán một chút rồi bỏ vào thùng rác. Vì cái gì lấy một tờ giấy mà cũng ngọt như vậy, Mị cảm thấy Mị có vấn đề có lẽ do vừa rồi nhìn chằm chằm đến quá độ chuyên chú, lúc này hoàn hồn lại, Bạch Khởi cũng cảm thấy có chút nóng. Bạch Khởi thở hắt một cái, liền nghe thấy Tịch Thừa Quân cười hỏi, có phần thưởng khuyến khích không? Người dẫn chương trình liên tục nói, có có có, muốn không có cũng không được mà. Tịch Thừa Quân thấp giọng nói, vậy làm phiền rồi, Bạch Khởi sẽ là người chọn. Người dẫn chương trình, được rồi, tôi mang đến cho hai người đây. Cô vừa nói vừa chạy vào bên trong để lại người quay phim và phòng phát sóng trực tiếp bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời tấp nập tịch thừa quân lại nhìn bạch khởi hỏi em thấy thế nào thế nào bạch khởi lúc này có chút chưa kịp tỉnh táo giống như vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí khẩn trương vừa rồi cậu đón nhận ánh mắt của tịch thừa quân lực hông khá tốt tịch thừa quân trầm thấp cười khẽ một tiếng trong phòng phát sóng trực tiếp liên tục ha 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 bạch khởi cậu có biết cậu mới nói cái gì rất đáng sợ không có một nói một có hai nói hai lực không thầy tịch thật mạnh mẽ hạ dương lúc này cũng đã đến đài truyền hình hắn đang trang điểm bên trong hậu trường trong khi người đại diện và trợ lý của hắn cùng nhau dán mắt vào màn hình điện thoại như thể đang xem một chương trình phát sóng trực tiếp hạ dương bị tra tấn đến chết bởi mười giáo sư dạy bổ túc trong hai ngày qua từ khuôn mặt cho đến cả người đều viết mấy chữ người sống chớ gần hắn không khỏi quay đầu lại trầm giọng hỏi đang xem cái gì vậy Trợ lý, chương trình phát sóng trực tiếp của thầy Tịch. Hạ Dương nghe vừa đến hai tiếng thầy Tịch, trong đầu liền cảm thấy giật giật, mím môi không vui hỏi, có chuyện gì tốt à? Người đại diện đột nhiên thở dài, không có chuyện gì, chỉ là xem xong, anh cảm thấy sau này nếu cậu nhìn thấy thầy Tịch, có thể chạy nhanh được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hạ Dương trợ lý thở dài, sau đó nói, anh Hạ, chục người như anh cũng không đỡ nổi một quyền của thầy Tịch. Hạ Dương người dẫn chương trình nhanh chóng mang giải khuyến khích lại đây, cái gì bịt mắt cái gì mà bịt tai rồi còn quần lót phong thủy màu đỏ. Mấy người khá lắm, Bạch Khởi cuối cùng đã chọn chiếc khăn bịt mắt bằng lụa, sau đó cùng tịch thừa quân đi vào hậu trường. Số lượng người truy cập vào phòng phát sóng trực tiếp đến nay đã vượt qua 2.000 vạn, tất cả mọi người đều hét lên, đừng đi. Người dẫn chương trình nuối tiếp nói, tôi cũng không muốn anh tịch rời đi. Tôi vốn dĩ muốn hỏi, Bạch Khởi còn theo đuổi idol nào khác không? Duma ha ha, để dành lần sau lại hỏi đi. Mấy người là fan ti thì có, mấy người không để bụng anh tịch có bị đau đầu gối hay không hả? Ngay cả khi hai người bạch khởi rời đi, phòng phát sóng trực tiếp vẫn chém gió phật phật vô cùng hưng phấn. Nhiệt độ mà hai người mang lại đủ để bọn họ xào nấu đến cuối chương trình, vì thế số lượng người truy cập chỉ tăng chứ không giảm. Không biết có bao nhiêu tổ tiết mục mừng xuân khác lệ rơi đầy mặt khi thấy bên đây rầm rồ đến như vậy. Tịch thừa quân cũng có trình diễn một tiết mục, là đơn ca. Sau khi nhân viên công tác dẫn Bạch Khởi ngồi vào chỗ, xuân vãn của đài truyền hình cũng chính thức bắt đầu. Đây thật sự là một bữa thịnh yến tề tựu đầy đủ các nghệ sĩ lớn nhỏ trong giới giải trí. Bạch Khởi ở một bên ăn bánh ngọt, vô cùng thoải mái hưởng thụ các màn trình diễn trên sân khấu. Toàn bộ mọi người xung quanh cậu, chỉ cần bốc đại một người, nhan sắc đều có thể xứng đáng với hai chữ xoay ca, mỹ nhân. Ngồi một lúc liền kéo dài hơn 3 giờ đại khái nhà sản xuất chương trình muốn tịch thừa quân làm áp trục sân khấu, miễn cho rất rating. Nhưng Bạch Khởi cũng không để bản thân mình bị đói, cậu ngồi kế bên chiếc bàn tròn nhỏ, ăn được rất nhiều bánh ngọt. Cho đến khi tịch thừa quân xuống sân khấu đón cậu, Bạch Khởi ở lên một cái không to không nhỏ, tịch thừa quân kéo cậu lên khỏi chỗ ngồi, mỉm cười, em ăn no rồi sao? Bạch Khởi lần này đặc biệt đỏ bừng cả mặt, cậu nhỏ giọng nói. Còn kém một chút, tịch thừa quân cùng cậu đối mặt với máy quay sóng vai bước ra ngoài anh hạ giọng nói vậy một chút đó dùng tôm hùm đất lắp đầy là được rồi chứ bạch khởi hai mắt sáng lên quá được luôn đó hai người cứ như vậy tay trong tay rời khỏi đài truyền hình nhân viên công tác đương nhiên biết không có khả năng sẽ giữ được người liền cung kính tiễn bọn họ đến tận cửa ngoài miệng còn nói hiện tại rất thích hợp trễ một chút sẽ có phóng viên tịch thừa quân quay đầu nói cảm ơn sau đó mở cửa xe để Bạch Khởi ngồi vào trước. Bây giờ đã hơn 11 giờ. Bạch Khởi trước hết gọi cho Tô Mỹ Nhàn, ba ba về nhà chưa mẹ. Đầu bên kia rất rõ ràng mà truyền đến âm thanh mở khóa. Tô Mỹ Nhàn trả lời, vừa mới về đây. Bạch Khởi, vậy chờ con mang bữa khuya về nha. Được rồi, đầu bên kia vội vàng cúp điện thoại, ngày hôm sau là đêm giao thừa, vì vậy rất ít người đi bộ trên đường phố lúc này. Thượng Quảng lái xe đi theo hướng dẫn qua ba cái vòng xuyến, mới tìm được một cửa hàng bán đồ ăn đêm. Vì ít người nên không cần ngồi phòng riêng, bọn họ chỉ việc kê một chiếc bàn nhỏ cạnh đường là có thể tận hưởng bữa khuya hiếm có. Kết thúc bữa ăn, Bạch Khởi đóng gói sò điệp, hầu và tôm hùm mang về nhà, cứ như vậy mà đem chiếc siêu xe của tịch thừa quân ám toàn mùi tỏi. Lúc này, trên mạng đã có người cắt một đoạn trong chương trình Xuân Vãn đăng lên. Thầy tịch sau khi biểu diễn xong liền xuống sân khấu dắt Bạch Khởi đi rồi bọn họ về sớm mới ghê chứ đù má hèn gì nãy mị ăn khuya thấy hai người ngồi kế bên quen mắt quá thì ra thật sự nè cho nên thầy tịch ban nãy cúi đầu nói chuyện với bạch khởi là đang hỏi chút nữa ăn gì sao on có hơi thở sinh hoạt đời thường qué trên đài hát hát múa múa xung quanh oanh oanh yên yến ai cũng đều hướng mắt lên sân khấu chỉ có thầy tịch là lo lắng vợ bé nhỏ nhà mình có đói bụng hay không đù ma quá ngọt khi thượng quảng đưa hai người bạch khởi đến dưới lầu điện thoại của hắn cũng vừa lúc vang lên anh tịch hai người đi trước em nghe điện thoại bạch khởi gật gật đầu xách theo một mớ đồ ăn cùng xuống xe với tịch thừa quân bên này thượng quảng nghe điện thoại đối phương nói anh thượng thật ngại quá trễ rồi mà em còn gọi cho anh nữa anh tịch không phải đang nhận sâu về các cặp đôi sao anh có thể giúp em sâu mẹ chồng nàng dâu anh tịch nhận luôn được không thượng quảng Thượng Quảng, cậu thật sự là có gan hùm mật gấu mới dám gọi cho tôi hỏi thế đấy. Sau đó cúp máy cái rụp. Mà bên đây, Bạch Khởi và tịch thừa quân đang đi lên lầu 6. Ngay khi cửa mở ra, một người đàn ông trung niên mặc áo polo, trong tay sách theo chảy cán bột, vẻ mặt hung hung dữ dữ đứng đợi ở đó. Tiểu tịch đúng không, người đàn ông trung niên mở miệng. Tịch thừa quân nhận ra được, đây là ba của Bạch Khởi. Tịch thừa quân hơi nắm chặt ngón tay, trên mặt nở nụ cười, chào chú, cháu là tịch thừa quân, lần đầu tiên gặp mặt. Ngay khi ba bạch mang vẻ mặt ngông nghênh mà bước tới, chuẩn bị cười lạnh một cái, tính toán ra oai phủ đầu. Bạch khởi đã đi lên phía trước một bước, tôm hùm, ba ăn hay không ăn? Không ăn, con cho gâu gâu nhà hàng xóm ăn. Nụ cười lạnh của ba bạch chưa kịp biểu diễn, con cho gâu gâu nào ăn đó? Ăn ăn ăn, đưa đây cho ba, không được ném. Bạch khởi, vậy thì còn nhiều chuyện đứng đây làm gì nữa à mau vào mau vào, ở ngoài lạnh, tôi rất nặng, con cầm một hồi còn thấy đau nữa này. Bà Bạch nhanh chóng cúi người nhận lấy, đưa ba đưa ba. Cái gì mà ra oai phủ đầu đồ, cái gì mà cười lạnh đồ, tất cả đều bị mấy con tôm hùm đè đến nghẹn. Tịch thừa quân im lặng trong hai giây, sau đó lại nở nụ cười, đáy mắt dao động cảm xúc mãnh liệt. Bạch khởi là thật sự sợ ba nhà mình không cho người ta mặt mũi. Người chiếm tiện nghi là cậu đó vì vậy cậu suy nghĩ một chút chủ động đưa tay ra dứt khoát móc lấy ngón tay của tịch thừa quân rồi dẫn người vào phòng dù sao cậu cũng không để cho ba bạch có cơ hội tác oai tác oái được ba mẹ cứ ăn từ từ nha hai con ăn no rồi đi nghỉ ngơi đây bạch khởi nói xong thuận tay đóng cửa lại ba bạch lẩm nhẩm trong miệng oán giận vài câu tịch thừa quân không nghe được quá rõ ràng nhưng tất cả điều này dễ dàng hơn anh nghĩ thậm chí gặp phụ huynh còn có vẻ rất thú vị một ngày này quả thật rất mệt mỏi. Bạch Khởi và tịch thừa quân nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng vỗ bàn ầm ầm cách cửa phòng. Bạch Khởi mơ mơ màng màng mở mắt ti hí nói có lẽ đang băm nhân sủi cảo đó. Nói xong, nhằm để giảm tiếng ồn ngoài kia, cậu quay đầu một chút liền chui rúc vào trong ngực của tịch thừa quân. Tịch thừa quân ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Anh nâng tay lên bịt chặt tai Bạch Khởi, sau đó bất giác rũ mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt của thiếu niên trong lòng anh thêm hồi lâu một lần nhắm mắt liền ngủ thêm được nửa tiếng mới hoàn toàn tỉnh hẳn bạch khởi lồm chồm mùi dậy thấp giọng lý nhí nói với tịch thừa quân tôi có một giấc mơ tịch thừa quân hỏi cậu em mơ thấy gì bạch khởi tôi mơ có người bóp đầu tôi tịch thừa quân bạch khởi mặc vội chiếc áo khoác nhanh chóng mở cửa ra ngoài tịch thừa quân theo sát cậu ở phía sau vừa ra ngoài liền thấy tô mỹ nhàn đang làm nhân thịt trong khi ba bạch đang cầm chảy cán bột. Bạch khởi đến gần, tịch thừa quân vẫn có thể nghe thấy cậu hung hung dữ dữ mà hỏi ba mình, tối hôm qua ba sách cây chảy cán bột đứng ở ngoài làm gì đó. Ba bạch nhịn không được nói, ba đây chỉ nghĩ liệu người kia của con có đói bụng hay không, còn tính làm dĩa bánh ướt cho cậu ta nữa đó. Trái tim của tịch thừa quân hững mất một nhịp, bạch khởi sẽ bảo vệ anh, em ấy thật sự rất ngọt. chương 40 Người đẹp gặp nạn bị nhốt trong phòng tối. Tô Mỹ nhàn đào mắt nhìn ba bạch, sau đó, bà quay đầu lại, thấy tịch thừa quân từ phòng ngủ đi ra. Tiểu tịch, trên bàn có nước ấm, để khởi khởi rót cho cháu một cốc. Tô Mỹ nhàn lên tiếng, trong lời nói thoát ẩn thoát hiện dáng dấp của người làm chủ căn nhà. Tịch thừa quân cũng không cảm thấy xấu hổ trước khoảng cách vô hình mà ông bà tạo ra. Thái độ của ba mẹ bạch khởi đã được xem là rất tốt rồi. Tịch thừa quân khẽ gật đầu, lễ phép chào chú, gì, chào buổi sáng để cháu tự lấy nước là được. Nói xong, anh bước qua đem ly đi rửa sạch. Bà Bạch đứng ở phía sau không khỏi sướng sờ, nhỏ giọng hỏi, làm sao cậu ta biết ly tách nhà mình để ở đâu. Khởi khởi nói với cậu ấy, tô Mỹ nhàn trong lòng thầm nghĩ, cái này chưa là gì cả, người này có khi còn quen thuộc căn nhà này hơn ông đấy. Bà Bạch lẩm bẩm, đúng là con trai lớn rồi thì không xài được mà. Tô Mỹ Nhàn buồn cười nói, ông trước đây không phải còn nói như vậy cũng khá tốt sao còn ở trong điện thoại khen con trai mình vài câu nữa mà. Bà bạch cắn răng một cái, cái kia sao mà giống nhau được. Lúc ấy tôi tưởng, tô Mỹ nhàn nhớ mày, tưởng cái gì. Bà bạch nhìn về phía phòng bếp, người này cao lớn như vậy. Có chỗ nào giống con dâu sao, tôi cũng không muốn con rể mà. Tô Mỹ nhàn cười mắng, đồ điên này, ông không muốn liền không muốn sao. Lúc này, tịch thừa quân mang ly đã rửa sạch ra, bạch khởi cũng vừa đánh răng rửa mặt xong. Bà Bạch thấy người liền im tin thít, đam mỹ hài. Tịch thừa quân đổ xong ly nước, mới xoay người vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bạch khởi nhận lấy ly nước từ anh đưa sang, sau đó ngồi xuống bên cạnh sofa, thấp giọng hỏi, ba, hôm nay có sắp xếp gì không? Còn mua đồ mừng năm mới không? Tô Mỹ nhàn trả lời, nhất định phải mua, trước đó không có ai rảnh rỗi, chúng ta cũng không kịp chuẩn bị gì cả. Không vội, con cùng tiểu tịch ăn sáng trước đi. Bạch khởi. Dạ, một tiếng, có thể giao cho trợ lý của cháu làm. Tịch thừa quân thò đầu ra nói. Bà bạch ánh mắt lay chuyển, không biết đang suy nghĩ gì, nói thôi, như vậy chẳng phải rất không có thành ý sao. Quả năm mới vẫn phải đích thân mình đi mua, hôm nay siêu thị vẫn mở cửa, một lát nữa chúng ta đi. Tiểu tịch, đi chung đi, biết đâu có thể giúp đỡ sách một chút. Bạch khởi đang mở tủ lạnh nghe vậy liền khựng lại. Cách nói như thế này, giống như đang phá vỡ ranh giới vô hình nào đó cứ như vậy đem mối quan hệ giữa cậu và tịch tiên sinh trở nên gần gũi hơn, ranh giới ở giữa mơ mơ hồ hồ mà được xóa dần đi, không giống như trước mà vạch rõ hai bên. Bạch khởi từ trong tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, tức giận nói, sao ba lại không biết xấu hổ mà nhờ anh ấy sách đồ giúp thế? Ba bạch hỏi ngược lại, tại sao ba phải xấu hổ? Tiểu tịch, tiểu tịch cháu nói đi. Tịch thừa quân đáp, không thành vấn đề. Bạch khởi đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, như vậy không được, em nhớ không nhầm tay của anh tịch có mua bảo hiểm đúng không? Cái này ngược lại khiến bà Bạch hơi khẩn trương, thôi thôi, quên đi, tay của tiểu tịch nên giữ cho tốt, đừng lộn xộn. Tịch thừa quân rũ mắt nhìn xuống, hơi nắm đầu ngón tay một chút. Anh cũng không phản bác, chỉ thấp giọng nói, vậy để cháu lái xe đi. Được rồi, bà Bạch đồng ý, chờ Bạch khởi và tịch thừa quân ăn xong bữa sáng, bên này sủi cảo cũng đã gói được phân nửa. Tô Mỹ nhàn lấy áo khoác và ví, Bà Bạch mặc vội chiếc áo len, liền chạy chậm ra cửa nói đi, đi thôi. Tiểu tịch để xe ở đâu? Bà Bạch vừa nói vừa sóng vai đi cùng tịch thừa quân xuống dưới. Hành lang ở đây cũ và hẹp, hai người đàn ông cao lớn đi cùng nhau liền choáng hết cả không gian. Bà Bạch có vóc dáng không hề thấp, nếu không Bạch khởi cũng chẳng được 1 mét 8 rồi. Nhưng hôm nay khi đi cùng tịch thừa quân, bà Bạch tự dưng trầm mặc một lúc, sau đó rất tự nhiên mà lui về hai bước, khởi khởi, con cùng tiểu tịch đi lấy xe trước đi. Ba và mẹ đứng bên kia chờ. Bạch khởi đáp một tiếng, đi nhanh hai ba bước đến bên cạnh tịch thừa quân. Khi đến dưới lầu, cậu thì thầm nói, vất vả cho thầy tịch rồi. Tịch thừa quân không trả lời cậu, nhưng lúc mở cửa bước ra ngoài, anh giơ tay cài kỹ nút áo khoác của bạch khởi. Bạch khởi mở to mắt nhìn anh, tịch thừa quân, bên ngoài lạnh lắm. Đúng vậy, thật sự rất lạnh. Ngay khi tịch thừa quân vừa dứt lời, liền có một cơn gió đông thổi đến bạch khởi không chút nghĩ ngợi liền túm lấy hai bên vạt áo khoác của tịch thừa quân kéo thật nhanh về phía mình thân hình cao lớn của người đàn ông cùng chiếc áo khoác bên ngoài của anh vừa vặn bọc kín bạch khởi tịch thừa quân ngẩn ra sau đó cười khẽ một cái bạch khởi cũng ngẩn người cậu miết miết vạt áo khoác một chút lúc này mới ý thức được bản thân vừa rồi mới làm chuyện gì bầu không khí như ngưng trệ trong giây lát sau một hồi ngưng trệ như vậy Bà Bạch bước xuống, buồn bực hỏi, hai đứa con đứng đó làm gì vậy? Tô Mỹ nhàn lo lắng nói, có phải sợ bắt gặp fan của tiểu tịch không? Bạch khởi, không, cậu nhỏ giọng lý nghi nói, con để anh tịch chắn gió cho con đó. Tô Mỹ nhàn, bà Bạch nghe vậy liền bật cười, hai mắt cũng gần như híp lại, nhưng miệng vẫn cưng rắn nói, đấy, chính con mặc ít mà còn bắt người khác chắn gió à? Bạch khởi không biết tại sao, lỗ tai có chút nóng. Cậu đáp lại lung tung gì đó, nhưng con thích, con thấy vui. Sau đó chuyển thành nắm lấy tay áo của tịch thừa quân, kéo người đi về phía trước, chạy chậm đến hướng bãi đỗ xe. Không có gara bên dưới chung cư của bọn họ, vì vậy xe của tịch thừa quân được gửi tại một bãi đỗ xe thu phí gần đó. Tịch thừa quân và Bạch Khởi trả phí đậu xe, lên xe, rất nhanh liền lái ra ngoài. Ba Bạch vẫn còn ở bên đường nhìn đông nhìn tây xem này xem kia. Ba, ở đây, Bạch Khởi hạ cửa kính xe xuống. Bà Bạch nhìn chiếc may bách sao trước mặt, chúng ta lấy chiếc này đi siêu thị mua đồ sao. May bách, chỗ này phải giải thích một chút về cái độ sang xịn lấy may bách đi chờ hàng mặt cười. May bách là nhãn hiệu thuộc Mercedes Benz, là dòng xe cực kỳ sang trọng, không phải dạng siêu xe ngầu ngầu, giá cao nhất tầm 18 tỷ thì phải. Tịch thừa quân phản ứng chậm 2 giây, anh nói để cháu bảo trợ lý đổi. Bà Bạch mở cửa xe ngồi vào, thôi thôi, không cần. Đi đi, như vậy mới ngầu lúc trở về còn phải diễu võ dương oai chạy bên dưới lầu hai vòng tô mỹ nhan giờ khóc giờ cười ông có bệnh à tôi không bệnh nhưng lão đồng sao ở trên lầu có bệnh bản gốc là rong rong thường hay dùng với ý nghĩa là giám đốc nhưng còn có nghĩa khác là họ đồng ở đây là tên riêng của một nhân vật tịch thừa quân đánh tay lái lơ đễnh ngắt lời lão đồng bạch khởi không còn cách nào khác ở bên cạnh giải thích anh nghe Căn nhà ở đây là do gia đình em mua từ rất lâu rồi. Khi em học lớp 3 tiểu học, gia đình em đã chuyển ra ngoài. À, đến năm nhất trung học mới chuyển về đây. Lão Đồng là hàng xóm trên lầu của nhà em, lúc ấy khi vừa chuyển về cũng nói những lời rất khó nghe. Chuyện là vậy đó. Lời editor, nếu bạn nào chưa hiểu tuyến thời gian chỗ này, cuối chương có giải thích nhé. Bạch khởi mơ hồ mà lướt qua đoạn quan trọng ở giữa, nhưng Tịch thừa quân đại khái cũng có thể đoán được. Bà Bạch ngồi ở ghế sau cũng im bặt ngay lập tức, không nói nữa. Tình hình nhà họ quá phức tạp, đi nhờ xe và lấy tiếng thơm từ tịch thừa quân không thành vấn đề, nhưng nếu càng nói, sẽ càng mang cảm giác ám chỉ tịch thừa quân phải giúp bọn họ giải quyết các rắc rối phiền toái. Trong xe im lặng một lúc, tịch thừa quân rất tinh tế mà không hỏi thêm. Chân trước bọn họ vừa bước vào siêu thị, chân sau liền thấy ảnh đã đăng trên mạng. Đi ra đường mua tỏi ngẫu nhiên gặp được tịch thừa quân cùng bạch khởi là bọn họ phải hơn, có phải hay hơn, ảnh, hình ảnh lâu chủ gửi lên HD quá ha, mơ mơ hồ hồ sao mà soi đi si má ôi. Nhưng xem cảnh vật xung quanh giống khu nam bên kia đó, khu đó đâu có phim trường nào đâu ta, thầy tịch sao xuất hiện ở đó được, chủ topic rất nhanh mà lại đăng thêm hai tấm ảnh, nhìn xe may bách kìa. Xe đó có phải của tịch thừa quân hay không? Giống như, chiếc này hình như trợ lý A đạt từng chạy qua. Trời má, vậy đúng rồi đó các tìm mũi huynh đệ. Hôm nay Mỹ thấy tịch thừa quân tự mình lái xe, bạch khởi mặc áo len trắng đi từ ghế lái phụ xuống. Hai người bọn họ đi phía trước, phía sau có một đôi vợ chồng trung niên theo sau nữa. Chỉ bằng nửa câu sau của comment trên, cũng đã đủ dậy sóng toàn bộ các nền tảng, diễn đàn trên Internet. Đệt Mỹ, lầu trên sao không xuất hiện sớm hơn chứ? Cái này có phải đi gặp phụ huynh hông đó? Bởi vì nhiệt độ của tịch thừa quân quá cao, hotshot thăng tịch thừa quân gặp phụ huynh thăng chưa tới nửa giờ liền nhanh chóng leo lên hạng đầu click vào đó liền thấy rất nhiều comment mang lại lượng thông tin rất lớn trong lòng mỹ thầy tịch so với thần tiên không sai biệt lắm chẳng cần ăn cơm uống nước cũng không dính phải hạt bụi hồng trần hiện tại thần tiên lại muốn chìm vào thế tục đi gặp phụ huynh rồi mỹ cực kỳ hưng phấn luôn á mỹ muốn biết được ba mẹ bạch khởi sẽ có thái độ như nào có mang thầy tịch đá ra khỏi nhà không? Thái độ gì á? Đương nhiên vui mừng khôn xiết bán luôn con trai chớ gì nữa. Tịch thừa quân rất giàu đó nha. Lầu trên ăn nói cẩn thận nha. Một, đừng nói bậy bạ. Cả gia đình cùng nhau đi sắm đồ trong siêu thị rất vui vẻ hòa thuận. Đừng phỏng đoán ác ý người khác. Hơ hơ, mấy má nói tôi gì đó. Tôi có sao nói vậy nha. Gia đình bạch khởi trước đây phá sản. Thiếu tiền là sự thật. Làm ơn đi hôn nhân đồng tính vừa mới được hợp pháp ở năm ngoái, sẽ có bao nhiêu phụ huynh đồng ý dễ dàng như vậy? Gia đình Bạch Khởi gật đầu cái dục như thế không phải là để ý đến cây dụng tiền tịch thừa quân thì để ý đến gì nữa? Đu ma, Bạch Khởi trong nhà phá sản hả? Cậu ta từng là phú nhị đại. Sao lầu trên biết nhiều thế? Núp dưới giường nghe lén hả? Khu bình luận vô cùng náo nhiệt. Các tài khoản marketing vốn dĩ mũi thính như mũi chó. Người thấy mùi liền lập tức đánh hơi tìm kiếm thông tin sau đó hoàng hốt lo sợ mà khẽ gâu gâu phát ra tin tức có lẽ mọi người cũng chưa biết rốt cuộc gia cảnh bạch khởi là như thế nào đúng không ba của cậu ấy tên là bạch sơn có lẽ đối với các bạn tên này khá phổ biến không có gì đặc biệt nhưng hãy để chúng tôi đăng một tấm ảnh lên ảnh đây là một bức ảnh của nhóm người phụ trách dự án khu dinh thự cao cấp sao hơn 10 năm trước có bạch sơn bên trong bản gốc là y doen y Duen, mình từng chú thích ở chương cũ nhé khu dinh thự cao cấp này chắc mọi người đều đã nghe nói về nó, đúng không? Một trong những khu dự án cao cấp và đắt nhất ở Bắc Kinh. Khi đó, để có được miếng đất này, nghe nói cần phải tốn 500 triệu, 500 triệu ở 10 năm trước đó, đéo đùa được đâu, ok. Tuy nhiên, dự án lại không thể khởi công xuân sẻ, sau gần 2 năm trì hoãn, chuỗi vốn gần như muốn đứt gãy, rốt cuộc các vấn đề thủ tục mới hoàn thành và bắt đầu khởi công kết quả là vừa khởi công thì công trình gặp phải sự cố về tai nạn lao động lúc đó vấn đề tai nạn lao động đang rất hot gần như gắt gao mà bám sát vụ này vì thế chuyện gì đến sẽ đến nên bồi thường thì bồi thường nên phạt thì phạt mà còn tuyệt vời hơn nữa chính là đối tác của bạch sơn ôm tiền bỏ trốn sau đó bạch thị hình như tuyên bố phá sản đến nay bạch sơn có lẽ còn đang bồi thường công trình và bồi thường cho những người gặp phải tai nạn lao động năm đó ngay sau khi tin này được tung ra liền nổ bùm một cái, chấn động toàn bộ tất cả các kênh truyền thông. Đội quan hệ công chúng trong phòng làm việc của tịch thừa quân luôn nhìn chằm chằm hướng đi dư luận, lúc này đã nhanh chóng gọi điện cho Thượng Quảng. Thượng Quảng nghe xong cũng kinh ngạc không thôi, thậm chí đầu óc chưa kịp vận chuyển để xử lý. Chờ một chút, tôi sẽ gọi cho anh tịch trước, mà phía trên mạng đã có một cuộc thảo luận kịch liệt. Khiến cho công trình gặp sự cố sao? Phá sản không phải xứng đáng à? Toàn bộ câu chuyện này tương đương như một tảng băng, phần tin tức kia chỉ là phần nổi, còn phần chìm chúng ta vẫn chưa biết. Cũng không cần nhất thiết chào phúng ba ba bạch, tôi cảm thấy trọng điểm là phía đối tác kia tại sao ôm tiền bỏ trốn kia. Khỏi tẩy trắng, gia đình bạch khởi bây giờ thiếu tiền, một bạch khởi còn không đủ, bây giờ cả nhà bạch khởi đều há mỏ hút máu tịch thừa quân. Không ít anti-fan thừa nước đục thả câu, cấp tốc mà dí mỏ để châm ngòi cho sự việc càng thêm náo loạn. Từ khi chương trình cặp đôi hoàn mỹ phát sóng, thế tiến của Bạch Khởi càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vững, khiến cho bọn anti-fan sốt ruột đến gần chết. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đến ngày hôm nay để bọn họ trù tài. Ha ha, tôi hoài nghi lúc trước cái gì lấy nhầm vali toàn bộ đều là thuyết âm mưu của Bạch Khởi ha 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 ha. Là hoàn toàn có dương mưu âm mưu, anh tịch không phải người của gia đình họ tưởng à. Tưởng ra cũng có tiền lắm nha có khi lúc còn nhỏ hai bên gia đình Bạch Gia và Tưởng Gia đã từng hợp tác làm ăn, lúc đó tịch thừa quân đã từng gặp qua Bạch Khởi rồi nhất kiến trung tình. Nhưng làm sao đây, Bạch Khởi không thích anh, bây giờ gặp lại, tịch thừa quân đưa ra 500 vạn, kêu Bạch Khởi về đây là nam sủng cho ảnh, rồi bắt đầu một câu chuyện tình thù máu chó dây dưa tam sinh tam thế. Khả năng sẽ còn giam cầm play, hàng ngày anh tịch sẽ dùng mọi thủ đoạn trên trời dưới đất ép buộc Bạch Khởi khởi phải khuất nhục chịu đựng chơi bạch khởi khởi đến thành búp bê rách nát. Xin lỗi bà con, từ hồi xem thầy tịch hít đất mị đã nghĩ ra cái fanfic này. Lầu trên, văn án ra chưa, giam cầm play go tôi. Người đẹp gặp nạn, bị nhốt trong phòng tối, mặc tạp dề tình thú, ok man, mọi thứ rất hợp lý rất thuyết phục. Ba ngày sau văn án ra lò, lần đầu viết chuyện mọi người yêu thương ủng hộ, Linh. fan cái đẹp, hướng gió dư luận đáng lẽ không phải như thế này chứ giải thích tuyến thời gian chuyện. Đơn giản giải thích tuyến thời gian một chút để các bạn dễ hiểu, vì trong chuyện cũng sẽ đề cập đến. Nếu đã đọc đến đây, các bạn cũng như anh tịch sẽ đoán được gia đình khởi khởi gặp sự cố bất ngờ nên mới lâm vào hoàn cảnh như hiện tại. Như lời kể bên trên, lớp 3 tiểu học là gia đình khởi khởi có nhà riêng, căn chung cư này đã mua nhưng để trống, không ở, năm nhất trung học, mới chuyển về chung cư, hiện tại khởi khởi học năm 3 đại học, Vậy mốc sự kiện đó trong gia đình của Khởi Khởi là ở 10 năm trước. Hết chương, like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn, cảm ơn bạn đã lắng nghe.